bên trong tàu vũ trụ, phi hành gia hẹn giờ và tự khóa mình bên trong khoang lạnh và chìm vào một giấc ngủ sâu sẽ đưa họ vượt hàng trăm năm mà không hề già đi. Một cảnh quen thuộc trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng liệu việc này có trở thành hiện thực? Các nhà nghiên cứu quan tâm đến câu hỏi này đã bắt đầu với thế giới động vật, nơi mà ngủ đông khá phổ biến, xảy ra trên 200 loài. Quá trình ngủ đông diễn ra từ hàng triệu năm trước. Cả ba nhóm động vật có vú chính đều phát triển khả năng này và chúng tiến hóa riêng rẽ cách đây hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, dường như con người đã đánh mất những yếu tố quan trọng nhất để có thể ngủ đông. Ví dụ, trái tim con người không thể hoạt động nếu thân nhiệt quá thấp. Nhịp tim được kiểm soát bởi lượng canxi, nếu có quá nhiều canxi, tim sẽ ngừng hoạt động. Dưới một ngưỡng nhiệt nhất định, trái tim con người không thể loại bỏ lượng canxi thừa, gây ra hiện tượng trụy tim. Vậy tại sao những động vật này lại ngủ đông? Ngủ đông là rất cần thiết, đó là thủ thuật để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khi sự khan hiếm thức ăn và nước đe dọa tới sự sinh tồn. Trước đây, các chuyên gia tin rằng ngủ đông chỉ xảy ra ở môi trường hàn và ôn đới. Gần đây, họ đã khám phá ra những loài động vật ngủ đông ngay cả ở hoang mạc khô cằn và rừng nhiệt đới. Ngay khi quá trình ngủ đông bắt đầu, nhịp tim của các loài động vật giảm còn 1-3% so với thông thường, như là loài vượn cáo. Nhịp tim thông thường từ xấp xỉ 180 nhịp mỗi phút xuống còn khoảng 4 nhịp mỗi phút. Nhịp thở cũng giảm xuống chỉ 1 nhịp mỗi 10-21 phút. Và ở hầu hết động vật ngủ đông, không thải chất thải trong suốt quá trình ngủ. Theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, ngủ đông nhằm giảm tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể. Khi ngủ đông, não gần như không hoạt động, rơi vào trạng thái lờ đờ. Ngủ đông không phải là một giấc ngủ suốt mùa đông dài. Các loài động vật có thể ở trong trạng thái lờ đờ từ vài ngày đến 5 tuần. Sau đó, chúng hồi phục tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể bình thường trong khoảng 24 giờ trước khi tiếp tục trở lại trạng thái lờ đờ. Lý do vì sao có hiện tượng thức dậy giữa quãng vẫn còn là một bí ẩn. Những thay đổi cơ thể trong quá trình ngủ đông này, như ngủ trong 5 tuần hay nhiệt độ cơ thể giảm xuống gần như đóng băng, sẽ là đòn chí tử đối với những loài không có khả năng ngủ đông như con người. Trái với những gì chứng kiến trên phim ảnh, đây có thể là một trở ngại mãi mãi nằm ngoài tầm với của nhân loại. Mỗi năm, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ USD được dành cho việc nghiên cứu tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và cách để chúng ta đặt chân đến một hành tinh xa xôi nào đó. Đó không phải là mong muốn viển vông việc con người đặt chân được đến mặt trăng, chế tạo được những thiết bị máy móc hiện đại như tàu vũ trụ để khám phá sao hỏa, cho thấy những thành tựu trong tiến trình khám phá và chinh phục vũ trụ của chúng ta. Một trong những phương thức quen thuộc trong các phim khoa học viễn tưởng để con người di chuyển vào không gian sâu đến một hành tinh khác là đưa cơ thể về chế độ ngủ đông. Phi hành gia sẽ bước vào trong một thiết bị giống như kén. Sau đó, nhờ các kỹ thuật khoa học, cơ thể liền ngủ một mạch từ vài tháng đến vài năm. Khi tàu đáp xuống hành tinh mới, phi hành gia sẽ tỉnh dậy. Ở trạng thái ngủ giống như ngủ đông này, sự trao đổi chất giảm xuống tới mức tối thiểu và điều quan trọng là tâm trí các phi hành gia cũng không còn cảm giác buồn chán khi phải chờ đợi suốt nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm trời. Trên thực tế, tiền đề để đưa các phi hành gia vào trạng thái ngủ đông có cảm giác như hoàn toàn nằm trong tầm tay, để ngay cả cơ quan vũ trụ châu Âu cũng đang nghiêm túc xem xét tính chất khoa học đằng sau khái niệm này. Tuy nhiên, điều gì cũng phải nhìn vào thực tế. Các nhà khoa học tại Chile khẳng định rằng đó chỉ là ảo mộng viển vông chỉ có trong phim. Điểm cốt lõi trong một nghiên cứu mới đây của ba nhà nghiên cứu đến từ Chile đã hé lộ một rào cản toán học trong việc biến giấc ngủ đông của con người thành hiện thực thông qua việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa khối lượng cơ thể và tiêu hao năng lượng ở động vật có vú khi ngủ đông. Trở ngại này thậm chí khiến ý tưởng mãi mãi nằm ngoài tầm với của chúng ta. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mức độ trao đổi chất tối thiểu cho phép các tế bào tồn tại trong điều kiện nhiệt độ thấp và ít oxy là không đủ để đảm bảo. Nói cách khác, đối với những động vật tương đối nặng như chúng ta, khả năng tiết kiệm năng lượng mà chúng ta có thể mong đợi khi bước vào trạng thái ngủ đông hay ngủ sâu sẽ không thực sự đáng kể. Đó là chưa kể tới những tác hại của việc làm suy giảm trao đổi chất của các phi hành gia có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Ở một số loài động vật nhỏ bé, ngay cả trong trạng thái ngủ đông, chúng vẫn có thể mất tới hơn 1/4 trọng lượng cơ thể do đốt cháy năng lượng dự trữ.
đối với con người, con số này thậm chí còn lớn hơn. Từ thực tế này, Roberto S. Nespolo, tác giả chính của nghiên cứu cho rằng chúng ta tốt hơn hết là nên ngủ theo cách thông thường. Khái niệm ngủ đông thường gợi đến hình ảnh một con gấu tự nhốt mình trong hang để ngủ, đợi thời gian trôi qua sau một mùa đông dài. Tuy nhiên, thực tế dù gấu gần như ngừng hoạt động trong vài tháng dài, nhưng mức độ ngủ đông của chúng vẫn không hiệu quả như giấc ngủ đông thực sự của các loài sinh vật nhỏ hơn như sóc đất hay rơi. Ở những động vật này, nhiệt độ cơ thể của chúng giảm mạnh, sự trao đổi chất gần như bằng không, nhịp tim và nhịp thở đều chậm lại. Quá trình này có thể giảm tiêu thụ năng lượng tới 98% trong một số trường hợp, từ đó loại bỏ nhu cầu đi săn hoặc kiếm ăn. Tuy nhiên, như đã nêu trên, đó là một câu chuyện khác với động vật có vú. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc mở rộng mối quan hệ giữa sự trao đổi chất tích cực và khối lượng tạo ra đã đi tới luận điểm mà tại đó, ngủ đông không thực sự tiết kiệm nhiều năng lượng cho những con thú lớn hơn mà mang lại nhiều tác động tiêu cực. Gấu là loài động vật có vú hiếm hoi có thể ngủ đông ở mức hiệu quả. Khi chúng ngủ, nhịp thở của gấu rơi vào khoảng 50 nhịp mỗi phút. Vào lúc lạnh nhất của mùa đông, nhịp thở giảm xuống cực sâu, chỉ còn 4 đến 5 lần mỗi phút. Toàn bộ hoạt động cơ thể của gấu dừng lại, thế mà khi xuân đến, chúng tỉnh dậy và cơ thể vẫn vẹn nguyên. Các nhà khoa học cho rằng, nếu con người nằm ngủ ở điều kiện tương tự, ta sẽ mất cả xương và cơ rất nhanh. Có một điều, trước cả khi gấu ngủ đông, chúng cũng đã hoàn thành được một kỳ tích sinh học khác, đó là chúng cần béo lên đến mức cực kỳ nguy hiểm. Đối với con người, nếu béo tới mức đó, cơ thể sẽ bị thương tổn không phục hồi được nữa. Ngoài ra khi ngủ đông, việc làm mát cơ thể, giảm nhịp tim và nhịp thở, cũng như làm suy giảm sự trao đổi chất một cách cưỡng ép, cũng có thể không mang lại một kết quả mà chúng ta mong đợi. Tuy vậy, dù kết quả nghiên cứu hiện tại cho đó là điều không thể, chúng ta hãy vẫn cứ hy vọng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, khi con người đã sở hữu những công nghệ cực kỳ tân tiến, thì có lẽ giấc ngủ đông sẽ không còn là khoa học viễn tưởng nữa, giống như cách mà con người đã đặt chân lên mặt trăng. Trong thời đại của chúng ta, nhân loại đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự gia tăng dân số, sự suy thoái môi trường và những nguy cơ về an ninh toàn cầu đã khiến cho con người phải đối mặt với những bài toán khó khăn để giải quyết. Trong bối cảnh này, việc khám phá và khai thác tài nguyên trên các hành tinh khác đã trở thành một mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu và phát triển khoa học. Đã từ rất lâu, con người luôn ấp ủ ước mơ về việc khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác trong vũ trụ. Đây có thể được xem như một trong những tham vọng lớn nhất của loài người. Với tình yêu và sự tò mò muốn khám phá những điều mới mẻ, con người đã không ngừng nỗ lực và đầu tư mạnh mẽ để có thể chinh phục những hành tinh xa xôi ấy. Đó là khát vọng cao cả mà chúng ta chỉ có thể thực hiện nếu chúng ta đứng vững và đoàn kết với nhau. Thực tế, để có thể xâm chiếm một hành tinh khác, chúng ta cần phải đạt được những tiến bộ to lớn về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chúng ta cần phải tìm hiểu và hiểu rõ về các điều kiện sống của các hành tinh khác, từ các hành tinh gần nhất cho đến những hành tinh xa xôi nằm bên ngoài Thái Dương hệ. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, con người cần bao lâu để có thể thực hiện được việc này? Con người có thể tới sao hỏa sau vài chục năm, nhưng mất tới hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn năm để đến hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX, muốn có một thành phố triệu dân trên sao hỏa vào năm 2050. Mục tiêu này nghe có vẻ rất tham vọng vì con người chưa từng đặt chân lên bề mặt sao hỏa. Vậy con người sẽ mất bao lâu để xâm chiếm một hành tinh khác? Liệu con người có thể xâm chiếm các thiên thể nằm ngoài hệ mặt trời không? Câu trả lời cho những câu hỏi này tùy thuộc vào đích đến. Với sao hỏa, vài thập kỷ không hẳn là phi thực tế. Theo Serkan Saydam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vũ trụ Australia, giáo sư tại Đại học New South Wales cho biết, việc thuộc địa hóa sao hỏa có thể khả thi trong vài thập kỷ. Tôi tin rằng, vào năm 2050, chúng ta sẽ có một thuộc địa của con người trên sao hỏa. Theo Saydam, điều quan trọng đầu tiên khi thiết lập thuộc địa sao hỏa
là nước, và nước có thể chiết xuất từ băng và khoáng chất ngậm nước. Ông cho rằng nước sẽ thúc đẩy nông nghiệp và khả năng trồng thực phẩm trên sao Hỏa. Trong khi đó, hydro từ băng và các khoáng chất có thể được dùng làm nguồn năng lượng cho tên lửa. Các nhà khoa học khác không lạc quan như vậy. Kỹ sư du hành vũ trụ Louis Friedman, người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Planetary Society, cho rằng việc thuộc địa hóa sao Hỏa khó xảy ra trong tương lai gần. Rachel Siler, nhà khoa học thần kinh tại Đại học Florida, người từng làm việc với các phi hành NASA, nghĩ việc này có vẻ viển vông. Tuy nhiên, nhân loại có thể sẽ đến sao Hỏa trong vài thập kỷ nữa. Trung Quốc dự định bắt đầu đưa phi hành đoàn tới sao Hỏa năm 2033, trong khi mục tiêu của NASA là cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040. Sau khi con người đến hành tinh đỏ, bước tiếp theo có thể là xây dựng thuộc địa. Thuộc địa đòi hỏi mức độ tự cung tự cấp nhất định, nhưng không cần hoàn toàn độc lập với trái đất. Saidam so sánh sao Hỏa với một hòn đảo xa xôi và thỉnh thoảng vẫn cần nhập đồ. Ông nói, đa số thiết bị và công cụ sẽ được vận chuyển từ trái đất. Tôi không nghĩ bạn có thể sản xuất một chiếc xe tải trên bề mặt sao Hỏa. Thuộc địa sao Hỏa sẽ cần triển khai một hoạt động nào đó để duy trì về mặt tài chính. Du lịch vũ trụ là một lựa chọn, nhưng Saidam cho rằng khai thác khoáng sản là chìa khóa để thuộc địa hóa thành công. Dù là lựa chọn thực tế nhất để định cư ngoài trái đất, sao Hỏa không hẳn là hành tinh phù hợp nhất với con người. Hơn 95% khí quyển sao Hỏa là CO2, khí hậu rất lạnh với nhiệt độ trung bình khoảng âm 60 độ C. Tàu vũ trụ từ trái đất phải mất khoảng 8,5 tháng mới tới sao Hỏa và còn bị bức xạ tấn công nữa. Gần như chắc chắn sẽ có những ngoại hành tinh bên ngoài hệ mặt trời thân thiện hơn với con người. Vấn đề là chúng quá xa. Con người vẫn chưa thể đưa tàu vũ trụ nào tới ngoại hành tinh. Các tàu hiếm hoi thoát khỏi hệ mặt trời là bộ đôi tàu Voyager 1 và Voyager 2. Chúng lần lượt mất 35 năm và 41 năm để tới vùng không gian liên sao, trong khi đó, các ngoại hành tinh ở xa hơn nhiều. Theo nhà vật lý thiên văn hố đen Frederick Marin tại đài quan sát Strasbourg thuộc Đại học Strasbourg cho biết, với công nghệ hiện nay, chúng ta phải mất vài chục nghìn năm mới tiếp cận được ngoại hành tinh gần nhất. Thời gian di chuyển này có thể khiến việc xâm chiếm ngoại hành tinh nghe có vẻ bất khả thi. Nhưng Marin từng chạy mô phỏng máy tính cho việc du hành liên sao và hy vọng thời gian di chuyển sẽ giảm mạnh trong tương lai gần nhờ các tàu vũ trụ nhanh hơn. Marin nói, chúng tôi biết rằng trong khoa học, cứ sau mỗi 100 năm, vận tốc của phương tiện đẩy có thể tăng gấp 10 lần. Như vậy, thời gian di chuyển đến các ngoại hành tinh có thể giảm dần từ hàng chục nghìn năm xuống còn hàng nghìn năm, sau đó là hàng trăm năm. Marin đưa ra kịch bản giả định về việc tiếp cận một ngoại hành tinh ở được với con người trong vòng 500 năm. Hành trình kéo dài hàng thế kỷ này vẫn đòi hỏi nhiều thế hệ người điều khiển tàu vũ trụ, hầu hết sẽ không kịp thấy ngoại hành tinh bị thuộc địa hóa này. Các mô phỏng của Marin cho thấy khoảng 500 người là dân số khởi đầu phù hợp cho một con tàu đa thế hệ như vậy. Tuy nhiên, phi hành đoàn sẽ đối phó với việc sống suốt đời trên tàu như thế nào? Con cháu của họ sẽ sống ra sao khi sinh ra và lớn lên trong tàu du hành liên sao? Điều này cũng dẫn đến những lo ngại về đạo đức. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và những thách thức khác trên trái đất có nguy cơ đẩy loài người đến tình trạng tuyệt chủng trước khi kịp du hành liên sao và xâm chiếm các ngoại hành tinh. Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn bởi trong thế giới hiện đại của chúng ta, những khám phá và công nghệ mới được phát triển liên tục mang đến cho con người những cơ hội vô tận để tìm hiểu và khám phá các hành tinh xa xôi khác trong vũ trụ. Với mục tiêu lớn lao và tham vọng xâm chiếm hành tinh khác, con người đã đưa ra những dự đoán và ước tính về thời gian cần thiết để có thể hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, việc xâm chiếm hành tinh khác không chỉ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và kinh tế, mà còn đòi hỏi sự đoàn kết của toàn bộ nhân loại. Việc xâm chiếm hành tinh khác đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những quyết định cân bằng và đúng đắn. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các hậu quả của hành động mà mình thực hiện và có một kế hoạch rõ ràng và chi tiết để đảm bảo sự an toàn và thành công trong quá trình này. Cùng với những thách thức và rủi ro, việc xâm chiếm hành tinh khác cũng mang lại những hy vọng và tiềm năng to lớn cho tương lai của loài người. Việc khám phá và tìm hiểu về các hành tinh xa xôi khác có thể mang lại cho chúng ta vô vàn những kiến thức mới về vũ trụ và giúp mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại. Và trong tương lai, nếu chúng ta có đủ nghiêm túc và quyết tâm, không có gì là không thể.
con người có thể khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác, mở ra những cánh cửa mới trong việc khám phá vũ trụ, tìm ra những giải pháp cho các vấn đề lớn của nhân loại. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ tất cả những gì tuyệt vời nhất của thế giới này để con người có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trong tương lai. Sự sống trên trái đất tồn tại nhờ quá trình quang hợp, một quá trình đã 2,3 tỷ năm tuổi. Phản ứng vô cùng hấp dẫn và vẫn chưa được hiểu đầy đủ này cho phép thực vật và các sinh vật khác thu được ánh sáng mặt trời, nước và carbon dioxide trong khi chuyển đổi chúng thành oxy và năng lượng ở dạng đường. Quang hợp là một phần không thể thiếu trong hoạt động của trái đất mà chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi chúng ta nhìn xa hơn hành tinh của mình để tìm những nơi để khám phá và định cư, thì rõ ràng là quá trình này hiếm và có giá trị đến như thế nào. Những tiến bộ gần đây trong việc tạo ra quá trình quang hợp nhân tạo có thể là chìa khóa để con người tồn tại và xâm chiếm các thế giới ngoài trái đất. Nhu cầu của con người về oxy làm cho việc du hành không gian trở nên khó khăn. Hạn chế về nhiên liệu giới hạn lượng oxy chúng ta có thể mang theo, đặc biệt là nếu chúng ta muốn thực hiện các chuyến đi xa tới mặt trăng và sao hỏa. Một chuyến đi một chiều tới sao hỏa thường mất khoảng 2 năm, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dễ dàng gửi các nguồn tài nguyên từ trái đất. Hiện đã có các phương pháp để sản xuất oxy bằng cách tái chế carbon dioxide trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Hầu hết oxy trên trạm vũ trụ quốc tế được tạo ra từ quá trình gọi là phân giải điện ly, sử dụng điện từ các tấm pin mặt trời của trạm để phân tách nước thành khí hydro và khí oxy mà các nhà du hành hít thở. Ngoài ra, trạm vũ trụ quốc tế cũng có một hệ thống riêng biệt để chuyển đổi carbon dioxide mà các nhà du hành thở ra thành nước và methane. Nhưng những công nghệ này không đáng tin cậy, không hiệu quả, nặng nề và khó bảo trì. Ví dụ, quá trình sản xuất oxy yêu cầu khoảng 1/3 tổng năng lượng cần thiết để vận hành toàn bộ hệ thống hỗ trợ kiểm soát môi trường và hỗ trợ sinh hoạt trên trạm vũ trụ quốc tế. Do đó, việc tìm kiếm các hệ thống thay thế có thể được sử dụng trên mặt trăng và trên các chuyến đi tới sao hỏa đang diễn ra. Một khả năng là sử dụng năng lượng mặt trời rất phong phú trong không gian và sử dụng trực tiếp nó để sản xuất oxy và tái chế carbon dioxide chỉ trong một thiết bị duy nhất. Thiết bị như vậy chỉ cần nước làm nguồn đầu và duy nhất, tương tự quá trình quang hợp đang diễn ra trong tự nhiên. Điều đó sẽ loại bỏ các thiết lập phức tạp nơi hai quá trình thu hoạch ánh sáng và sản xuất hóa học được tách biệt, như trên trạm vũ trụ quốc tế. Điều này thật thú vị vì nó có thể làm giảm trọng lượng và khối lượng của hệ thống, hai tiêu chí chính để khám phá không gian. Nhưng nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta có thể sử dụng nhiệt lượng bổ sung được giải phóng trong quá trình thu năng lượng mặt trời trực tiếp để kích hoạt các phản ứng hóa học, từ đó làm tăng tốc chúng. Hơn nữa, việc dây điện phức tạp và bảo trì có thể được giảm thiểu đáng kể. Các nhà khoa học đã tạo ra một khung lý thuyết để phân tích và dự đoán hiệu suất của các thiết bị quang hợp nhân tạo tích hợp như vậy cho các ứng dụng trên mặt trăng và sao hỏa. Thay vì chất diệp lục, chất chịu trách nhiệm hấp thụ ánh sáng ở thực vật và tảo, các thiết bị này sử dụng vật liệu bán dẫn có thể được phủ trực tiếp bằng chất xúc tác kim loại đơn giản, hỗ trợ phản ứng hóa học mong muốn. Phân tích của các nhà khoa học cho thấy rằng các thiết bị như vậy thực sự có thể được sử dụng để bổ sung các công nghệ hỗ trợ sự sống hiện có, chẳng hạn như thiết bị sản xuất oxy được sử dụng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Điều này đặc biệt đúng khi kết hợp với các thiết bị tập trung năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho các phản ứng, về cơ bản là những tấm gương lớn tập trung ánh sáng mặt trời tới. Có cách tiếp cận khác nữa, ví dụ chúng ta có thể sản xuất oxy trực tiếp từ đất mặt trăng, nhưng điều này yêu cầu nhiệt độ cao để hoạt động. Mặt khác, các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể hoạt động ở nhiệt độ phòng, với áp suất được tìm thấy trên sao hỏa và mặt trăng. Điều đó có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trực tiếp trong môi trường sống và sử dụng nước làm nguồn tài nguyên chính. Điều này đặc biệt thú vị với sự hiện diện của nước đá trong miệng núi lửa Shackleton trên mặt trăng. Đây là địa điểm hạ cánh dự kiến trong các sứ mệnh trên mặt trăng trong tương lai. Trên sao hỏa, khí quyển chiếm gần 96% carbon dioxide, dường như lý tưởng cho một thiết bị quang hợp nhân tạo. Nhưng cường độ ánh sáng trên hành tinh đỏ yếu hơn so với trái đất do khoảng cách lớn hơn tới mặt trời.
Vì vậy, điều này sẽ đặt ra một vấn đề. Các nhà khoa học đã thực sự tính toán được cường độ ánh sáng mặt trời có sẵn trên sao Hỏa và chứng minh rằng chúng ta có thể sử dụng các thiết bị như vậy ở đó, mặc dù gương mặt trời trở nên càng quan trọng hơn. Việc sản xuất oxy và các hóa chất khác một cách hiệu quả và đáng tin cậy, cũng như tái chế carbon dioxide trên tàu vũ trụ và trong các môi trường sống, là một thách thức to lớn mà chúng ta cần phải nắm vững cho các sứ mệnh không gian dài hạn. Các hệ thống phân giải điện ly hiện có hoạt động ở nhiệt độ cao, đòi hỏi một lượng lớn năng lượng đầu vào, và các thiết bị chuyển đổi carbon dioxide thành oxy trên sao Hỏa vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, cho dù chúng có dựa trên quá trình quang hợp hay không. Vì vậy, một vài năm nghiên cứu chuyên sâu là cần thiết để có thể sử dụng công nghệ này trong không gian. Sao chép những phần cơ bản từ quang hợp tự nhiên có thể mang lại cho chúng ta một số lợi thế, giúp chúng ta hiện thực hóa chúng trong tương lai. Với công nghệ này, lợi nhuận sẽ là rất lớn. Ví dụ, chúng ta thực sự có thể tạo ra bầu khí quyển nhân tạo trong không gian và sản xuất các chất hóa học mà chúng ta cần cho các nhiệm vụ dài hạn, chẳng hạn như phân bón, polymer hoặc dược phẩm. Ngoài ra, những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta có được từ việc thiết kế và chế tạo các thiết bị này có thể giúp chúng ta đáp ứng thách thức về năng lượng xanh trên trái đất. Chúng ta đủ may mắn để có thực vật và tảo để sản xuất oxy, nhưng các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu dựa trên hydro hoặc carbon, mở ra một phương pháp xanh để sản xuất các chất hóa học giàu năng lượng mà chúng ta có thể lưu trữ và sử dụng trong vận chuyển. Việc khám phá không gian và nền kinh tế năng lượng trong tương lai của chúng ta có một mục tiêu dài hạn rất giống nhau, đó là tính bền vững. Và các thiết bị quang hợp nhân tạo cũng có thể trở thành một phần quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này. Với những nghiên cứu và phát triển tiếp theo, hy vọng rằng chúng ta có thể khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ quang hợp nhân tạo, góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho con người và hành tinh chúng ta. Sự tìm kiếm và phát triển công nghệ quang hợp nhân tạo không chỉ đơn thuần là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật, mà còn là một bước tiến vượt bậc trong việc đảm bảo cuộc sống và sự tồn tại của chúng ta trên các hành tinh khác và trên trái đất. Việc tạo ra không khí nhân tạo và sản xuất các chất hóa học cần thiết trong không gian mở ra những cơ hội không gian mới mà trước đây chúng ta chỉ có thể ước mơ. Chúng ta có thể khám phá và thăm dò những hành tinh xa xôi, loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ trái đất và định cư ở những nơi trước đây được coi là không thể. Ngoài ra, công nghệ quang hợp nhân tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng trên trái đất. Chúng ta đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên, và việc tìm kiếm nguồn năng lượng sạch và bền vững là vô cùng quan trọng. Bằng cách sử dụng công nghệ quang hợp nhân tạo, chúng ta có thể tạo ra các nguồn năng lượng xanh và các chất hóa học từ ánh sáng mặt trời, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Như các bạn đã biết, khoảng cách giữa các ngôi sao cũng như khoảng cách giữa các thiên hà với nhau là vô cùng lớn. Nếu như loài người muốn trở thành sinh vật liên sao hay liên ngân hà, hiển nhiên ta sẽ phải tự di chuyển quãng đường rất xa, hàng năm ánh sáng, thậm chí là hàng triệu năm ánh sáng, để tới được một hành tinh có thể hỗ trợ sự sống ở một thái dương hệ khác hay một thiên hà xa xôi nào đó. Và mới đây, các nhà thiên văn học đã đưa hệ sao Proxima Centauri thành ứng cử viên sáng giá nhất cho công cuộc du hành liên sao đầu tiên của loài người. Vậy, cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên đường sang hệ sao Proxima Centauri? Proxima Centauri là một sao lùn đỏ nằm cách hệ mặt trời, xấp xỉ 4,25 ánh sáng trong chòm sao bán nhân mã, và đây là ngôi sao gần hệ mặt trời nhất từng được phát hiện. Trong hệ sao Proxima Centauri, có vài ngoại hành tinh có tiềm năng trở thành trái đất thứ hai, đặc biệt là hành tinh Proxima Centauri B với quãng đường 4,25 ánh sáng. Nếu chúng ta sử dụng tàu Apollo 11, thứ đã đưa con người lên mặt trăng, bay với tốc độ 40.000 km/h, bằng vận tốc này, ta sẽ tới được Proxima Centauri trong vòng hơn 100.000 năm.
Nhưng may mắn thay, tàu vũ trụ đã nhanh hơn trước nhiều. Đơn cử, thiết bị thăm dò mặt trời, tàu Parker Solar Probe được phóng vào ngày 12 tháng 8 năm 2018. Trong tương lai có thể bay với tốc độ hơn 700.000 km/h, khoảng 0,067% tốc độ ánh sáng. Với tốc độ này, một chuyến hành trình liên sao tới hành tinh Proxima Centauri B vẫn sẽ mất 6.300 năm. Vậy rốt cuộc cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên hành trình dài như vậy? Nếu tính tuổi trung bình của con người là 70 tuổi, 6.300 năm sẽ tương đương với 90 thế hệ người. Nhưng không dễ để chọn ra được phi hành đoàn đầu tiên trên chuyến hành trình lịch sử này. Những yếu tố quan trọng bao gồm lượng nam giới và phụ nữ có trong đoàn, độ tuổi và tuổi thọ của họ, tỷ lệ có con thành công và sức chứa của con tàu, và nhiều hơn nữa. Các yếu tố khác bao gồm độ tuổi sinh sản, một cặp đôi có ý định có con sẽ gần huyết thống tới giới hạn nào, số lượng con mà họ có thể có là bao nhiêu. Sau khi tính toán được những yếu tố trên, các nhà nghiên cứu sử dụng thuật toán có tên Heritage để tiến hành giả lập một sứ mệnh du hành liên sao với nhiều thế hệ người. Đầu tiên, thuật toán sẽ tạo ra một phi hành đoàn với chất lượng như đã nêu ở dữ liệu đầu vào, rồi sẽ cho tiến hành thử nghiệm trên lý thuyết. Quá trình này đã bao gồm cả việc qua đời tự nhiên, lẫn chết vì tai nạn mỗi năm để xem số lượng phi hành đoàn cần là bao nhiêu để có thể tiếp tục sinh sản thế hệ mới. Trong số thành viên phi hành đoàn, thuật toán sẽ chọn hai người ngẫu nhiên thuộc hai giới tính khác nhau và tính toán tỷ lệ có con của họ. Và dựa trên khả năng sinh sản của mỗi người và các giới hạn liên quan tới quan hệ cận huyết. Nếu như tỷ lệ có thai là cao, thuật toán sẽ tạo ra một thành viên phi hành đoàn mới và lặp lại vòng này cho tới khi phi hành đoàn chết hẳn hoặc tới được hệ sao Proxima Centauri sau 6.300 năm. Mỗi một lần chạy sứ mệnh lịch sử này, thuật toán sẽ đưa thêm vào một sự kiện thảm họa gì đó, như một dịch bệnh bí ẩn, một cú va chạm với thiên thể vũ trụ hoặc một tai nạn bất kỳ, nhằm để giảm số lượng thành viên của phi hành đoàn đi 1/3. Thuật toán sẽ cho chạy mỗi sứ mệnh 100 lần để tìm ra tỷ lệ phi hành đoàn với số lượng người nhất định sống sót được suốt 6.300 năm. Và theo thuật toán Heritage, tỷ lệ thành công không chạm mốc 100% cho tới khi phi hành đoàn có tổng cộng 98 người, tức là 49 cặp đôi. Lúc này ta có thể khẳng định rằng, dưới các yếu tố có trong thử nghiệm, một phi hành đoàn với 98 người sẽ là điều kiện tối thiểu để đi hết chuyến hành trình 6.300 năm tới hành tinh Proxima Centauri B. Có thể coi đây là bài giả lập làm nền móng cho các bài thử chi tiết hơn sau này. Đầu tiên, tỷ lệ có con thành công sẽ khác biệt trong môi trường vũ trụ. Tỷ lệ để một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ thấp hơn do những ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ. Tỷ lệ xảy ra những thảm họa sẽ còn thấp hơn những xung đột xã hội có thể có khi cộng đồng cả trăm người sống cùng nhau trong một con tàu vũ trụ. Một thuật toán Heritage tiên tiến hơn có thể sẽ khắc phục những yếu tố này, chạy lại một loạt những thử nghiệm mới để ta có những con số chính xác hơn. Lần đầu tiên, phát hiện ánh sáng có thể từ vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo Space, các nhà thiên văn học có thể đã lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng từ hai hố đen va chạm. Các hố đen vũ trụ hoàn toàn tối và do đó không thể quan sát bằng các kính thiên văn phát hiện ánh sáng. Cho đến nay, cách duy nhất để các nhà thiên văn có thể quan sát các hố đen va chạm là nghiên cứu các sóng hấp dẫn thu được. Sóng hấp dẫn là những dao động trong cấu trúc thời gian không gian được tạo ra bởi những va chạm mạnh giữa các thiên thể có khối lượng lớn nhất như hố đen và neutron. Kể từ lần đầu tiên phát hiện sóng hấp dẫn vào năm 2015, các nhà khoa học đã quan sát sóng hấp dẫn, tìm hiểu nguồn gốc và các vật thể va chạm có thể đã tạo ra chúng. Vì các hố đen có lực hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra, nên chúng rất khó quan sát và các nhà thiên văn học vẫn chưa xác định được bằng mắt thường về một vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo một tuyên bố từ NASA, trong khi các hố đen hoàn toàn tối, có những giả thuyết cho rằng các vụ va chạm hoặc hợp nhất giữa các hố đen có thể tạo ra tín hiệu ánh sáng xuyên qua một vật chất bao quanh chúng bằng cách khiến vật chất phát xạ. Một nhóm các nhà thiên văn học sử dụng cơ sở Zwicky Chanzen, gọi tắt là ZTF, tại đài quan sát Palma ở California cho rằng họ có thể đã phát hiện ra một tín hiệu ánh sáng như vậy. Sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự hợp nhất giữa các hố đen được các nhà khoa học phát hiện vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 bằng cách sử dụng hai thiết bị dò sóng hấp dẫn khác nhau.
sóng hấp dẫn mà họ phát hiện bắt nguồn từ một sự kiện va chạm được đặt tên là GW190521G. Các nhà khoa học cho rằng GW190521G có thể là vụ va chạm giữa hai hố đen. Các nhà thiên văn học đã sử dụng ZTS để quan sát vũ trụ và tìm kiếm tín hiệu ánh sáng từ vụ va chạm này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên ánh sáng được sử dụng để làm bằng chứng về việc hai hố đen va chạm và tạo ra sóng hấp dẫn. Thí nghiệm thuyết tương đối trên một ngôi sao gần siêu hố đen, một lần nữa Einstein lại đúng. Bằng cách phân tích lực hấp dẫn của một hố đen khổng lồ nằm ở trung tâm giải ngân hà lên một ngôi sao gần đó, các nhà thiên văn học đã cho thấy lý thuyết về không gian và thời gian mô tả lực hấp dẫn của Einstein vẫn chính xác. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, lực hấp dẫn bắt nguồn từ sự uốn cong của không gian và thời gian. Khối lượng vật thể càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh. Các nhà khoa học kiểm chứng phần lớn thuyết tương đối rộng trong các trường hấp dẫn yếu, chẳng hạn như trái đất hay hệ mặt trời. Trong các trường hấp dẫn mạnh hơn như siêu hố đen nằm trong tâm hầu hết thiên hà lớn, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự tham gia của thuyết tương đối rộng có thể đưa ra lý thuyết mới, giúp giải thích những bí ẩn của vũ trụ như vật chất tối và năng lượng tối. Theo giáo sư thiên văn học Andrea Ghez tại Đại học California, Los Angeles và đồng tác giả nghiên cứu cho biết, Einstein vẫn đúng, ít nhất là đến lúc này. Những quan sát của chúng tôi đều tương đồng với thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, thuyết của ông vẫn có nhược điểm. Nó chưa thể giải thích hoàn toàn lực hấp dẫn trong một hố đen. Đến lúc nào đó, chúng ta phải tìm ra một thuyết mới về lực hấp dẫn để giải thích rõ hơn hố đen là gì. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà thiên văn học chọn hố đen siêu lớn là Sagittarius A sao nằm tại trung tâm giải ngân hà, nặng hơn mặt trời 4 triệu lần với đường kính khoảng 23,6 triệu km. Các nhà khoa học theo dõi sao S02 từ năm 2018, thời điểm nó nằm gần Sagittarius A sao nhất trong quỹ đạo 16 năm ánh sáng. Khoảng cách gần nhất từ ngôi sao đến hố đen là 120 đơn vị thiên văn, một đơn vị thiên văn tương đương khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời, khoảng 150 triệu km. Sử dụng đài thiên văn Keck, đài thiên văn Rimini và kính viễn vọng Subaru ở Hawaii, các nhà thiên văn học đã theo dõi quỹ đạo hoàn chỉnh của S02 trong không gian 3 chiều, kết hợp chúng với các phép đo đạc trong 24 năm. Các nhà nghiên cứu kiểm tra một dự đoán của thuyết tương đối rộng gọi là dịch chuyển đỏ do hấp dẫn, gravitation recipe, sự dịch chuyển màu của quang phổ ánh sáng theo xu hướng đỏ hơn dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Kết quả cho thấy, quang phổ ánh sáng từ sao S02 dịch chuyển sang đỏ khi đi qua lực hấp dẫn từ hố đen Sagittarius A sao, phù hợp với thuyết tương đối. Theo Tuấn Đỗ, nhà vật lý thiên văn học, Đại học California, Los Angeles cho biết, những thí nghiệm này mở ra cánh cửa cho khả năng kiểm tra bản chất của lực hấp dẫn bằng cách tận dụng quỹ đạo các ngôi sao xung quanh những siêu hố đen nằm ở trung tâm thiên hà. Khả năng này từng được đề cập từ lâu trong lý thuyết, nhưng cuối cùng chúng ta đã làm được. Nghiên cứu trên sao S02 là nghiên cứu đầu tiên trong nhiều nghiên cứu về thuyết tương đối, dự tính thực hiện trên các ngôi sao gần siêu hố đen Sagittarius A sao. Một trong những ngôi sao khác cũng nằm trong kế hoạch thí nghiệm là S0102 với quỹ đạo ngắn nhất trong số gần 3.000 ngôi sao nằm gần hố đen siêu lớn, tương đương 11,5 năm. Bên trong tàu vũ trụ, phi hành gia hẹn giờ và tự khóa mình bên trong khoang lạnh và chìm vào một giấc ngủ sâu sẽ đưa họ vượt hàng trăm năm mà không hề già đi. Một cảnh quen thuộc trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng liệu việc này có trở thành hiện thực? Các nhà nghiên cứu quan tâm đến câu hỏi này đã bắt đầu với thế giới động vật, nơi mà ngủ đông khá phổ biến, xảy ra trên 200 loài. Quá trình ngủ đông diễn ra từ hàng triệu năm trước. Cả ba nhóm động vật có vú chính đều phát triển khả năng này và chúng tiến hóa riêng rẽ cách đây hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, dường như con người đã đánh mất những yếu tố quan trọng nhất để có thể ngủ đông. Ví dụ, trái tim con người không thể hoạt động nếu thân nhiệt quá thấp. Nhịp tim được kiểm soát bởi lượng canxi. Nếu có quá nhiều canxi, tim sẽ ngừng hoạt động. Dưới một ngưỡng nhiệt nhất định, trái tim con người không thể loại bỏ lượng canxi thừa, gây ra hiện tượng trụy tim. Vậy tại sao những động vật này lại ngủ đông? Ngủ đông là rất cần thiết, đó là thủ thuật
để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khi sự khan hiếm thức ăn và nước đe dọa tới sự sinh tồn. Trước đây, các chuyên gia tin rằng ngủ đông chỉ xảy ra ở môi trường hàn và ôn đới. Gần đây, họ đã khám phá ra những loài động vật ngủ đông ngay cả ở hoang mạc khô cằn và rừng nhiệt đới. Ngay khi quá trình ngủ đông bắt đầu, nhịp tim của các loài động vật giảm còn 1-3% so với thông thường, như là loài vượn cáo. Nhịp tim thông thường từ xấp xỉ 180 nhịp mỗi phút xuống còn khoảng 4 nhịp mỗi phút. Nhịp thở cũng giảm xuống chỉ 1 nhịp mỗi 10-21 phút. Và ở hầu hết động vật ngủ đông, không thải chất thải trong suốt quá trình ngủ. Theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, ngủ đông nhằm giảm tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể. Khi ngủ đông, não gần như không hoạt động, rơi vào trạng thái lờ đờ. Ngủ đông không phải là một giấc ngủ suốt mùa đông dài. Các loài động vật có thể ở trong trạng thái lờ đờ từ vài ngày đến 5 tuần. Sau đó, chúng hồi phục tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể bình thường trong khoảng 24 giờ trước khi tiếp tục trở lại trạng thái lờ đờ. Lý do vì sao có hiện tượng thức dậy giữa quãng vẫn còn là một bí ẩn. Những thay đổi cơ thể trong quá trình ngủ đông này, như ngủ trong 5 tuần hay nhiệt độ cơ thể giảm xuống gần như đóng băng, sẽ là đòn chí tử đối với những loài không có khả năng ngủ đông như con người. Trái với những gì chứng kiến trên phim ảnh, đây có thể là một trở ngại mãi mãi nằm ngoài tầm với của nhân loại. Mỗi năm, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ USD được dành cho việc nghiên cứu tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và cách để chúng ta đặt chân đến một hành tinh xa xôi nào đó. Đó không phải là mong muốn viển vông việc con người đặt chân được đến mặt trăng, chế tạo được những thiết bị máy móc hiện đại như tàu vũ trụ để khám phá sao hỏa, cho thấy những thành tựu trong tiến trình khám phá và chinh phục vũ trụ của chúng ta. Một trong những phương thức quen thuộc trong các phim khoa học viễn tưởng để con người di chuyển vào không gian sâu đến một hành tinh khác là đưa cơ thể về chế độ ngủ đông. Phi hành gia sẽ bước vào trong một thiết bị giống như kén, sau đó nhờ các kỹ thuật khoa học, cơ thể liền ngủ một mạch từ vài tháng đến vài năm. Khi tàu đáp xuống hành tinh mới, phi hành gia sẽ tỉnh dậy. Ở trạng thái ngủ giống như ngủ đông này, sự trao đổi chất giảm xuống tới mức tối thiểu và điều quan trọng là tâm trí các phi hành gia cũng không còn cảm giác buồn chán khi phải chờ đợi suốt nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm trời. Trên thực tế, tiền đề để đưa các phi hành gia vào trạng thái ngủ đông có cảm giác như hoàn toàn nằm trong tầm tay, để ngay cả cơ quan vũ trụ châu Âu cũng đang nghiêm túc xem xét tính chất khoa học đằng sau khái niệm này. Tuy nhiên, điều gì cũng phải nhìn vào thực tế. Các nhà khoa học tại Chile khẳng định rằng đó chỉ là ảo mộng viển vông chỉ có trong phim. Điểm cốt lõi trong một nghiên cứu mới đây của ba nhà nghiên cứu đến từ Chile đã hé lộ một rào cản toán học trong việc biến giấc ngủ đông của con người thành hiện thực thông qua việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa khối lượng cơ thể và tiêu hao năng lượng ở động vật có vú khi ngủ đông. Trở ngại này thậm chí khiến ý tưởng mãi mãi nằm ngoài tầm với của chúng ta. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mức độ trao đổi chất tối thiểu cho phép các tế bào tồn tại trong điều kiện nhiệt độ thấp và ít oxy là không đủ để đảm bảo. Nói cách khác, đối với những động vật tương đối nặng như chúng ta, khả năng tiết kiệm năng lượng mà chúng ta có thể mong đợi khi bước vào trạng thái ngủ đông hay ngủ sâu sẽ không thực sự đáng kể. Đó là chưa kể tới những tác hại của việc làm suy giảm trao đổi chất của các phi hành gia có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Ở một số loài động vật nhỏ bé, ngay cả trong trạng thái ngủ đông, chúng vẫn có thể mất tới hơn 1/4 trọng lượng cơ thể do đốt cháy năng lượng dự trữ. Đối với con người, con số này thậm chí còn lớn hơn. Từ thực tế này, Roberto Nespolo, tác giả chính của nghiên cứu cho rằng chúng ta tốt hơn hết là nên ngủ theo cách thông thường. Khái niệm ngủ đông thường gợi đến hình ảnh một con gấu tự nhốt mình trong hang để ngủ, đợi thời gian trôi qua sau một mùa đông dài. Tuy nhiên, thực tế dù gấu gần như ngừng hoạt động trong vài tháng dài, nhưng mức độ ngủ đông của chúng vẫn không hiệu quả như giấc ngủ đông thực sự của các loài sinh vật nhỏ hơn như sóc đất hay rơi. Ở những động vật này, nhiệt độ cơ thể của chúng giảm mạnh, sự trao đổi chất gần như bằng không, nhịp tim và nhịp thở đều chậm lại. Quá trình này có thể giảm tiêu thụ năng lượng tới 98% trong một số trường hợp, từ đó loại bỏ nhu cầu đi săn hoặc kiếm ăn. Tuy nhiên, như đã nêu trên, đó là một câu chuyện khác với động vật có vú. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc mở rộng mối quan hệ giữa sự trao đổi chất tích cực và khối lượng tạo ra đã đi tới luận điểm mà tại đó,
ngủ đông không thực sự tiết kiệm nhiều năng lượng cho những con thú lớn hơn mà mang lại nhiều tác động tiêu cực. Gấu là loài động vật có vú hiếm hoi có thể ngủ đông ở mức hiệu quả. Khi chúng ngủ, nhịp thở của gấu rơi vào khoảng 50 nhịp mỗi phút. Vào lúc lạnh nhất của mùa đông, nhịp thở giảm xuống cực sâu, chỉ còn 4 đến 5 lần mỗi phút. Toàn bộ hoạt động cơ thể của gấu dừng lại, thế mà khi xuân đến, chúng tỉnh dậy và cơ thể vẫn vẹn nguyên. Các nhà khoa học cho rằng, nếu con người nằm ngủ ở điều kiện tương tự, ta sẽ mất cả xương và cơ rất nhanh. Có một điều, trước cả khi gấu ngủ đông, chúng cũng đã hoàn thành được một kỳ tích sinh học khác, đó là chúng cần béo lên đến mức cực kỳ nguy hiểm. Đối với con người, nếu béo tới mức đó, cơ thể sẽ bị thương tổn không phục hồi được nữa. Ngoài ra khi ngủ đông, việc làm mát cơ thể, giảm nhịp tim và nhịp thở, cũng như làm suy giảm sự trao đổi chất một cách cưỡng ép, cũng có thể không mang lại một kết quả mà chúng ta mong đợi. Tuy vậy, dù kết quả nghiên cứu hiện tại cho đó là điều không thể, chúng ta hãy vẫn cứ hy vọng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, khi con người đã sở hữu những công nghệ cực kỳ tân tiến, thì có lẽ giấc ngủ đông sẽ không còn là khoa học viễn tưởng nữa, giống như cách mà con người đã đặt chân lên mặt trăng. Trong thời đại của chúng ta, nhân loại đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự gia tăng dân số, sự suy thoái môi trường và những nguy cơ về an ninh toàn cầu đã khiến cho con người phải đối mặt với những bài toán khó khăn để giải quyết. Trong bối cảnh này, việc khám phá và khai thác tài nguyên trên các hành tinh khác đã trở thành một mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu và phát triển khoa học. Đã từ rất lâu, con người luôn ấp ủ ước mơ về việc khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác trong vũ trụ. Đây có thể được xem như một trong những tham vọng lớn nhất của loài người. Với tình yêu và sự tò mò muốn khám phá những điều mới mẻ, con người đã không ngừng nỗ lực và đầu tư mạnh mẽ để có thể chinh phục những hành tinh xa xôi ấy. Đó là khát vọng cao cả mà chúng ta chỉ có thể thực hiện nếu chúng ta đứng vững và đoàn kết với nhau. Thực tế, để có thể xâm chiếm một hành tinh khác, chúng ta cần phải đạt được những tiến bộ to lớn về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chúng ta cần phải tìm hiểu và hiểu rõ về các điều kiện sống của các hành tinh khác, từ các hành tinh gần nhất cho đến những hành tinh xa xôi nằm bên ngoài thái dương hệ. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, con người cần bao lâu để có thể thực hiện được việc này? Con người có thể tới sao hỏa sau vài chục năm, nhưng mất tới hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn năm để đến hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX, muốn có một thành phố triệu dân trên sao hỏa vào năm 2050. Mục tiêu này nghe có vẻ rất tham vọng vì con người chưa từng đặt chân lên bề mặt sao hỏa. Vậy con người sẽ mất bao lâu để xâm chiếm một hành tinh khác? Liệu con người có thể xâm chiếm các thiên thể nằm ngoài hệ mặt trời không? Câu trả lời cho những câu hỏi này tùy thuộc vào đích đến. Với sao hỏa, vài thập kỷ không hẳn là phi thực tế. Theo Sir Can Saydam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vũ trụ Australia, giáo sư tại Đại học New South Wales cho biết, việc thuộc địa hóa sao hỏa có thể khả thi trong vài thập kỷ. Tôi tin rằng, vào năm 2050, chúng ta sẽ có một thuộc địa của con người trên sao hỏa. Theo Saydam, điều quan trọng đầu tiên khi thiết lập thuộc địa sao hỏa là nước và nước có thể chiết xuất từ băng và khoáng chất ngậm nước. Ông cho rằng nước sẽ thúc đẩy nông nghiệp và khả năng trồng thực phẩm trên sao hỏa. Trong khi đó, hydro từ băng và các khoáng chất có thể được dùng làm nguồn năng lượng cho tên lửa. Các nhà khoa học khác không lạc quan như vậy. Kỹ sư du hành vũ trụ Louis Friedman, người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Planetary Society cho rằng việc thuộc địa hóa sao hỏa khó xảy ra trong tương lai gần. Rachel Siler, nhà khoa học thần kinh tại Đại học Florida, người từng làm việc với các phi hành NASA, nghĩ việc này có vẻ viển vông. Tuy nhiên, nhân loại có thể sẽ đến sao hỏa trong vài thập kỷ nữa. Trung Quốc dự định bắt đầu đưa phi hành đoàn tới sao hỏa năm 2033, trong khi mục tiêu của NASA là cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040. Sau khi con người đến hành tinh đỏ, bước tiếp theo có thể là xây dựng thuộc địa. Thuộc địa đòi hỏi mức độ tự cung tự cấp nhất định, nhưng không cần hoàn toàn độc lập với trái đất.
Saddam so sánh sao hỏa với một hòn đảo xa xôi và thỉnh thoảng vẫn cần nhập đồ. Ông nói, đa số thiết bị và công cụ sẽ được vận chuyển từ trái đất. Tôi không nghĩ bạn có thể sản xuất một chiếc xe tải trên bề mặt sao hỏa. Thuộc địa sao hỏa sẽ cần triển khai một hoạt động nào đó để duy trì về mặt tài chính. Du lịch vũ trụ là một lựa chọn, nhưng Saddam cho rằng khai thác khoáng sản là chìa khóa để thuộc địa hóa thành công. Dù là lựa chọn thực tế nhất để định cư ngoài trái đất, sao hỏa không hẳn là hành tinh phù hợp nhất với con người. Hơn 95% khí quyển sao hỏa là CO2, khí hậu rất lạnh với nhiệt độ trung bình khoảng âm 60 độ C. Tàu vũ trụ từ trái đất phải mất khoảng 8,5 tháng mới tới sao hỏa và còn bị bức xạ tấn công nữa. Gần như chắc chắn sẽ có những ngoại hành tinh bên ngoài hệ mặt trời thân thiện hơn với con người. Vấn đề là chúng quá xa. Con người vẫn chưa thể đưa tàu vũ trụ nào tới ngoại hành tinh. Các tàu hiếm hoi thoát khỏi hệ mặt trời là bộ đôi tàu Voyager 1 và Voyager 2. Chúng lần lượt mất 35 năm và 41 năm để tới vùng không gian liên sao, trong khi đó, các ngoại hành tinh ở xa hơn nhiều. Theo nhà vật lý thiên văn hố đen Frederick Marin tại đài quan sát Strasbourg thuộc Đại học Strasbourg cho biết, với công nghệ hiện nay, chúng ta phải mất vài chục nghìn năm mới tiếp cận được ngoại hành tinh gần nhất. Thời gian di chuyển này có thể khiến việc xâm chiếm ngoại hành tinh nghe có vẻ bất khả thi. Nhưng Marin từng chạy mô phỏng máy tính cho việc du hành liên sao và hy vọng thời gian di chuyển sẽ giảm mạnh trong tương lai gần nhờ các tàu vũ trụ nhanh hơn. Marin nói, chúng tôi biết rằng trong khoa học, cứ sau mỗi 100 năm, vận tốc của phương tiện đẩy có thể tăng gấp 10 lần. Như vậy, thời gian di chuyển đến các ngoại hành tinh có thể giảm dần từ hàng chục nghìn năm xuống còn hàng nghìn năm, sau đó là hàng trăm năm. Marin đưa ra kịch bản giả định về việc tiếp cận một ngoại hành tinh ở được với con người trong vòng 500 năm. Hành trình kéo dài hàng thế kỷ này vẫn đòi hỏi nhiều thế hệ người điều khiển tàu vũ trụ, hầu hết sẽ không kịp thấy ngoại hành tinh bị thuộc địa hóa này. Các mô phỏng của Marin cho thấy khoảng 500 người là dân số khởi đầu phù hợp cho một con tàu đa thế hệ như vậy. Tuy nhiên, phi hành đoàn sẽ đối phó với việc sống suốt đời trên tàu như thế nào? Con cháu của họ sẽ sống ra sao khi sinh ra và lớn lên trong tàu du hành liên sao? Điều này cũng dẫn đến những lo ngại về đạo đức. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và những thách thức khác trên trái đất có nguy cơ đẩy loài người đến tình trạng tuyệt chủng trước khi kịp du hành liên sao và xâm chiếm các ngoại hành tinh. Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn bởi trong thế giới hiện đại của chúng ta, những khám phá và công nghệ mới được phát triển liên tục mang đến cho con người những cơ hội vô tận để tìm hiểu và khám phá các hành tinh xa xôi khác trong vũ trụ. Với mục tiêu lớn lao và tham vọng xâm chiếm hành tinh khác, con người đã đưa ra những dự đoán và ước tính về thời gian cần thiết để có thể hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, việc xâm chiếm hành tinh khác không chỉ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và kinh tế, mà còn đòi hỏi sự đoàn kết của toàn bộ nhân loại. Việc xâm chiếm hành tinh khác đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những quyết định cân bằng và đúng đắn. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các hậu quả của hành động mà mình thực hiện và có một kế hoạch rõ ràng và chi tiết để đảm bảo sự an toàn và thành công trong quá trình này. Cùng với những thách thức và rủi ro, việc xâm chiếm hành tinh khác cũng mang lại những hy vọng và tiềm năng to lớn cho tương lai của loài người. Việc khám phá và tìm hiểu về các hành tinh xa xôi khác có thể mang lại cho chúng ta vô vàn những kiến thức mới về vũ trụ và giúp mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại. Và trong tương lai, nếu chúng ta có đủ nghiêm túc và quyết tâm, không có gì là không thể. Con người có thể khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác, mở ra những cánh cửa mới trong việc khám phá vũ trụ, tìm ra những giải pháp cho các vấn đề lớn của nhân loại. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ tất cả những gì tuyệt vời nhất của thế giới này để con người có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trong tương lai. Sự sống trên trái đất tồn tại nhờ quá trình quang hợp, một quá trình đã 2,3 tỷ năm tuổi. Phản ứng vô cùng hấp dẫn và vẫn chưa được hiểu đầy đủ này cho phép thực vật và các sinh vật khác thu được ánh sáng mặt trời, nước và carbon dioxide trong khi chuyển đổi chúng thành oxy và năng lượng ở dạng đường. Quang hợp là một phần không thể thiếu trong hoạt động của trái đất mà chúng ta coi đó là điều hiển nhiên.
Nhưng khi chúng ta nhìn xa hơn hành tinh của mình để tìm những nơi để khám phá và định cư, thì rõ ràng là quá trình này hiếm và có giá trị đến như thế nào. Những tiến bộ gần đây trong việc tạo ra quá trình quang hợp nhân tạo có thể là chìa khóa để con người tồn tại và xâm chiếm các thế giới ngoài trái đất. Nhu cầu của con người về oxy làm cho việc du hành không gian trở nên khó khăn. Hạn chế về nhiên liệu giới hạn lượng oxy chúng ta có thể mang theo, đặc biệt là nếu chúng ta muốn thực hiện các chuyến đi xa tới mặt trăng và sao hỏa. Một chuyến đi một chiều tới sao hỏa thường mất khoảng 2 năm, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dễ dàng gửi các nguồn tài nguyên từ trái đất. Hiện đã có các phương pháp để sản xuất oxy bằng cách tái chế carbon dioxide trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Hầu hết oxy trên trạm vũ trụ quốc tế được tạo ra từ quá trình gọi là phân giải điện ly, sử dụng điện từ các tấm pin mặt trời của trạm để phân tách nước thành khí hydro và khí oxy mà các nhà du hành hít thở. Ngoài ra, trạm vũ trụ quốc tế cũng có một hệ thống riêng biệt để chuyển đổi carbon dioxide mà các nhà du hành thở ra thành nước và metan. Nhưng những công nghệ này không đáng tin cậy, không hiệu quả, nặng nề và khó bảo trì. Ví dụ, quá trình sản xuất oxy yêu cầu khoảng 1/3 tổng năng lượng cần thiết để vận hành toàn bộ hệ thống hỗ trợ kiểm soát môi trường và hỗ trợ sinh hoạt trên trạm vũ trụ quốc tế. Do đó, việc tìm kiếm các hệ thống thay thế có thể được sử dụng trên mặt trăng và trên các chuyến đi tới sao hỏa đang diễn ra. Một khả năng là sử dụng năng lượng mặt trời rất phong phú trong không gian và sử dụng trực tiếp nó để sản xuất oxy và tái chế carbon dioxide chỉ trong một thiết bị duy nhất. Thiết bị như vậy chỉ cần nước làm nguồn đầu và duy nhất, tương tự quá trình quang hợp đang diễn ra trong tự nhiên. Điều đó sẽ loại bỏ các thiết lập phức tạp nơi hai quá trình thu hoạch ánh sáng và sản xuất hóa học được tách biệt, như trên trạm vũ trụ quốc tế. Điều này thật thú vị vì nó có thể làm giảm trọng lượng và khối lượng của hệ thống, hai tiêu chí chính để khám phá không gian. Nhưng nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta có thể sử dụng nhiệt lượng bổ sung được giải phóng trong quá trình thu năng lượng mặt trời trực tiếp để kích hoạt các phản ứng hóa học, từ đó làm tăng tốc chúng. Hơn nữa, việc dây điện phức tạp và bảo trì có thể được giảm thiểu đáng kể. Các nhà khoa học đã tạo ra một khung lý thuyết để phân tích và dự đoán hiệu suất của các thiết bị quang hợp nhân tạo tích hợp như vậy cho các ứng dụng trên mặt trăng và sao hỏa. Thay vì chất diệp lục, chất chịu trách nhiệm hấp thụ ánh sáng ở thực vật và tảo, các thiết bị này sử dụng vật liệu bán dẫn có thể được phủ trực tiếp bằng chất xúc tác kim loại đơn giản, hỗ trợ phản ứng hóa học mong muốn. Phân tích của các nhà khoa học cho thấy rằng các thiết bị như vậy thực sự có thể được sử dụng để bổ sung các công nghệ hỗ trợ sự sống hiện có, chẳng hạn như thiết bị sản xuất oxy được sử dụng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Điều này đặc biệt đúng khi kết hợp với các thiết bị tập trung năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho các phản ứng, về cơ bản là những tấm gương lớn tập trung ánh sáng mặt trời tới. Có cách tiếp cận khác nữa, ví dụ chúng ta có thể sản xuất oxy trực tiếp từ đất mặt trăng, nhưng điều này yêu cầu nhiệt độ cao để hoạt động. Mặt khác, các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể hoạt động ở nhiệt độ phòng, với áp suất được tìm thấy trên sao hỏa và mặt trăng. Điều đó có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trực tiếp trong môi trường sống và sử dụng nước làm nguồn tài nguyên chính. Điều này đặc biệt thú vị với sự hiện diện của nước đá trong miệng núi lửa Shackleton trên mặt trăng. Đây là địa điểm hạ cánh dự kiến trong các sứ mệnh trên mặt trăng trong tương lai. Trên sao hỏa, khí quyển chiếm gần 96% carbon dioxide, dường như lý tưởng cho một thiết bị quang hợp nhân tạo. Nhưng cường độ ánh sáng trên hành tinh đỏ yếu hơn so với trái đất do khoảng cách lớn hơn tới mặt trời. Vì vậy, điều này sẽ đặt ra một vấn đề. Các nhà khoa học đã thực sự tính toán được cường độ ánh sáng mặt trời có sẵn trên sao hỏa và chứng minh rằng chúng ta có thể sử dụng các thiết bị như vậy ở đó, mặc dù gương mặt trời trở nên càng quan trọng hơn. Việc sản xuất oxy và các hóa chất khác một cách hiệu quả và đáng tin cậy, cũng như tái chế carbon dioxide trên tàu vũ trụ và trong các môi trường sống, là một thách thức to lớn mà chúng ta cần phải nắm vững cho các sứ mệnh không gian dài hạn. Các hệ thống phân giải điện ly hiện có hoạt động ở nhiệt độ cao, đòi hỏi một lượng lớn năng lượng đầu vào, và các thiết bị chuyển đổi carbon dioxide thành oxy trên sao hỏa vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, cho dù chúng có dựa trên quá trình quang hợp hay không. Vì vậy, một vài năm nghiên cứu chuyên sâu là cần thiết để có thể sử dụng công nghệ này trong không gian. Sao chép những phần cơ bản từ quang hợp tự nhiên có thể mang lại cho chúng ta một số lợi thế, giúp chúng ta hiện thực hóa chúng trong tương lai.
Với công nghệ này, lợi nhuận sẽ là rất lớn. Ví dụ, chúng ta thực sự có thể tạo ra bầu khí quyển nhân tạo trong không gian và sản xuất các chất hóa học mà chúng ta cần cho các nhiệm vụ dài hạn, chẳng hạn như phân bón, polymer hoặc dược phẩm. Ngoài ra, những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta có được từ việc thiết kế và chế tạo các thiết bị này có thể giúp chúng ta đáp ứng thách thức về năng lượng xanh trên trái đất. Chúng ta đủ may mắn để có thực vật và tảo để sản xuất oxy, nhưng các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu dựa trên hydro hoặc carbon, mở ra một phương pháp xanh để sản xuất các chất hóa học giàu năng lượng mà chúng ta có thể lưu trữ và sử dụng trong vận chuyển. Việc khám phá không gian và nền kinh tế năng lượng trong tương lai của chúng ta có một mục tiêu dài hạn rất giống nhau, đó là tính bền vững. Và các thiết bị quang hợp nhân tạo cũng có thể trở thành một phần quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này. Với những nghiên cứu và phát triển tiếp theo, hy vọng rằng chúng ta có thể khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ quang hợp nhân tạo, góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho con người và hành tinh chúng ta. Sự tìm kiếm và phát triển công nghệ quang hợp nhân tạo không chỉ đơn thuần là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật, mà còn là một bước tiến vượt bậc trong việc đảm bảo cuộc sống và sự tồn tại của chúng ta trên các hành tinh khác và trên trái đất. Việc tạo ra không khí nhân tạo và sản xuất các chất hóa học cần thiết trong không gian mở ra những cơ hội không gian mới mà trước đây chúng ta chỉ có thể ước mơ. Chúng ta có thể khám phá và thăm dò những hành tinh xa xôi, loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ trái đất và định cư ở những nơi trước đây được coi là không thể. Ngoài ra, công nghệ quang hợp nhân tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng trên trái đất. Chúng ta đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên, và việc tìm kiếm nguồn năng lượng sạch và bền vững là vô cùng quan trọng. Bằng cách sử dụng công nghệ quang hợp nhân tạo, chúng ta có thể tạo ra các nguồn năng lượng xanh và các chất hóa học từ ánh sáng mặt trời, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Như các bạn đã biết, khoảng cách giữa các ngôi sao cũng như khoảng cách giữa các thiên hà với nhau là vô cùng lớn. Nếu như loài người muốn trở thành sinh vật liên sao hay liên ngân hà, hiển nhiên ta sẽ phải tự di chuyển quãng đường rất xa, hàng năm ánh sáng, thậm chí là hàng triệu năm ánh sáng, để tới được một hành tinh có thể hỗ trợ sự sống ở một thái dương hệ khác hay một thiên hà xa xôi nào đó. Và mới đây, các nhà thiên văn học đã đưa hệ sao Proxima Centauri thành ứng cử viên sáng giá nhất cho công cuộc du hành liên sao đầu tiên của loài người. Vậy, cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên đường sang hệ sao Proxima Centauri? Proxima Centauri là một sao lùn đỏ nằm cách hệ mặt trời, xấp xỉ 4,25 ánh sáng trong chòm sao bán nhân mã, và đây là ngôi sao gần hệ mặt trời nhất từng được phát hiện. Trong hệ sao Proxima Centauri, có vài ngoại hành tinh có tiềm năng trở thành trái đất thứ hai, đặc biệt là hành tinh Proxima Centauri B với quãng đường 4,25 ánh sáng. Nếu chúng ta sử dụng tàu Apollo 11, thứ đã đưa con người lên mặt trăng, bay với tốc độ 40.000 km/h, bằng vận tốc này, ta sẽ tới được Proxima Centauri trong vòng hơn 100.000 năm. Nhưng may mắn thay, tàu vũ trụ đã nhanh hơn trước nhiều. Đơn cử, thiết bị thăm dò mặt trời, tàu Parker Solar Probe được phóng vào ngày 12 tháng 8 năm 2018. Trong tương lai có thể bay với tốc độ hơn 700.000 km/h, khoảng 0,067% tốc độ ánh sáng. Với tốc độ này, một chuyến hành trình liên sao tới hành tinh Proxima Centauri B vẫn sẽ mất 6.300 năm. Vậy rốt cuộc cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên hành trình dài như vậy? Nếu tính tuổi trung bình của con người là 70 tuổi, 6.300 năm sẽ tương đương với 90 thế hệ người. Nhưng không dễ để chọn ra được phi hành đoàn đầu tiên trên chuyến hành trình lịch sử này. Những yếu tố quan trọng bao gồm lượng nam giới và phụ nữ có trong đoàn, độ tuổi và tuổi thọ của họ, tỷ lệ có con thành công và sức chứa của con tàu, và nhiều hơn nữa.
Các yếu tố khác bao gồm độ tuổi sinh sản, một cặp đôi có ý định có con sẽ gần huyết thống tới giới hạn nào, số lượng con mà họ có thể có là bao nhiêu. Sau khi tính toán được những yếu tố trên, các nhà nghiên cứu sử dụng thuật toán có tên Heritage để tiến hành giả lập một sứ mệnh du hành liên sao với nhiều thế hệ người. Đầu tiên, thuật toán sẽ tạo ra một phi hành đoàn với chất lượng như đã nêu ở dữ liệu đầu vào, rồi sẽ cho tiến hành thử nghiệm trên lý thuyết. Quá trình này đã bao gồm cả việc qua đời tự nhiên, lẫn chết vì tai nạn mỗi năm để xem số lượng phi hành đoàn cần là bao nhiêu để có thể tiếp tục sinh sản thế hệ mới. Trong số thành viên phi hành đoàn, thuật toán sẽ chọn hai người ngẫu nhiên thuộc hai giới tính khác nhau và tính toán tỷ lệ có con của họ. Và dựa trên khả năng sinh sản của mỗi người và các giới hạn liên quan tới quan hệ cận huyết. Nếu như tỷ lệ có thai là cao, thuật toán sẽ tạo ra một thành viên phi hành đoàn mới và lặp lại vòng này cho tới khi phi hành đoàn chết hẳn hoặc tới được hệ sao Proxima Centauri sau 6.300 năm. Mỗi một lần chạy sứ mệnh lịch sử này, thuật toán sẽ đưa thêm vào một sự kiện thảm họa gì đó, như một dịch bệnh bí ẩn, một cú va chạm với thiên thể vũ trụ hoặc một tai nạn bất kỳ, nhằm để giảm số lượng thành viên của phi hành đoàn đi 1/3. Thuật toán sẽ cho chạy mỗi sứ mệnh 100 lần để tìm ra tỷ lệ phi hành đoàn với số lượng người nhất định sống sót được suốt 6.300 năm. Và theo thuật toán Heritage, tỷ lệ thành công không chạm mốc 100% cho tới khi phi hành đoàn có tổng cộng 98 người, tức là 49 cặp đôi. Lúc này ta có thể khẳng định rằng, dưới các yếu tố có trong thử nghiệm, một phi hành đoàn với 98 người sẽ là điều kiện tối thiểu để đi hết chuyến hành trình 6.300 năm tới hành tinh Proxima Centauri B. Có thể coi đây là bài giả lập làm nền móng cho các bài thử chi tiết hơn sau này. Đầu tiên, tỷ lệ có con thành công sẽ khác biệt trong môi trường vũ trụ, tỷ lệ để một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ thấp hơn do những ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ. Tỷ lệ xảy ra những thảm họa sẽ còn thấp hơn, những xung đột xã hội có thể có khi cộng đồng cả trăm người sống cùng nhau trong một con tàu vũ trụ. Một thuật toán Heritage tiên tiến hơn có thể sẽ khắc phục những yếu tố này, chạy lại một loạt những thử nghiệm mới để ta có những con số chính xác hơn. Lần đầu tiên, phát hiện ánh sáng có thể từ vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo Space, các nhà thiên văn học có thể đã lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng từ hai hố đen va chạm. Các hố đen vũ trụ hoàn toàn tối và do đó không thể quan sát bằng các kính thiên văn phát hiện ánh sáng. Cho đến nay, cách duy nhất để các nhà thiên văn có thể quan sát các hố đen va chạm là nghiên cứu các sóng hấp dẫn thu được. Sóng hấp dẫn là những dao động trong cấu trúc thời gian không gian được tạo ra bởi những va chạm mạnh giữa các thiên thể có khối lượng lớn nhất như hố đen và neutron. Kể từ lần đầu tiên phát hiện sóng hấp dẫn vào năm 2015, các nhà khoa học đã quan sát sóng hấp dẫn, tìm hiểu nguồn gốc và các vật thể va chạm có thể đã tạo ra chúng. Vì các hố đen có lực hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra, nên chúng rất khó quan sát và các nhà thiên văn học vẫn chưa xác định được bằng mắt thường về một vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo một tuyên bố từ NASA, trong khi các hố đen hoàn toàn tối, có những giả thuyết cho rằng các vụ va chạm hoặc hợp nhất giữa các hố đen có thể tạo ra tín hiệu ánh sáng xuyên qua một vật chất bao quanh chúng bằng cách khiến vật chất phát xạ. Một nhóm các nhà thiên văn học sử dụng cơ sở Zwicky Chanzen, gọi tắt là ZTF, tại đài quan sát Palma ở California cho rằng họ có thể đã phát hiện ra một tín hiệu ánh sáng như vậy. Sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự hợp nhất giữa các hố đen được các nhà khoa học phát hiện vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 bằng cách sử dụng hai thiết bị dò sóng hấp dẫn khác nhau. Sóng hấp dẫn mà họ phát hiện bắt nguồn từ một sự kiện va chạm được đặt tên là GW19052-1G. Các nhà khoa học cho rằng GW19052-1G có thể là vụ va chạm giữa hai hố đen. Các nhà thiên văn học đã sử dụng ZTF để quan sát vũ trụ và tìm kiếm tín hiệu ánh sáng từ vụ va chạm này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên ánh sáng được sử dụng để làm bằng chứng về việc hai hố đen va chạm và tạo ra sóng hấp dẫn. Thí nghiệm thuyết tương đối trên một ngôi sao gần siêu hố đen, một lần nữa Einstein lại đúng. Bằng cách phân tích lực hấp dẫn của một hố đen khổng lồ nằm ở trung tâm giải ngân hà lên một ngôi sao gần đó, các nhà thiên văn học đã cho thấy lý thuyết về không gian và thời gian mô tả lực hấp dẫn của Einstein vẫn chính xác. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, lực hấp dẫn bắt nguồn từ sự uốn cong của không gian và thời gian. Khối lượng vật thể càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh.
Các nhà khoa học kiểm chứng phần lớn thuyết tương đối rộng trong các trường hấp dẫn yếu, chẳng hạn như trái đất hay hệ mặt trời. Trong các trường hấp dẫn mạnh hơn như siêu hố đen, nằm trong tâm hầu hết thiên hà lớn, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự tham gia của thuyết tương đối rộng có thể đưa ra lý thuyết mới, giúp giải thích những bí ẩn của vũ trụ như vật chất tối và năng lượng tối. Theo giáo sư thiên văn học Andrea Ghez tại Đại học California, Los Angeles và đồng tác giả nghiên cứu cho biết, Einstein vẫn đúng, ít nhất là đến lúc này. Những quan sát của chúng tôi đều tương đồng với thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, thuyết của ông vẫn có nhược điểm. Nó chưa thể giải thích hoàn toàn lực hấp dẫn trong một hố đen. Đến lúc nào đó, chúng ta phải tìm ra một thuyết mới về lực hấp dẫn để giải thích rõ hơn hố đen là gì. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà thiên văn học chọn hố đen siêu lớn là Sagittarius A sao nằm tại trung tâm dải ngân hà, nặng hơn mặt trời 4 triệu lần với đường kính khoảng 23,6 triệu km. Các nhà khoa học theo dõi sao S02 từ năm 2018, thời điểm nó nằm gần Sagittarius A sao nhất trong quỹ đạo 16 năm ánh sáng. Khoảng cách gần nhất từ ngôi sao đến hố đen là 120 đơn vị thiên văn, một đơn vị thiên văn tương đương khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời, khoảng 150 triệu km. Sử dụng đài thiên văn Keck, đài thiên văn Remini và kính viễn vọng Subaru ở Hawaii, các nhà thiên văn học đã theo dõi quỹ đạo hoàn chỉnh của S02 trong không gian 3 chiều, kết hợp chúng với các phép đo đạc trong 24 năm. Các nhà nghiên cứu kiểm tra một dự đoán của thuyết tương đối rộng gọi là dịch chuyển đỏ do hấp dẫn, gravitation recessive, sự dịch chuyển màu của quang phổ ánh sáng theo xu hướng đỏ hơn dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Kết quả cho thấy, quang phổ ánh sáng từ sao S02 dịch chuyển sang đỏ khi đi qua lực hấp dẫn từ hố đen Sagittarius A sao, phù hợp với thuyết tương đối. Theo Tuấn Đỗ, nhà vật lý thiên văn học, Đại học California, Los Angeles cho biết, những thí nghiệm này mở ra cánh cửa cho khả năng kiểm tra bản chất của lực hấp dẫn bằng cách tận dụng quỹ đạo các ngôi sao xung quanh những siêu hố đen nằm ở trung tâm thiên hà. Khả năng này từng được đề cập từ lâu trong lý thuyết, nhưng cuối cùng chúng ta đã làm được. Nghiên cứu trên sao S02 là nghiên cứu đầu tiên trong nhiều nghiên cứu về thuyết tương đối, dự tính thực hiện trên các ngôi sao gần siêu hố đen Sagittarius A sao. Một trong những ngôi sao khác cũng nằm trong kế hoạch thí nghiệm là S0102, với quỹ đạo ngắn nhất trong số gần 3.000 ngôi sao nằm gần hố đen siêu lớn, tương đương 11,5 năm. Bên trong tàu vũ trụ, phi hành gia hẹn giờ và tự khóa mình bên trong khoang lạnh và chìm vào một giấc ngủ sâu sẽ đưa họ vượt hàng trăm năm mà không hề già đi. Một cảnh quen thuộc trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng liệu việc này có trở thành hiện thực? Các nhà nghiên cứu quan tâm đến câu hỏi này đã bắt đầu với thế giới động vật, nơi mà ngủ đông khá phổ biến, xảy ra trên 200 loài. Quá trình ngủ đông diễn ra từ hàng triệu năm trước. Cả ba nhóm động vật có vú chính đều phát triển khả năng này và chúng tiến hóa riêng rẽ cách đây hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, dường như con người đã đánh mất những yếu tố quan trọng nhất để có thể ngủ đông. Ví dụ, trái tim con người không thể hoạt động nếu thân nhiệt quá thấp. Nhịp tim được kiểm soát bởi lượng canxi. Nếu có quá nhiều canxi, tim sẽ ngừng hoạt động. Dưới một ngưỡng nhiệt nhất định, trái tim con người không thể loại bỏ lượng canxi thừa, gây ra hiện tượng trụy tim. Vậy tại sao những động vật này lại ngủ đông? Ngủ đông là rất cần thiết, đó là thủ thuật để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khi sự khan hiếm thức ăn và nước đe dọa tới sự sinh tồn. Trước đây, các chuyên gia tin rằng ngủ đông chỉ xảy ra ở môi trường hàn và ôn đới. Gần đây, họ đã khám phá ra những loài động vật ngủ đông ngay cả ở hoang mạc khô cằn và rừng nhiệt đới. Ngay khi quá trình ngủ đông bắt đầu, nhịp tim của các loài động vật giảm còn 1-3% so với thông thường, như là loài vượn cáo. Nhịp tim thông thường từ xấp xỉ 180 nhịp mỗi phút xuống còn khoảng 4 nhịp mỗi phút. Nhịp thở cũng giảm xuống chỉ 1 nhịp mỗi 10-21 phút. Và ở hầu hết động vật ngủ đông, không thải chất thải trong suốt quá trình ngủ. Theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, ngủ đông nhằm giảm tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể. Khi ngủ đông, não gần như không hoạt động, rơi vào trạng thái lờ đờ. Ngủ đông không phải là một giấc ngủ suốt mùa đông dài.
các loài động vật có thể ở trong trạng thái lờ đờ từ vài ngày đến 5 tuần. Sau đó, chúng hồi phục tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể bình thường trong khoảng 24 giờ trước khi tiếp tục trở lại trạng thái lờ đờ. Lý do vì sao có hiện tượng thức dậy giữa quãng vẫn còn là một bí ẩn. Những thay đổi cơ thể trong quá trình ngủ đông này, như ngủ trong 5 tuần hay nhiệt độ cơ thể giảm xuống gần như đóng băng, sẽ là đòn chí tử đối với những loài không có khả năng ngủ đông như con người. Trái với những gì chứng kiến trên phim ảnh, đây có thể là một trở ngại mãi mãi nằm ngoài tầm với của nhân loại. Mỗi năm, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ USD được dành cho việc nghiên cứu tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và cách để chúng ta đặt chân đến một hành tinh xa xôi nào đó. Đó không phải là mong muốn viển vông việc con người đặt chân được đến mặt trăng, chế tạo được những thiết bị máy móc hiện đại như tàu vũ trụ để khám phá sao hỏa, cho thấy những thành tựu trong tiến trình khám phá và chinh phục vũ trụ của chúng ta. Một trong những phương thức quen thuộc trong các phim khoa học viễn tưởng để con người di chuyển vào không gian sâu đến một hành tinh khác là đưa cơ thể về chế độ ngủ đông. Phi hành gia sẽ bước vào trong một thiết bị giống như kén, sau đó nhờ các kỹ thuật khoa học, cơ thể liền ngủ một mạch từ vài tháng đến vài năm. Khi tàu đáp xuống hành tinh mới, phi hành gia sẽ tỉnh dậy. Ở trạng thái ngủ giống như ngủ đông này, sự trao đổi chất giảm xuống tới mức tối thiểu và điều quan trọng là tâm trí các phi hành gia cũng không còn cảm giác buồn chán khi phải chờ đợi suốt nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm trời. Trên thực tế, tiền đề để đưa các phi hành gia vào trạng thái ngủ đông có cảm giác như hoàn toàn nằm trong tầm tay, để ngay cả cơ quan vũ trụ châu Âu cũng đang nghiêm túc xem xét tính chất khoa học đằng sau khái niệm này. Tuy nhiên, điều gì cũng phải nhìn vào thực tế. Các nhà khoa học tại Chile khẳng định rằng đó chỉ là ảo mộng viển vông chỉ có trong phim. Điểm cốt lõi trong một nghiên cứu mới đây của ba nhà nghiên cứu đến từ Chile đã hé lộ một rào cản toán học trong việc biến giấc ngủ đông của con người thành hiện thực thông qua việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa khối lượng cơ thể và tiêu hao năng lượng ở động vật có vú khi ngủ đông. Trở ngại này thậm chí khiến ý tưởng mãi mãi nằm ngoài tầm với của chúng ta. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mức độ trao đổi chất tối thiểu cho phép các tế bào tồn tại trong điều kiện nhiệt độ thấp và ít oxy là không đủ để đảm bảo. Nói cách khác, đối với những động vật tương đối nặng như chúng ta, khả năng tiết kiệm năng lượng mà chúng ta có thể mong đợi khi bước vào trạng thái ngủ đông hay ngủ sâu sẽ không thực sự đáng kể. Đó là chưa kể tới những tác hại của việc làm suy giảm trao đổi chất của các phi hành gia có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Ở một số loài động vật nhỏ bé, ngay cả trong trạng thái ngủ đông, chúng vẫn có thể mất tới hơn 1/4 trọng lượng cơ thể do đốt cháy năng lượng dự trữ. Đối với con người, con số này thậm chí còn lớn hơn. Từ thực tế này, Roberto S. Nespolo, tác giả chính của nghiên cứu cho rằng chúng ta tốt hơn hết là nên ngủ theo cách thông thường. Khái niệm ngủ đông thường gợi đến hình ảnh một con gấu tự nhốt mình trong hang để ngủ, đợi thời gian trôi qua sau một mùa đông dài. Tuy nhiên, thực tế dù gấu gần như ngừng hoạt động trong vài tháng dài, nhưng mức độ ngủ đông của chúng vẫn không hiệu quả như giấc ngủ đông thực sự của các loài sinh vật nhỏ hơn như sóc đất hay rơi. Ở những động vật này, nhiệt độ cơ thể của chúng giảm mạnh, sự trao đổi chất gần như bằng không, nhịp tim và nhịp thở đều chậm lại. Quá trình này có thể giảm tiêu thụ năng lượng tới 98% trong một số trường hợp, từ đó loại bỏ nhu cầu đi săn hoặc kiếm ăn. Tuy nhiên, như đã nêu trên, đó là một câu chuyện khác với động vật có vú. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc mở rộng mối quan hệ giữa sự trao đổi chất tích cực và khối lượng tạo ra đã đi tới luận điểm mà tại đó, ngủ đông không thực sự tiết kiệm nhiều năng lượng cho những con thú lớn hơn mà mang lại nhiều tác động tiêu cực. Gấu là loài động vật có vú hiếm hoi có thể ngủ đông ở mức hiệu quả. Khi chúng ngủ, nhịp thở của gấu rơi vào khoảng 50 nhịp mỗi phút. Vào lúc lạnh nhất của mùa đông, nhịp thở giảm xuống cực sâu, chỉ còn 4 đến 5 lần mỗi phút. Toàn bộ hoạt động cơ thể của gấu dừng lại, thế mà khi xuân đến, chúng tỉnh dậy và cơ thể vẫn vẹn nguyên. Các nhà khoa học cho rằng nếu con người nằm ngủ ở điều kiện tương tự, ta sẽ mất cả xương và cơ rất nhanh. Có một điều, trước cả khi gấu ngủ đông, chúng cũng đã hoàn thành được một kỳ tích sinh học khác, đó là chúng cần béo lên đến mức cực kỳ nguy hiểm. Đối với con người, nếu béo tới mức đó, cơ thể sẽ bị thương tổn không phục hồi được nữa. Ngoài ra khi ngủ đông, việc làm mát cơ thể, giảm nhịp tim và nhịp thở, cũng như làm suy giảm sự trao đổi chất một cách cưỡng ép, cũng có thể không mang lại một kết quả mà chúng ta mong đợi.
Tuy vậy, dù kết quả nghiên cứu hiện tại cho đó là điều không thể, chúng ta hãy vẫn cứ hy vọng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, khi con người đã sở hữu những công nghệ cực kỳ tân tiến, thì có lẽ giấc ngủ đông sẽ không còn là khoa học viễn tưởng nữa, giống như cách mà con người đã đặt chân lên mặt trăng. Trong thời đại của chúng ta, nhân loại đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự gia tăng dân số, sự suy thoái môi trường và những nguy cơ về an ninh toàn cầu đã khiến cho con người phải đối mặt với những bài toán khó khăn để giải quyết. Trong bối cảnh này, việc khám phá và khai thác tài nguyên trên các hành tinh khác đã trở thành một mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu và phát triển khoa học. Đã từ rất lâu, con người luôn ấp ủ ước mơ về việc khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác trong vũ trụ. Đây có thể được xem như một trong những tham vọng lớn nhất của loài người. Với tình yêu và sự tò mò muốn khám phá những điều mới mẻ, con người đã không ngừng nỗ lực và đầu tư mạnh mẽ để có thể chinh phục những hành tinh xa xôi ấy. Đó là khát vọng cao cả mà chúng ta chỉ có thể thực hiện nếu chúng ta đứng vững và đoàn kết với nhau. Thực tế, để có thể xâm chiếm một hành tinh khác, chúng ta cần phải đạt được những tiến bộ to lớn về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chúng ta cần phải tìm hiểu và hiểu rõ về các điều kiện sống của các hành tinh khác, từ các hành tinh gần nhất cho đến những hành tinh xa xôi nằm bên ngoài Thái Dương hệ. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, con người cần bao lâu để có thể thực hiện được việc này? Con người có thể tới sao hỏa sau vài chục năm, nhưng mất tới hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn năm để đến hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX, muốn có một thành phố triệu dân trên sao hỏa vào năm 2050. Mục tiêu này nghe có vẻ rất tham vọng vì con người chưa từng đặt chân lên bề mặt sao hỏa. Vậy con người sẽ mất bao lâu để xâm chiếm một hành tinh khác? Liệu con người có thể xâm chiếm các thiên thể nằm ngoài hệ mặt trời không? Câu trả lời cho những câu hỏi này tùy thuộc vào đích đến. Với sao hỏa, vài thập kỷ không hẳn là phi thực tế. Theo Sir Kansai Dam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vũ trụ Australia, giáo sư tại Đại học New South Wales cho biết, việc thuộc địa hóa sao hỏa có thể khả thi trong vài thập kỷ. Tôi tin rằng, vào năm 2050, chúng ta sẽ có một thuộc địa của con người trên sao hỏa. Theo Sai Dam, điều quan trọng đầu tiên khi thiết lập thuộc địa sao hỏa là nước và nước có thể chiết xuất từ băng và khoáng chất ngậm nước. Ông cho rằng nước sẽ thúc đẩy nông nghiệp và khả năng trồng thực phẩm trên sao hỏa. Trong khi đó, hydro từ băng và các khoáng chất có thể được dùng làm nguồn năng lượng cho tên lửa. Các nhà khoa học khác không lạc quan như vậy. Kỹ sư du hành vũ trụ Louis Friedman, người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Planetary Society cho rằng việc thuộc địa hóa sao hỏa khó xảy ra trong tương lai gần. Rachel Siler, nhà khoa học thần kinh tại Đại học Florida, người từng làm việc với các phi hành NASA, nghĩ việc này có vẻ viển vông. Tuy nhiên, nhân loại có thể sẽ đến sao hỏa trong vài thập kỷ nữa. Trung Quốc dự định bắt đầu đưa phi hành đoàn tới sao hỏa năm 2033, trong khi mục tiêu của NASA là cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040. Sau khi con người đến hành tinh đỏ, bước tiếp theo có thể là xây dựng thuộc địa. Thuộc địa đòi hỏi mức độ tự cung tự cấp nhất định, nhưng không cần hoàn toàn độc lập với trái đất. Sai Dam so sánh sao hỏa với một hòn đảo xa xôi và thỉnh thoảng vẫn cần nhập đồ. Ông nói, đa số thiết bị và công cụ sẽ được vận chuyển từ trái đất. Tôi không nghĩ bạn có thể sản xuất một chiếc xe tải trên bề mặt sao hỏa. Thuộc địa sao hỏa sẽ cần triển khai một hoạt động nào đó để duy trì về mặt tài chính. Du lịch vũ trụ là một lựa chọn, nhưng Sai Dam cho rằng khai thác khoáng sản là chìa khóa để thuộc địa hóa thành công. Dù là lựa chọn thực tế nhất để định cư ngoài trái đất, sao hỏa không hẳn là hành tinh phù hợp nhất với con người. Hơn 95% khí quyển sao hỏa là CO2, khí hậu rất lạnh với nhiệt độ trung bình khoảng âm 60 độ C. Tàu vũ trụ từ trái đất phải mất khoảng 8,5 tháng mới tới sao hỏa và còn bị bức xạ tấn công nữa. Gần như chắc chắn sẽ có những ngoại hành tinh bên ngoài hệ mặt trời thân thiện hơn với con người. Vấn đề là chúng quá xa. Con người vẫn chưa thể đưa tàu vũ trụ nào tới ngoại hành tinh.
Các tàu hiếm hoi thoát khỏi hệ mặt trời là bộ đôi tàu Voyager 1 và Voyager 2. Chúng lần lượt mất 35 năm và 41 năm để tới vùng không gian liên sao, trong khi đó, các ngoại hành tinh ở xa hơn nhiều. Theo nhà vật lý thiên văn hố đen Frederick Marin tại đài quan sát Strasbourg thuộc Đại học Strasbourg cho biết, với công nghệ hiện nay, chúng ta phải mất vài chục nghìn năm mới tiếp cận được ngoại hành tinh gần nhất. Thời gian di chuyển này có thể khiến việc xâm chiếm ngoại hành tinh nghe có vẻ bất khả thi. Nhưng Marin từng chạy mô phỏng máy tính cho việc du hành liên sao và hy vọng thời gian di chuyển sẽ giảm mạnh trong tương lai gần nhờ các tàu vũ trụ nhanh hơn. Marin nói, chúng tôi biết rằng trong khoa học, cứ sau mỗi 100 năm, vận tốc của phương tiện đẩy có thể tăng gấp 10 lần. Như vậy, thời gian di chuyển đến các ngoại hành tinh có thể giảm dần từ hàng chục nghìn năm xuống còn hàng nghìn năm, sau đó là hàng trăm năm. Marin đưa ra kịch bản giả định về việc tiếp cận một ngoại hành tinh ở được với con người trong vòng 500 năm. Hành trình kéo dài hàng thế kỷ này vẫn đòi hỏi nhiều thế hệ người điều khiển tàu vũ trụ, hầu hết sẽ không kịp thấy ngoại hành tinh bị thuộc địa hóa này. Các mô phỏng của Marin cho thấy khoảng 500 người là dân số khởi đầu phù hợp cho một con tàu đa thế hệ như vậy. Tuy nhiên, phi hành đoàn sẽ đối phó với việc sống suốt đời trên tàu như thế nào, con cháu của họ sẽ sống ra sao khi sinh ra và lớn lên trong tàu du hành liên sao. Điều này cũng dẫn đến những lo ngại về đạo đức. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và những thách thức khác trên trái đất có nguy cơ đẩy loài người đến tình trạng tuyệt chủng trước khi kịp du hành liên sao và xâm chiếm các ngoại hành tinh. Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn bởi trong thế giới hiện đại của chúng ta, những khám phá và công nghệ mới được phát triển liên tục mang đến cho con người những cơ hội vô tận để tìm hiểu và khám phá các hành tinh xa xôi khác trong vũ trụ. Với mục tiêu lớn lao và tham vọng xâm chiếm hành tinh khác, con người đã đưa ra những dự đoán và ước tính về thời gian cần thiết để có thể hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, việc xâm chiếm hành tinh khác không chỉ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và kinh tế, mà còn đòi hỏi sự đoàn kết của toàn bộ nhân loại. Việc xâm chiếm hành tinh khác đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những quyết định cân bằng và đúng đắn. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các hậu quả của hành động mà mình thực hiện và có một kế hoạch rõ ràng và chi tiết để đảm bảo sự an toàn và thành công trong quá trình này. Cùng với những thách thức và rủi ro, việc xâm chiếm hành tinh khác cũng mang lại những hy vọng và tiềm năng to lớn cho tương lai của loài người. Việc khám phá và tìm hiểu về các hành tinh xa xôi khác có thể mang lại cho chúng ta vô vàn những kiến thức mới về vũ trụ và giúp mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại. Và trong tương lai, nếu chúng ta có đủ nghiêm túc và quyết tâm, không có gì là không thể. Con người có thể khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác, mở ra những cánh cửa mới trong việc khám phá vũ trụ, tìm ra những giải pháp cho các vấn đề lớn của nhân loại. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ tất cả những gì tuyệt vời nhất của thế giới này để con người có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trong tương lai. Sự sống trên trái đất tồn tại nhờ quá trình quang hợp, một quá trình đã 2,3 tỷ năm tuổi. Phản ứng vô cùng hấp dẫn và vẫn chưa được hiểu đầy đủ này cho phép thực vật và các sinh vật khác thu được ánh sáng mặt trời, nước và carbon dioxide trong khi chuyển đổi chúng thành oxy và năng lượng ở dạng đường. Quang hợp là một phần không thể thiếu trong hoạt động của trái đất mà chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi chúng ta nhìn xa hơn hành tinh của mình để tìm những nơi để khám phá và định cư, thì rõ ràng là quá trình này hiếm và có giá trị đến như thế nào. Những tiến bộ gần đây trong việc tạo ra quá trình quang hợp nhân tạo có thể là chìa khóa để con người tồn tại và xâm chiếm các thế giới ngoài trái đất. Nhu cầu của con người về oxy làm cho việc du hành không gian trở nên khó khăn. Hạn chế về nhiên liệu giới hạn lượng oxy chúng ta có thể mang theo, đặc biệt là nếu chúng ta muốn thực hiện các chuyến đi xa tới mặt trăng và sao hỏa. Một chuyến đi một chiều tới sao hỏa thường mất khoảng 2 năm, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dễ dàng gửi các nguồn tài nguyên từ trái đất. Hiện đã có các phương pháp để sản xuất oxy bằng cách tái chế carbon dioxide trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Hầu hết oxy trên trạm vũ trụ quốc tế được tạo ra từ quá trình gọi là phân giải điện ly,
sử dụng điện từ các tấm pin mặt trời của trạm để phân tách nước thành khí hydro và khí oxy mà các nhà du hành hít thở. Ngoài ra, trạm vũ trụ quốc tế cũng có một hệ thống riêng biệt để chuyển đổi carbon dioxide mà các nhà du hành thở ra thành nước và methane. Nhưng những công nghệ này không đáng tin cậy, không hiệu quả, nặng nề và khó bảo trì. Ví dụ, quá trình sản xuất oxy yêu cầu khoảng 1/3 tổng năng lượng cần thiết để vận hành toàn bộ hệ thống hỗ trợ kiểm soát môi trường và hỗ trợ sinh hoạt trên trạm vũ trụ quốc tế. Do đó, việc tìm kiếm các hệ thống thay thế có thể được sử dụng trên mặt trăng và trên các chuyến đi tới sao hỏa đang diễn ra. Một khả năng là sử dụng năng lượng mặt trời rất phong phú trong không gian và sử dụng trực tiếp nó để sản xuất oxy và tái chế carbon dioxide chỉ trong một thiết bị duy nhất. Thiết bị như vậy chỉ cần nước làm nguồn đầu và duy nhất, tương tự quá trình quang hợp đang diễn ra trong tự nhiên. Điều đó sẽ loại bỏ các thiết lập phức tạp nơi hai quá trình thu hoạch ánh sáng và sản xuất hóa học được tách biệt như trên trạm vũ trụ quốc tế. Điều này thật thú vị vì nó có thể làm giảm trọng lượng và khối lượng của hệ thống, hai tiêu chí chính để khám phá không gian. Nhưng nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta có thể sử dụng nhiệt lượng bổ sung được giải phóng trong quá trình thu năng lượng mặt trời trực tiếp để kích hoạt các phản ứng hóa học, từ đó làm tăng tốc chúng. Hơn nữa, việc dây điện phức tạp và bảo trì có thể được giảm thiểu đáng kể. Các nhà khoa học đã tạo ra một khung lý thuyết để phân tích và dự đoán hiệu suất của các thiết bị quang hợp nhân tạo tích hợp như vậy cho các ứng dụng trên mặt trăng và sao hỏa. Thay vì chất diệp lục, chất chịu trách nhiệm hấp thụ ánh sáng ở thực vật và tảo, các thiết bị này sử dụng vật liệu bán dẫn có thể được phủ trực tiếp bằng chất xúc tác kim loại đơn giản, hỗ trợ phản ứng hóa học mong muốn. Phân tích của các nhà khoa học cho thấy rằng các thiết bị như vậy thực sự có thể được sử dụng để bổ sung các công nghệ hỗ trợ sự sống hiện có, chẳng hạn như thiết bị sản xuất oxy được sử dụng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Điều này đặc biệt đúng khi kết hợp với các thiết bị tập trung năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho các phản ứng, về cơ bản là những tấm gương lớn tập trung ánh sáng mặt trời tới. Có cách tiếp cận khác nữa, ví dụ chúng ta có thể sản xuất oxy trực tiếp từ đất mặt trăng, nhưng điều này yêu cầu nhiệt độ cao để hoạt động. Mặt khác, các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể hoạt động ở nhiệt độ phòng, với áp suất được tìm thấy trên sao hỏa và mặt trăng. Điều đó có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trực tiếp trong môi trường sống và sử dụng nước làm nguồn tài nguyên chính. Điều này đặc biệt thú vị với sự hiện diện của nước đá trong miệng núi lửa Shackleton trên mặt trăng. Đây là địa điểm hạ cánh dự kiến trong các sứ mệnh trên mặt trăng trong tương lai. Trên sao hỏa, khí quyển chiếm gần 96% carbon dioxide, dường như lý tưởng cho một thiết bị quang hợp nhân tạo. Nhưng cường độ ánh sáng trên hành tinh đỏ yếu hơn so với trái đất do khoảng cách lớn hơn tới mặt trời. Vì vậy, điều này sẽ đặt ra một vấn đề. Các nhà khoa học đã thực sự tính toán được cường độ ánh sáng mặt trời có sẵn trên sao hỏa và chứng minh rằng chúng ta có thể sử dụng các thiết bị như vậy ở đó, mặc dù gương mặt trời trở nên càng quan trọng hơn. Việc sản xuất oxy và các hóa chất khác một cách hiệu quả và đáng tin cậy, cũng như tái chế carbon dioxide trên tàu vũ trụ và trong các môi trường sống, là một thách thức to lớn mà chúng ta cần phải nắm vững cho các sứ mệnh không gian dài hạn. Các hệ thống phân giải điện ly hiện có hoạt động ở nhiệt độ cao, đòi hỏi một lượng lớn năng lượng đầu vào, và các thiết bị chuyển đổi carbon dioxide thành oxy trên sao hỏa vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, cho dù chúng có dựa trên quá trình quang hợp hay không. Vì vậy, một vài năm nghiên cứu chuyên sâu là cần thiết để có thể sử dụng công nghệ này trong không gian. Sao chép những phần cơ bản từ quang hợp tự nhiên có thể mang lại cho chúng ta một số lợi thế, giúp chúng ta hiện thực hóa chúng trong tương lai. Với công nghệ này, lợi nhuận sẽ là rất lớn. Ví dụ, chúng ta thực sự có thể tạo ra bầu khí quyển nhân tạo trong không gian và sản xuất các chất hóa học mà chúng ta cần cho các nhiệm vụ dài hạn, chẳng hạn như phân bón, polymer hoặc dược phẩm. Ngoài ra, những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta có được từ việc thiết kế và chế tạo các thiết bị này có thể giúp chúng ta đáp ứng thách thức về năng lượng xanh trên trái đất. Chúng ta đủ may mắn để có thực vật và tảo để sản xuất oxy, nhưng các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu dựa trên hydro hoặc carbon, mở ra một phương pháp xanh để sản xuất các chất hóa học giàu năng lượng mà chúng ta có thể lưu trữ và sử dụng trong vận chuyển. Việc khám phá không gian và nền kinh tế năng lượng trong tương lai của chúng ta có một mục tiêu dài hạn rất giống nhau, đó là tính bền vững. Và các thiết bị quang hợp nhân tạo cũng có thể trở thành một phần quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này. Với những nghiên cứu và phát triển tiếp theo,
hy vọng rằng chúng ta có thể khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ quang hợp nhân tạo, góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho con người và hành tinh chúng ta. Sự tìm kiếm và phát triển công nghệ quang hợp nhân tạo không chỉ đơn thuần là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật, mà còn là một bước tiến vượt bậc trong việc đảm bảo cuộc sống và sự tồn tại của chúng ta trên các hành tinh khác và trên trái đất. Việc tạo ra không khí nhân tạo và sản xuất các chất hóa học cần thiết trong không gian mở ra những cơ hội không gian mới mà trước đây chúng ta chỉ có thể ước mơ. Chúng ta có thể khám phá và thăm dò những hành tinh xa xôi, loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ trái đất và định cư ở những nơi trước đây được coi là không thể. Ngoài ra, công nghệ quang hợp nhân tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng trên trái đất. Chúng ta đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên, và việc tìm kiếm nguồn năng lượng sạch và bền vững là vô cùng quan trọng. Bằng cách sử dụng công nghệ quang hợp nhân tạo, chúng ta có thể tạo ra các nguồn năng lượng xanh và các chất hóa học từ ánh sáng mặt trời, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Như các bạn đã biết, khoảng cách giữa các ngôi sao cũng như khoảng cách giữa các thiên hà với nhau là vô cùng lớn. Nếu như loài người muốn trở thành sinh vật liên sao hay liên ngân hà, hiển nhiên ta sẽ phải tự di chuyển quãng đường rất xa, hàng năm ánh sáng, thậm chí là hàng triệu năm ánh sáng, để tới được một hành tinh có thể hỗ trợ sự sống ở một thái dương hệ khác hay một thiên hà xa xôi nào đó. Và mới đây, các nhà thiên văn học đã đưa hệ sao Proxima Centauri thành ứng cử viên sáng giá nhất cho công cuộc du hành liên sao đầu tiên của loài người. Vậy, cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên đường sang hệ sao Proxima Centauri? Proxima Centauri là một sao lùn đỏ nằm cách hệ mặt trời, xấp xỉ 4,25 ánh sáng trong chòm sao bán nhân mã, và đây là ngôi sao gần hệ mặt trời nhất từng được phát hiện. Trong hệ sao Proxima Centauri, có vài ngoại hành tinh có tiềm năng trở thành trái đất thứ hai, đặc biệt là hành tinh Proxima Centauri B với quãng đường 4,25 ánh sáng. Nếu chúng ta sử dụng tàu Apollo 11, thứ đã đưa con người lên mặt trăng, bay với tốc độ 40.000 km/h, bằng vận tốc này, ta sẽ tới được Proxima Centauri trong vòng hơn 100.000 năm. Nhưng may mắn thay, tàu vũ trụ đã nhanh hơn trước nhiều. Đơn cử, thiết bị thăm dò mặt trời, tàu Parker Solar Probe được phóng vào ngày 12 tháng 8 năm 2018, trong tương lai có thể bay với tốc độ hơn 700.000 km/h, khoảng 0,067% tốc độ ánh sáng. Với tốc độ này, một chuyến hành trình liên sao tới hành tinh Proxima Centauri B vẫn sẽ mất 6.300 năm. Vậy rốt cuộc cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên hành trình dài như vậy? Nếu tính tuổi trung bình của con người là 70 tuổi, 6.300 năm sẽ tương đương với 90 thế hệ người. Nhưng không dễ để chọn ra được phi hành đoàn đầu tiên trên chuyến hành trình lịch sử này. Những yếu tố quan trọng bao gồm lượng nam giới và phụ nữ có trong đoàn, độ tuổi và tuổi thọ của họ, tỷ lệ có con thành công và sức chứa của con tàu, và nhiều hơn nữa. Các yếu tố khác bao gồm độ tuổi sinh sản, một cặp đôi có ý định có con sẽ gần huyết thống tới giới hạn nào, số lượng con mà họ có thể có là bao nhiêu. Sau khi tính toán được những yếu tố trên, các nhà nghiên cứu sử dụng thuật toán có tên Heritage để tiến hành giả lập một sứ mệnh du hành liên sao với nhiều thế hệ người. Đầu tiên, thuật toán sẽ tạo ra một phi hành đoàn với chất lượng như đã nêu ở dữ liệu đầu vào, rồi sẽ cho tiến hành thử nghiệm trên lý thuyết. Quá trình này đã bao gồm cả việc qua đời tự nhiên, lẫn chết vì tai nạn mỗi năm để xem số lượng phi hành đoàn cần là bao nhiêu để có thể tiếp tục sinh sản thế hệ mới. Trong số thành viên phi hành đoàn, thuật toán sẽ chọn hai người ngẫu nhiên thuộc hai giới tính khác nhau và tính toán tỷ lệ có con của họ. Và dựa trên khả năng sinh sản của mỗi người và các giới hạn liên quan tới quan hệ cận huyết, nếu như tỷ lệ có thai là cao, thuật toán sẽ tạo ra một thành viên phi hành đoàn mới và lặp lại vòng này cho tới khi phi hành đoàn chết hẳn hoặc tới được hệ sao Proxima Centauri sau 6.300 năm.
mỗi một lần chạy sứ mệnh lịch sử này, thuật toán sẽ đưa thêm vào một sự kiện thảm họa gì đó, như một dịch bệnh bí ẩn, một cú va chạm với thiên thể vũ trụ hoặc một tai nạn bất kỳ, nhằm để giảm số lượng thành viên của phi hành đoàn đi 1/3. Thuật toán sẽ cho chạy mỗi sứ mệnh 100 lần để tìm ra tỷ lệ phi hành đoàn với số lượng người nhất định sống sót được suốt 6.300 năm. Và theo thuật toán Heritage, tỷ lệ thành công không chạm mốc 100% cho tới khi phi hành đoàn có tổng cộng 98 người, tức là 49 cặp đôi. Lúc này ta có thể khẳng định rằng, dưới các yếu tố có trong thử nghiệm, một phi hành đoàn với 98 người sẽ là điều kiện tối thiểu để đi hết chuyến hành trình 6.300 năm tới hành tinh Proxima Centauri B. Có thể coi đây là bài giả lập làm nền móng cho các bài thử chi tiết hơn sau này. Đầu tiên, tỷ lệ có con thành công sẽ khác biệt trong môi trường vũ trụ. Tỷ lệ để một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ thấp hơn do những ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ. Tỷ lệ xảy ra những thảm họa sẽ còn thấp hơn những xung đột xã hội có thể có khi cộng đồng cả trăm người sống cùng nhau trong một con tàu vũ trụ. Một thuật toán Heritage tiên tiến hơn có thể sẽ khắc phục những yếu tố này, chạy lại một loạt những thử nghiệm mới để ta có những con số chính xác hơn. Lần đầu tiên, phát hiện ánh sáng có thể từ vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo Space, các nhà thiên văn học có thể đã lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng từ hai hố đen va chạm. Các hố đen vũ trụ hoàn toàn tối và do đó không thể quan sát bằng các kính thiên văn phát hiện ánh sáng. Cho đến nay, cách duy nhất để các nhà thiên văn có thể quan sát các hố đen va chạm là nghiên cứu các sóng hấp dẫn thu được. Sóng hấp dẫn là những dao động trong cấu trúc thời gian không gian được tạo ra bởi những va chạm mạnh giữa các thiên thể có khối lượng lớn nhất như hố đen và neutron. Kể từ lần đầu tiên phát hiện sóng hấp dẫn vào năm 2015, các nhà khoa học đã quan sát sóng hấp dẫn, tìm hiểu nguồn gốc và các vật thể va chạm có thể đã tạo ra chúng. Vì các hố đen có lực hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra, nên chúng rất khó quan sát và các nhà thiên văn học vẫn chưa xác định được bằng mắt thường về một vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo một tuyên bố từ NASA, trong khi các hố đen hoàn toàn tối, có những giả thuyết cho rằng các vụ va chạm hoặc hợp nhất giữa các hố đen có thể tạo ra tín hiệu ánh sáng xuyên qua một vật chất bao quanh chúng bằng cách khiến vật chất phát xạ. Một nhóm các nhà thiên văn học sử dụng cơ sở Zwicky Chanzen, gọi tắt là ZTF, tại đài quan sát Palma ở California cho rằng họ có thể đã phát hiện ra một tín hiệu ánh sáng như vậy. Sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự hợp nhất giữa các hố đen được các nhà khoa học phát hiện vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 bằng cách sử dụng hai thiết bị dò sóng hấp dẫn khác nhau. Sóng hấp dẫn mà họ phát hiện bắt nguồn từ một sự kiện va chạm được đặt tên là GW19052-1G. Các nhà khoa học cho rằng GW19052-1G có thể là vụ va chạm giữa hai hố đen. Các nhà thiên văn học đã sử dụng ZTF để quan sát vũ trụ và tìm kiếm tín hiệu ánh sáng từ vụ va chạm này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên ánh sáng được sử dụng để làm bằng chứng về việc hai hố đen va chạm và tạo ra sóng hấp dẫn. Thí nghiệm thuyết tương đối trên một ngôi sao gần siêu hố đen, một lần nữa Einstein lại đúng. Bằng cách phân tích lực hấp dẫn của một hố đen khổng lồ nằm ở trung tâm giải ngân hà lên một ngôi sao gần đó, các nhà thiên văn học đã cho thấy lý thuyết về không gian và thời gian mô tả lực hấp dẫn của Einstein vẫn chính xác. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, lực hấp dẫn bắt nguồn từ sự uốn cong của không gian và thời gian. Khối lượng vật thể càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh. Các nhà khoa học kiểm chứng phần lớn thuyết tương đối rộng trong các trường hấp dẫn yếu, chẳng hạn như trái đất hay hệ mặt trời. Trong các trường hấp dẫn mạnh hơn như siêu hố đen, nằm trong tâm hầu hết thiên hà lớn, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự tham gia của thuyết tương đối rộng có thể đưa ra lý thuyết mới, giúp giải thích những bí ẩn của vũ trụ như vật chất tối và năng lượng tối. Theo giáo sư thiên văn học Andrea Ghez tại Đại học California, Los Angeles và đồng tác giả nghiên cứu cho biết, Einstein vẫn đúng, ít nhất là đến lúc này. Những quan sát của chúng tôi đều tương đồng với thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, thuyết của ông vẫn có nhược điểm. Nó chưa thể giải thích hoàn toàn lực hấp dẫn trong một hố đen. Đến lúc nào đó, chúng ta phải tìm ra một thuyết mới về lực hấp dẫn để giải thích rõ hơn hố đen là gì. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà thiên văn học chọn hố đen siêu lớn là Sagittarius A sao nằm tại trung tâm giải ngân hà, nặng hơn mặt trời 4 triệu lần với đường kính khoảng 23,6 triệu km.
Các nhà khoa học theo dõi sao S02 từ năm 2018, thời điểm nó nằm gần Sagittarius A sao nhất trong quỹ đạo 16 năm ánh sáng. Khoảng cách gần nhất từ ngôi sao đến hố đen là 120 đơn vị thiên văn, một đơn vị thiên văn tương đương khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời, khoảng 150 triệu km. Sử dụng đài thiên văn Keck, đài thiên văn Rimini và kính viễn vọng Subaru ở Hawaii, các nhà thiên văn học đã theo dõi quỹ đạo hoàn chỉnh của S02 trong không gian 3 chiều, kết hợp chúng với các phép đo đạc trong 24 năm. Các nhà nghiên cứu kiểm tra một dự đoán của thuyết tương đối rộng gọi là dịch chuyển đỏ do hấp dẫn, Gravitation Recipe, sự dịch chuyển màu của quang phổ ánh sáng theo xu hướng đỏ hơn dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Kết quả cho thấy, quang phổ ánh sáng từ sao S02 dịch chuyển sang đỏ khi đi qua lực hấp dẫn từ hố đen Sagittarius xa sao, phù hợp với thuyết tương đối. Theo Tuấn Đỗ, nhà vật lý thiên văn học, Đại học California, Los Angeles cho biết, những thí nghiệm này mở ra cánh cửa cho khả năng kiểm tra bản chất của lực hấp dẫn bằng cách tận dụng quỹ đạo các ngôi sao xung quanh những siêu hố đen nằm ở trung tâm thiên hà. Khả năng này từng được đề cập từ lâu trong lý thuyết, nhưng cuối cùng chúng ta đã làm được. Nghiên cứu trên sao S02 là nghiên cứu đầu tiên trong nhiều nghiên cứu về thuyết tương đối, dự tính thực hiện trên các ngôi sao gần siêu hố đen Sagittarius A sao. Một trong những ngôi sao khác cũng nằm trong kế hoạch thí nghiệm là S0102, với quỹ đạo ngắn nhất trong số gần 3.000 ngôi sao nằm gần hố đen siêu lớn, tương đương 11,5 năm. Bên trong tàu vũ trụ, phi hành gia hẹn giờ và tự khóa mình bên trong khoang lạnh và chìm vào một giấc ngủ sâu sẽ đưa họ vượt hàng trăm năm mà không hề già đi. Một cảnh quen thuộc trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng liệu việc này có trở thành hiện thực? Các nhà nghiên cứu quan tâm đến câu hỏi này đã bắt đầu với thế giới động vật, nơi mà ngủ đông khá phổ biến, xảy ra trên 200 loài. Quá trình ngủ đông diễn ra từ hàng triệu năm trước. Cả ba nhóm động vật có vú chính đều phát triển khả năng này và chúng tiến hóa riêng rẽ cách đây hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, dường như con người đã đánh mất những yếu tố quan trọng nhất để có thể ngủ đông. Ví dụ, trái tim con người không thể hoạt động nếu thân nhiệt quá thấp. Nhịp tim được kiểm soát bởi lượng canxi, nếu có quá nhiều canxi, tim sẽ ngừng hoạt động. Dưới một ngưỡng nhiệt nhất định, trái tim con người không thể loại bỏ lượng canxi thừa, gây ra hiện tượng trụy tim. Vậy tại sao những động vật này lại ngủ đông? Ngủ đông là rất cần thiết, đó là thủ thuật để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khi sự khan hiếm thức ăn và nước đe dọa tới sự sinh tồn. Trước đây, các chuyên gia tin rằng ngủ đông chỉ xảy ra ở môi trường hàn và ôn đới. Gần đây, họ đã khám phá ra những loài động vật ngủ đông ngay cả ở hoang mạc khô cằn và rừng nhiệt đới. Ngay khi quá trình ngủ đông bắt đầu, nhịp tim của các loài động vật giảm còn 1-3% so với thông thường, như là loài vượn cáo. Nhịp tim thông thường từ xấp xỉ 180 nhịp mỗi phút xuống còn khoảng 4 nhịp mỗi phút. Nhịp thở cũng giảm xuống chỉ 1 nhịp mỗi 10-21 phút. Và ở hầu hết động vật ngủ đông, không thải chất thải trong suốt quá trình ngủ. Theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, ngủ đông nhằm giảm tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể. Khi ngủ đông, não gần như không hoạt động, rơi vào trạng thái lờ đờ. Ngủ đông không phải là một giấc ngủ suốt mùa đông dài. Các loài động vật có thể ở trong trạng thái lờ đờ từ vài ngày đến 5 tuần. Sau đó, chúng hồi phục tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể bình thường trong khoảng 24 giờ trước khi tiếp tục trở lại trạng thái lờ đờ. Lý do vì sao có hiện tượng thức dậy giữa quãng vẫn còn là một bí ẩn. Những thay đổi cơ thể trong quá trình ngủ đông này, như ngủ trong 5 tuần hay nhiệt độ cơ thể giảm xuống gần như đóng băng, sẽ là đòn chí tử đối với những loài không có khả năng ngủ đông như con người. Trái với những gì chứng kiến trên phim ảnh, đây có thể là một trở ngại mãi mãi nằm ngoài tầm với của nhân loại. Mỗi năm, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ USD được dành cho việc nghiên cứu tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và cách để chúng ta đặt chân đến một hành tinh xa xôi nào đó. Đó không phải là mong muốn viển vông việc con người đặt chân được đến mặt trăng, chế tạo được những thiết bị máy móc hiện đại như tàu vũ trụ để khám phá sao hỏa, cho thấy những thành tựu trong tiến trình khám phá và chinh phục vũ trụ của chúng ta.
một trong những phương thức quen thuộc trong các phim khoa học viễn tưởng để con người di chuyển vào không gian sâu đến một hành tinh khác là đưa cơ thể về chế độ ngủ đông. Phi hành gia sẽ bước vào trong một thiết bị giống như kén, sau đó nhờ các kỹ thuật khoa học, cơ thể liền ngủ một mạch từ vài tháng đến vài năm. Khi tàu đáp xuống hành tinh mới, phi hành gia sẽ tỉnh dậy. Ở trạng thái ngủ giống như ngủ đông này, sự trao đổi chất giảm xuống tới mức tối thiểu và điều quan trọng là tâm trí các phi hành gia cũng không còn cảm giác buồn chán khi phải chờ đợi suốt nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm trời. Trên thực tế, tiền đề để đưa các phi hành gia vào trạng thái ngủ đông có cảm giác như hoàn toàn nằm trong tầm tay, để ngay cả cơ quan vũ trụ châu Âu cũng đang nghiêm túc xem xét tính chất khoa học đằng sau khái niệm này. Tuy nhiên, điều gì cũng phải nhìn vào thực tế. Các nhà khoa học tại Chile khẳng định rằng đó chỉ là ảo mộng viển vông chỉ có trong phim. Điểm cốt lõi trong một nghiên cứu mới đây của ba nhà nghiên cứu đến từ Chile đã hé lộ một rào cản toán học trong việc biến giấc ngủ đông của con người thành hiện thực thông qua việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa khối lượng cơ thể và tiêu hao năng lượng ở động vật có vú khi ngủ đông. Trở ngại này thậm chí khiến ý tưởng mãi mãi nằm ngoài tầm với của chúng ta. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mức độ trao đổi chất tối thiểu cho phép các tế bào tồn tại trong điều kiện nhiệt độ thấp và ít oxy là không đủ để đảm bảo. Nói cách khác, đối với những động vật tương đối nặng như chúng ta, khả năng tiết kiệm năng lượng mà chúng ta có thể mong đợi khi bước vào trạng thái ngủ đông hay ngủ sâu sẽ không thực sự đáng kể. Đó là chưa kể tới những tác hại của việc làm suy giảm trao đổi chất của các phi hành gia có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Ở một số loài động vật nhỏ bé, ngay cả trong trạng thái ngủ đông, chúng vẫn có thể mất tới hơn 1/4 trọng lượng cơ thể do đốt cháy năng lượng dự trữ. Đối với con người, con số này thậm chí còn lớn hơn. Từ thực tế này, Roberto S. Nespolo, tác giả chính của nghiên cứu cho rằng chúng ta tốt hơn hết là nên ngủ theo cách thông thường. Khái niệm ngủ đông thường gợi đến hình ảnh một con gấu tự nhốt mình trong hang để ngủ, đợi thời gian trôi qua sau một mùa đông dài. Tuy nhiên, thực tế dù gấu gần như ngừng hoạt động trong vài tháng dài, nhưng mức độ ngủ đông của chúng vẫn không hiệu quả như giấc ngủ đông thực sự của các loài sinh vật nhỏ hơn như sóc đất hay rơi. Ở những động vật này, nhiệt độ cơ thể của chúng giảm mạnh, sự trao đổi chất gần như bằng không, nhịp tim và nhịp thở đều chậm lại. Quá trình này có thể giảm tiêu thụ năng lượng tới 98% trong một số trường hợp, từ đó loại bỏ nhu cầu đi săn hoặc kiếm ăn. Tuy nhiên, như đã nêu trên, đó là một câu chuyện khác với động vật có vú. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc mở rộng mối quan hệ giữa sự trao đổi chất tích cực và khối lượng tạo ra đã đi tới luận điểm mà tại đó, ngủ đông không thực sự tiết kiệm nhiều năng lượng cho những con thú lớn hơn mà mang lại nhiều tác động tiêu cực. Gấu là loài động vật có vú hiếm hoi có thể ngủ đông ở mức hiệu quả. Khi chúng ngủ, nhịp thở của gấu rơi vào khoảng 50 nhịp mỗi phút. Vào lúc lạnh nhất của mùa đông, nhịp thở giảm xuống cực sâu, chỉ còn 4 đến 5 lần mỗi phút. Toàn bộ hoạt động cơ thể của gấu dừng lại, thế mà khi xuân đến, chúng tỉnh dậy và cơ thể vẫn vẹn nguyên. Các nhà khoa học cho rằng, nếu con người nằm ngủ ở điều kiện tương tự, ta sẽ mất cả xương và cơ rất nhanh. Có một điều, trước cả khi gấu ngủ đông, chúng cũng đã hoàn thành được một kỳ tích sinh học khác, đó là chúng cần béo lên đến mức cực kỳ nguy hiểm. Đối với con người, nếu béo tới mức đó, cơ thể sẽ bị thương tổn không phục hồi được nữa. Ngoài ra khi ngủ đông, việc làm mát cơ thể, giảm nhịp tim và nhịp thở, cũng như làm suy giảm sự trao đổi chất một cách cưỡng ép, cũng có thể không mang lại một kết quả mà chúng ta mong đợi. Tuy vậy, dù kết quả nghiên cứu hiện tại cho đó là điều không thể, chúng ta hãy vẫn cứ hy vọng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, khi con người đã sở hữu những công nghệ cực kỳ tân tiến, thì có lẽ giấc ngủ đông sẽ không còn là khoa học viễn tưởng nữa, giống như cách mà con người đã đặt chân lên mặt trăng. Trong thời đại của chúng ta, nhân loại đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự gia tăng dân số,
Sự suy thoái môi trường và những nguy cơ về an ninh toàn cầu đã khiến cho con người phải đối mặt với những bài toán khó khăn để giải quyết. Trong bối cảnh này, việc khám phá và khai thác tài nguyên trên các hành tinh khác đã trở thành một mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu và phát triển khoa học. Đã từ rất lâu, con người luôn ấp ủ ước mơ về việc khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác trong vũ trụ. Đây có thể được xem như một trong những tham vọng lớn nhất của loài người. Với tình yêu và sự tò mò muốn khám phá những điều mới mẻ, con người đã không ngừng nỗ lực và đầu tư mạnh mẽ để có thể chinh phục những hành tinh xa xôi ấy. Đó là khát vọng cao cả mà chúng ta chỉ có thể thực hiện nếu chúng ta đứng vững và đoàn kết với nhau. Thực tế, để có thể xâm chiếm một hành tinh khác, chúng ta cần phải đạt được những tiến bộ to lớn về khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Chúng ta cần phải tìm hiểu và hiểu rõ về các điều kiện sống của các hành tinh khác, từ các hành tinh gần nhất cho đến những hành tinh xa xôi nằm bên ngoài Thái Dương hệ. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, con người cần bao lâu để có thể thực hiện được việc này? Con người có thể tới sao hỏa sau vài chục năm, nhưng mất tới hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn năm để đến hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX, muốn có một thành phố triệu dân trên sao hỏa vào năm 2050. Mục tiêu này nghe có vẻ rất tham vọng vì con người chưa từng đặt chân lên bề mặt sao hỏa. Vậy con người sẽ mất bao lâu để xâm chiếm một hành tinh khác? Liệu con người có thể xâm chiếm các thiên thể nằm ngoài hệ mặt trời không? Câu trả lời cho những câu hỏi này tùy thuộc vào đích đến. Với sao hỏa, vài thập kỷ không hẳn là phi thực tế. Theo Serkan Saydam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vũ trụ Australia, giáo sư tại Đại học New South Wales cho biết, việc thuộc địa hóa sao hỏa có thể khả thi trong vài thập kỷ. Tôi tin rằng, vào năm 2050, chúng ta sẽ có một thuộc địa của con người trên sao hỏa. Theo Saydam, điều quan trọng đầu tiên khi thiết lập thuộc địa sao hỏa là nước và nước có thể chiết xuất từ băng và khoáng chất ngậm nước. Ông cho rằng nước sẽ thúc đẩy nông nghiệp và khả năng trồng thực phẩm trên sao hỏa. Trong khi đó, hydro từ băng và các khoáng chất có thể được dùng làm nguồn năng lượng cho tên lửa. Các nhà khoa học khác không lạc quan như vậy. Kỹ sư du hành vũ trụ Louis Friedman, người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Planetary Society cho rằng việc thuộc địa hóa sao hỏa khó xảy ra trong tương lai gần. Rachel Siler, nhà khoa học thần kinh tại Đại học Florida, người từng làm việc với các phi hành NASA, nghĩ việc này có vẻ viển vông. Tuy nhiên, nhân loại có thể sẽ đến sao hỏa trong vài thập kỷ nữa. Trung Quốc dự định bắt đầu đưa phi hành đoàn tới sao hỏa năm 2033, trong khi mục tiêu của NASA là cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040. Sau khi con người đến hành tinh đỏ, bước tiếp theo có thể là xây dựng thuộc địa. Thuộc địa đòi hỏi mức độ tự cung tự cấp nhất định, nhưng không cần hoàn toàn độc lập với trái đất. Saydam so sánh sao hỏa với một hòn đảo xa xôi và thỉnh thoảng vẫn cần nhập đồ. Ông nói, đa số thiết bị và công cụ sẽ được vận chuyển từ trái đất. Tôi không nghĩ bạn có thể sản xuất một chiếc xe tải trên bề mặt sao hỏa. Thuộc địa sao hỏa sẽ cần triển khai một hoạt động nào đó để duy trì về mặt tài chính. Du lịch vũ trụ là một lựa chọn, nhưng Saydam cho rằng khai thác khoáng sản là chìa khóa để thuộc địa hóa thành công. Dù là lựa chọn thực tế nhất để định cư ngoài trái đất, sao hỏa không hẳn là hành tinh phù hợp nhất với con người. Hơn 95% khí quyển sao hỏa là CO2, khí hậu rất lạnh với nhiệt độ trung bình khoảng âm 60 độ C, tàu vũ trụ từ trái đất phải mất khoảng 8,5 tháng mới tới sao hỏa và còn bị bức xạ tấn công nữa. Gần như chắc chắn sẽ có những ngoại hành tinh bên ngoài hệ mặt trời thân thiện hơn với con người. Vấn đề là chúng quá xa. Con người vẫn chưa thể đưa tàu vũ trụ nào tới ngoại hành tinh. Các tàu hiếm hoi thoát khỏi hệ mặt trời là bộ đôi tàu Voyager 1 và Voyager 2. Chúng lần lượt mất 35 năm và 41 năm để tới vùng không gian liên sao, trong khi đó các ngoại hành tinh ở xa hơn nhiều. Theo nhà vật lý thiên văn hố đen Frederick Marin tại đài quan sát Strasbourg thuộc Đại học Strasbourg cho biết, với công nghệ hiện nay, chúng ta phải mất vài chục nghìn năm mới tiếp cận được ngoại hành tinh gần nhất. Thời gian di chuyển này có thể khiến việc xâm chiếm ngoại hành tinh nghe có vẻ bất khả thi. Nhưng Marin từng chạy mô phỏng máy tính cho việc du hành liên sao và hy vọng thời gian di chuyển sẽ giảm mạnh trong tương lai gần nhờ các tàu vũ trụ nhanh hơn. Marin nói, chúng tôi biết rằng trong khoa học, cứ sau mỗi 100 năm, vận tốc của phương tiện đẩy có thể tăng gấp 10 lần. Như vậy, thời gian di chuyển đến các ngoại hành tinh có thể giảm dần từ hàng chục nghìn năm xuống còn hàng nghìn năm, sau đó là hàng trăm năm.
Marin đưa ra kịch bản giả định về việc tiếp cận một ngoại hành tinh ở được với con người trong vòng 500 năm. Hành trình kéo dài hàng thế kỷ này vẫn đòi hỏi nhiều thế hệ người điều khiển tàu vũ trụ, hầu hết sẽ không kịp thấy ngoại hành tinh bị thuộc địa hóa này. Các mô phỏng của Marin cho thấy khoảng 500 người là dân số khởi đầu phù hợp cho một con tàu đa thế hệ như vậy. Tuy nhiên, phi hành đoàn sẽ đối phó với việc sống suốt đời trên tàu như thế nào, con cháu của họ sẽ sống ra sao khi sinh ra và lớn lên trong tàu du hành liên sao. Điều này cũng dẫn đến những lo ngại về đạo đức. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và những thách thức khác trên trái đất có nguy cơ đẩy loài người đến tình trạng tuyệt chủng trước khi kịp du hành liên sao và xâm chiếm các ngoại hành tinh. Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn bởi trong thế giới hiện đại của chúng ta, những khám phá và công nghệ mới được phát triển liên tục mang đến cho con người những cơ hội vô tận để tìm hiểu và khám phá các hành tinh xa xôi khác trong vũ trụ. Với mục tiêu lớn lao và tham vọng xâm chiếm hành tinh khác, con người đã đưa ra những dự đoán và ước tính về thời gian cần thiết để có thể hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, việc xâm chiếm hành tinh khác không chỉ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và kinh tế, mà còn đòi hỏi sự đoàn kết của toàn bộ nhân loại. Việc xâm chiếm hành tinh khác đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những quyết định cân bằng và đúng đắn. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các hậu quả của hành động mà mình thực hiện và có một kế hoạch rõ ràng và chi tiết để đảm bảo sự an toàn và thành công trong quá trình này. Cùng với những thách thức và rủi ro, việc xâm chiếm hành tinh khác cũng mang lại những hy vọng và tiềm năng to lớn cho tương lai của loài người. Việc khám phá và tìm hiểu về các hành tinh xa xôi khác có thể mang lại cho chúng ta vô vàn những kiến thức mới về vũ trụ và giúp mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại. Và trong tương lai, nếu chúng ta có đủ nghiêm túc và quyết tâm, không có gì là không thể. Con người có thể khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác, mở ra những cánh cửa mới trong việc khám phá vũ trụ, tìm ra những giải pháp cho các vấn đề lớn của nhân loại. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ tất cả những gì tuyệt vời nhất của thế giới này để con người có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trong tương lai. Sự sống trên trái đất tồn tại nhờ quá trình quang hợp, một quá trình đã 2,3 tỷ năm tuổi. Phản ứng vô cùng hấp dẫn và vẫn chưa được hiểu đầy đủ này cho phép thực vật và các sinh vật khác thu được ánh sáng mặt trời, nước và carbon dioxide trong khi chuyển đổi chúng thành oxy và năng lượng ở dạng đường. Quang hợp là một phần không thể thiếu trong hoạt động của trái đất mà chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi chúng ta nhìn xa hơn hành tinh của mình để tìm những nơi để khám phá và định cư, thì rõ ràng là quá trình này hiếm và có giá trị đến như thế nào. Những tiến bộ gần đây trong việc tạo ra quá trình quang hợp nhân tạo có thể là chìa khóa để con người tồn tại và xâm chiếm các thế giới ngoài trái đất. Nhu cầu của con người về oxy làm cho việc du hành không gian trở nên khó khăn. Hạn chế về nhiên liệu giới hạn lượng oxy chúng ta có thể mang theo, đặc biệt là nếu chúng ta muốn thực hiện các chuyến đi xa tới mặt trăng và sao hỏa. Một chuyến đi một chiều tới sao hỏa thường mất khoảng 2 năm, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dễ dàng gửi các nguồn tài nguyên từ trái đất. Hiện đã có các phương pháp để sản xuất oxy bằng cách tái chế carbon dioxide trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Hầu hết oxy trên trạm vũ trụ quốc tế được tạo ra từ quá trình gọi là phân giải điện ly, sử dụng điện từ các tấm pin mặt trời của trạm để phân tách nước thành khí hydro và khí oxy mà các nhà du hành hít thở. Ngoài ra, trạm vũ trụ quốc tế cũng có một hệ thống riêng biệt để chuyển đổi carbon dioxide mà các nhà du hành thở ra thành nước và methane. Nhưng những công nghệ này không đáng tin cậy, không hiệu quả, nặng nề và khó bảo trì. Ví dụ, quá trình sản xuất oxy yêu cầu khoảng 1/3 tổng năng lượng cần thiết để vận hành toàn bộ hệ thống hỗ trợ kiểm soát môi trường và hỗ trợ sinh hoạt trên trạm vũ trụ quốc tế. Do đó, việc tìm kiếm các hệ thống thay thế có thể được sử dụng trên mặt trăng và trên các chuyến đi tới sao hỏa đang diễn ra. Một khả năng là sử dụng năng lượng mặt trời rất phong phú trong không gian và sử dụng trực tiếp nó để sản xuất oxy và tái chế carbon dioxide chỉ trong một thiết bị duy nhất. Thiết bị như vậy chỉ cần nước làm nguồn đầu vào duy nhất
Tương tự quá trình quang hợp đang diễn ra trong tự nhiên, điều đó sẽ loại bỏ các thiết lập phức tạp nơi hai quá trình thu hoạch ánh sáng và sản xuất hóa học được tách biệt, như trên trạm vũ trụ quốc tế. Điều này thật thú vị vì nó có thể làm giảm trọng lượng và khối lượng của hệ thống, hai tiêu chí chính để khám phá không gian. Nhưng nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta có thể sử dụng nhiệt lượng bổ sung được giải phóng trong quá trình thu năng lượng mặt trời trực tiếp để kích hoạt các phản ứng hóa học, từ đó làm tăng tốc chúng. Hơn nữa, việc dây điện phức tạp và bảo trì có thể được giảm thiểu đáng kể. Các nhà khoa học đã tạo ra một khung lý thuyết để phân tích và dự đoán hiệu suất của các thiết bị quang hợp nhân tạo tích hợp như vậy cho các ứng dụng trên mặt trăng và sao hỏa. Thay vì chất diệp lục, chất chịu trách nhiệm hấp thụ ánh sáng ở thực vật và tảo, các thiết bị này sử dụng vật liệu bán dẫn có thể được phủ trực tiếp bằng chất xúc tác kim loại đơn giản, hỗ trợ phản ứng hóa học mong muốn. Phân tích của các nhà khoa học cho thấy rằng các thiết bị như vậy thực sự có thể được sử dụng để bổ sung các công nghệ hỗ trợ sự sống hiện có, chẳng hạn như thiết bị sản xuất oxy được sử dụng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Điều này đặc biệt đúng khi kết hợp với các thiết bị tập trung năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho các phản ứng, về cơ bản là những tấm gương lớn tập trung ánh sáng mặt trời tới. Có cách tiếp cận khác nữa, ví dụ chúng ta có thể sản xuất oxy trực tiếp từ đất mặt trăng, nhưng điều này yêu cầu nhiệt độ cao để hoạt động. Mặt khác, các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể hoạt động ở nhiệt độ phòng, với áp suất được tìm thấy trên sao hỏa và mặt trăng. Điều đó có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trực tiếp trong môi trường sống và sử dụng nước làm nguồn tài nguyên chính. Điều này đặc biệt thú vị với sự hiện diện của nước đá trong miệng núi lửa Shackleton trên mặt trăng. Đây là địa điểm hạ cánh dự kiến trong các sứ mệnh trên mặt trăng trong tương lai. Trên sao hỏa, khí quyển chiếm gần 96% carbon dioxide, dường như lý tưởng cho một thiết bị quang hợp nhân tạo. Nhưng cường độ ánh sáng trên hành tinh đỏ yếu hơn so với trái đất do khoảng cách lớn hơn tới mặt trời. Vì vậy, điều này sẽ đặt ra một vấn đề. Các nhà khoa học đã thực sự tính toán được cường độ ánh sáng mặt trời có sẵn trên sao hỏa và chứng minh rằng chúng ta có thể sử dụng các thiết bị như vậy ở đó, mặc dù gương mặt trời trở nên càng quan trọng hơn. Việc sản xuất oxy và các hóa chất khác một cách hiệu quả và đáng tin cậy, cũng như tái chế carbon dioxide trên tàu vũ trụ và trong các môi trường sống, là một thách thức to lớn mà chúng ta cần phải nắm vững cho các sứ mệnh không gian dài hạn. Các hệ thống phân giải điện ly hiện có hoạt động ở nhiệt độ cao, đòi hỏi một lượng lớn năng lượng đầu vào, và các thiết bị chuyển đổi carbon dioxide thành oxy trên sao hỏa vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, cho dù chúng có dựa trên quá trình quang hợp hay không. Vì vậy, một vài năm nghiên cứu chuyên sâu là cần thiết để có thể sử dụng công nghệ này trong không gian. Sao chép những phần cơ bản từ quang hợp tự nhiên có thể mang lại cho chúng ta một số lợi thế, giúp chúng ta hiện thực hóa chúng trong tương lai. Với công nghệ này, lợi nhuận sẽ là rất lớn. Ví dụ, chúng ta thực sự có thể tạo ra bầu khí quyển nhân tạo trong không gian và sản xuất các chất hóa học mà chúng ta cần cho các nhiệm vụ dài hạn, chẳng hạn như phân bón, polymer hoặc dược phẩm. Ngoài ra, những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta có được từ việc thiết kế và chế tạo các thiết bị này có thể giúp chúng ta đáp ứng thách thức về năng lượng xanh trên trái đất. Chúng ta đủ may mắn để có thực vật và tảo để sản xuất oxy, nhưng các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu dựa trên hydro hoặc carbon, mở ra một phương pháp xanh để sản xuất các chất hóa học giàu năng lượng mà chúng ta có thể lưu trữ và sử dụng trong vận chuyển. Việc khám phá không gian và nền kinh tế năng lượng trong tương lai của chúng ta có một mục tiêu dài hạn rất giống nhau, đó là tính bền vững. Và các thiết bị quang hợp nhân tạo cũng có thể trở thành một phần quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này. Với những nghiên cứu và phát triển tiếp theo, hy vọng rằng chúng ta có thể khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ quang hợp nhân tạo, góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho con người và hành tinh chúng ta. Sự tìm kiếm và phát triển công nghệ quang hợp nhân tạo không chỉ đơn thuần là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật, mà còn là một bước tiến vượt bậc trong việc đảm bảo cuộc sống và sự tồn tại của chúng ta trên các hành tinh khác và trên trái đất. Việc tạo ra không khí nhân tạo và sản xuất các chất hóa học cần thiết trong không gian mở ra những cơ hội không gian mới mà trước đây chúng ta chỉ có thể ước mơ. Chúng ta có thể khám phá và thăm dò những hành tinh xa xôi, loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ trái đất và định cư ở những nơi trước đây được coi là không thể. Ngoài ra, công nghệ quang hợp nhân tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng trên trái đất.
Chúng ta đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên, và việc tìm kiếm nguồn năng lượng sạch và bền vững là vô cùng quan trọng. Bằng cách sử dụng công nghệ quang hợp nhân tạo, chúng ta có thể tạo ra các nguồn năng lượng xanh và các chất hóa học từ ánh sáng mặt trời, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Như các bạn đã biết, khoảng cách giữa các ngôi sao cũng như khoảng cách giữa các thiên hà với nhau là vô cùng lớn. Nếu như loài người muốn trở thành sinh vật liên sao hay liên ngân hà, hiển nhiên ta sẽ phải tự di chuyển quãng đường rất xa, hàng năm ánh sáng, thậm chí là hàng triệu năm ánh sáng, để tới được một hành tinh có thể hỗ trợ sự sống ở một thái dương hệ khác hay một thiên hà xa xôi nào đó. Và mới đây, các nhà thiên văn học đã đưa hệ sao Proxima Centauri thành ứng cử viên sáng giá nhất cho công cuộc du hành liên sao đầu tiên của loài người. Vậy, cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên đường sang hệ sao Proxima Centauri? Proxima Centauri là một sao lùn đỏ nằm cách hệ mặt trời, xấp xỉ 4,25 ánh sáng trong chòm sao bán nhân mã, và đây là ngôi sao gần hệ mặt trời nhất từng được phát hiện. Trong hệ sao Proxima Centauri, có vài ngoại hành tinh có tiềm năng trở thành trái đất thứ hai, đặc biệt là hành tinh Proxima Centauri B với quãng đường 4,25 ánh sáng. Nếu chúng ta sử dụng tàu Apollo 11, thứ đã đưa con người lên mặt trăng, bay với tốc độ 40.000 km/h, bằng vận tốc này, ta sẽ tới được Proxima Centauri trong vòng hơn 100.000 năm. Nhưng may mắn thay, tàu vũ trụ đã nhanh hơn trước nhiều. Đơn cử, thiết bị thăm dò mặt trời, tàu Parker Solar Probe được phóng vào ngày 12 tháng 8 năm 2018, trong tương lai có thể bay với tốc độ hơn 700.000 km/h, khoảng 0,067% tốc độ ánh sáng. Với tốc độ này, một chuyến hành trình liên sao tới hành tinh Proxima Centauri B vẫn sẽ mất 6.300 năm. Vậy rốt cuộc cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên hành trình dài như vậy? Nếu tính tuổi trung bình của con người là 70 tuổi, 6.300 năm sẽ tương đương với 90 thế hệ người. Nhưng không dễ để chọn ra được phi hành đoàn đầu tiên trên chuyến hành trình lịch sử này. Những yếu tố quan trọng bao gồm lượng nam giới và phụ nữ có trong đoàn, độ tuổi và tuổi thọ của họ, tỷ lệ có con thành công và sức chứa của con tàu, và nhiều hơn nữa. Các yếu tố khác bao gồm độ tuổi sinh sản, một cặp đôi có ý định có con sẽ gần huyết thống tới giới hạn nào, số lượng con mà họ có thể có là bao nhiêu. Sau khi tính toán được những yếu tố trên, các nhà nghiên cứu sử dụng thuật toán có tên Heritage để tiến hành giả lập một sứ mệnh du hành liên sao với nhiều thế hệ người. Đầu tiên, thuật toán sẽ tạo ra một phi hành đoàn với chất lượng như đã nêu ở dữ liệu đầu vào, rồi sẽ cho tiến hành thử nghiệm trên lý thuyết. Quá trình này đã bao gồm cả việc qua đời tự nhiên, lẫn chết vì tai nạn mỗi năm để xem số lượng phi hành đoàn cần là bao nhiêu để có thể tiếp tục sinh sản thế hệ mới. Trong số thành viên phi hành đoàn, thuật toán sẽ chọn hai người ngẫu nhiên thuộc hai giới tính khác nhau và tính toán tỷ lệ có con của họ. Và dựa trên khả năng sinh sản của mỗi người và các giới hạn liên quan tới quan hệ cận huyết, nếu như tỷ lệ có thai là cao, thuật toán sẽ tạo ra một thành viên phi hành đoàn mới và lặp lại vòng này cho tới khi phi hành đoàn chết hẳn hoặc tới được hệ sao Proxima Centauri sau 6.300 năm. Mỗi một lần chạy sứ mệnh lịch sử này, thuật toán sẽ đưa thêm vào một sự kiện thảm họa gì đó, như một dịch bệnh bí ẩn, một cú va chạm với thiên thể vũ trụ hoặc một tai nạn bất kỳ, nhằm để giảm số lượng thành viên của phi hành đoàn đi 1/3. Thuật toán sẽ cho chạy mỗi sứ mệnh 100 lần để tìm ra tỷ lệ phi hành đoàn với số lượng người nhất định sống sót được suốt 6.300 năm. Và theo thuật toán Heritage, tỷ lệ thành công không chạm mốc 100% cho tới khi phi hành đoàn có tổng cộng 98 người, tức là 49 cặp đôi. Lúc này ta có thể khẳng định rằng, dưới các yếu tố có trong thử nghiệm, một phi hành đoàn với 98 người sẽ là điều kiện tối thiểu để đi hết chuyến hành trình 6.300 năm tới hành tinh Proxima Centauri B.
có thể coi đây là bài giả lập làm nền móng cho các bài thử chi tiết hơn sau này. Đầu tiên, tỷ lệ có con thành công sẽ khác biệt trong môi trường vũ trụ. Tỷ lệ để một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ thấp hơn do những ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ. Tỷ lệ xảy ra những thảm họa sẽ còn thấp hơn những xung đột xã hội có thể có khi cộng đồng cả trăm người sống cùng nhau trong một con tàu vũ trụ. Một thuật toán heritage tiên tiến hơn có thể sẽ khắc phục những yếu tố này, chạy lại một loạt những thử nghiệm mới để ta có những con số chính xác hơn. Lần đầu tiên, phát hiện ánh sáng có thể từ vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo Space, các nhà thiên văn học có thể đã lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng từ hai hố đen va chạm. Các hố đen vũ trụ hoàn toàn tối và do đó không thể quan sát bằng các kính thiên văn phát hiện ánh sáng. Cho đến nay, cách duy nhất để các nhà thiên văn có thể quan sát các hố đen va chạm là nghiên cứu các sóng hấp dẫn thu được. Sóng hấp dẫn là những dao động trong cấu trúc thời gian không gian được tạo ra bởi những va chạm mạnh giữa các thiên thể có khối lượng lớn nhất như hố đen và neutron. Kể từ lần đầu tiên phát hiện sóng hấp dẫn vào năm 2015, các nhà khoa học đã quan sát sóng hấp dẫn, tìm hiểu nguồn gốc và các vật thể va chạm có thể đã tạo ra chúng. Vì các hố đen có lực hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra, nên chúng rất khó quan sát và các nhà thiên văn học vẫn chưa xác định được bằng mắt thường về một vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo một tuyên bố từ NASA, trong khi các hố đen hoàn toàn tối, có những giả thuyết cho rằng các vụ va chạm hoặc hợp nhất giữa các hố đen có thể tạo ra tín hiệu ánh sáng xuyên qua một vật chất bao quanh chúng bằng cách khiến vật chất phát xạ. Một nhóm các nhà thiên văn học sử dụng cơ sở Zwicky Chanzen, gọi tắt là ZTF, tại đài quan sát Palma ở California cho rằng họ có thể đã phát hiện ra một tín hiệu ánh sáng như vậy. Sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự hợp nhất giữa các hố đen được các nhà khoa học phát hiện vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 bằng cách sử dụng hai thiết bị dò sóng hấp dẫn khác nhau. Sóng hấp dẫn mà họ phát hiện bắt nguồn từ một sự kiện va chạm được đặt tên là GW19052-1G. Các nhà khoa học cho rằng GW19052-1G có thể là vụ va chạm giữa hai hố đen. Các nhà thiên văn học đã sử dụng ZTF để quan sát vũ trụ và tìm kiếm tín hiệu ánh sáng từ vụ va chạm này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên ánh sáng được sử dụng để làm bằng chứng về việc hai hố đen va chạm và tạo ra sóng hấp dẫn. Thí nghiệm thuyết tương đối trên một ngôi sao gần siêu hố đen, một lần nữa Einstein lại đúng. Bằng cách phân tích lực hấp dẫn của một hố đen khổng lồ nằm ở trung tâm giải ngân hà lên một ngôi sao gần đó, các nhà thiên văn học đã cho thấy lý thuyết về không gian và thời gian mô tả lực hấp dẫn của Einstein vẫn chính xác. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, lực hấp dẫn bắt nguồn từ sự uốn cong của không gian và thời gian. Khối lượng vật thể càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh. Các nhà khoa học kiểm chứng phần lớn thuyết tương đối rộng trong các trường hấp dẫn yếu, chẳng hạn như trái đất hay hệ mặt trời. Trong các trường hấp dẫn mạnh hơn như siêu hố đen, nằm trong tâm hầu hết thiên hà lớn, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự tham gia của thuyết tương đối rộng có thể đưa ra lý thuyết mới, giúp giải thích những bí ẩn của vũ trụ như vật chất tối và năng lượng tối. Theo giáo sư thiên văn học Andrea Ghez tại Đại học California, Los Angeles và đồng tác giả nghiên cứu cho biết, Einstein vẫn đúng, ít nhất là đến lúc này. Những quan sát của chúng tôi đều tương đồng với thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, thuyết của ông vẫn có nhược điểm. Nó chưa thể giải thích hoàn toàn lực hấp dẫn trong một hố đen. Đến lúc nào đó, chúng ta phải tìm ra một thuyết mới về lực hấp dẫn để giải thích rõ hơn hố đen là gì. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà thiên văn học chọn hố đen siêu lớn là Sagittarius A sao nằm tại trung tâm giải ngân hà, nặng hơn mặt trời 4 triệu lần với đường kính khoảng 23,6 triệu km. Các nhà khoa học theo dõi sao S02 từ năm 2018, thời điểm nó nằm gần Sagittarius A sao nhất trong quỹ đạo 16 năm ánh sáng. Khoảng cách gần nhất từ ngôi sao đến hố đen là 120 đơn vị thiên văn, một đơn vị thiên văn tương đương khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời, khoảng 150 triệu km. Sử dụng đài thiên văn Keck, đài thiên văn Remini và kính viễn vọng Subaru ở Hawaii, các nhà thiên văn học đã theo dõi quỹ đạo hoàn chỉnh của S02 trong không gian 3 chiều, kết hợp chúng với các phép đo đạc trong 24 năm. Các nhà nghiên cứu kiểm tra một dự đoán của thuyết tương đối rộng gọi là dịch chuyển đỏ do hấp dẫn, gravitation recipe, sự dịch chuyển màu của quang phổ ánh sáng theo xu hướng đỏ hơn dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Kết quả cho thấy,
Quang phổ ánh sáng từ sao S02 dịch chuyển sang đỏ khi đi qua lực hấp dẫn từ hố đen Sagittarius xa sao, phù hợp với thuyết tương đối. Theo Tuấn Đỗ, nhà vật lý thiên văn học, Đại học California, Los Angeles cho biết, những thí nghiệm này mở ra cánh cửa cho khả năng kiểm tra bản chất của lực hấp dẫn bằng cách tận dụng quỹ đạo các ngôi sao xung quanh những siêu hố đen nằm ở trung tâm thiên hà. Khả năng này từng được đề cập từ lâu trong lý thuyết, nhưng cuối cùng chúng ta đã làm được. Nghiên cứu trên sao S02 là nghiên cứu đầu tiên trong nhiều nghiên cứu về thuyết tương đối, dự tính thực hiện trên các ngôi sao gần siêu hố đen Sagittarius xa sao. Một trong những ngôi sao khác cũng nằm trong kế hoạch thí nghiệm là S0102, với quỹ đạo ngắn nhất trong số gần 3.000 ngôi sao nằm gần hố đen siêu lớn, tương đương 11,5 năm. Bên trong tàu vũ trụ, phi hành gia hẹn giờ và tự khóa mình bên trong khoang lạnh và chìm vào một giấc ngủ sâu sẽ đưa họ vượt hàng trăm năm mà không hề già đi. Một cảnh quen thuộc trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng liệu việc này có trở thành hiện thực? Các nhà nghiên cứu quan tâm đến câu hỏi này đã bắt đầu với thế giới động vật, nơi mà ngủ đông khá phổ biến, xảy ra trên 200 loài. Quá trình ngủ đông diễn ra từ hàng triệu năm trước. Cả ba nhóm động vật có vú chính đều phát triển khả năng này và chúng tiến hóa riêng rẽ cách đây hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, dường như con người đã đánh mất những yếu tố quan trọng nhất để có thể ngủ đông. Ví dụ, trái tim con người không thể hoạt động nếu thân nhiệt quá thấp. Nhịp tim được kiểm soát bởi lượng canxi, nếu có quá nhiều canxi, tim sẽ ngừng hoạt động. Dưới một ngưỡng nhiệt nhất định, trái tim con người không thể loại bỏ lượng canxi thừa, gây ra hiện tượng trụy tim. Vậy tại sao những động vật này lại ngủ đông? Ngủ đông là rất cần thiết, đó là thủ thuật để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khi sự khan hiếm thức ăn và nước đe dọa tới sự sinh tồn. Trước đây, các chuyên gia tin rằng ngủ đông chỉ xảy ra ở môi trường hàn và ôn đới. Gần đây, họ đã khám phá ra những loài động vật ngủ đông ngay cả ở hoang mạc khô cằn và rừng nhiệt đới. Ngay khi quá trình ngủ đông bắt đầu, nhịp tim của các loài động vật giảm còn 1-3% so với thông thường, như là loài vượn cáo. Nhịp tim thông thường từ xấp xỉ 180 nhịp mỗi phút xuống còn khoảng 4 nhịp mỗi phút. Nhịp thở cũng giảm xuống chỉ 1 nhịp mỗi 10-21 phút. Và ở hầu hết động vật ngủ đông, không thải chất thải trong suốt quá trình ngủ. Theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, ngủ đông nhằm giảm tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể. Khi ngủ đông, não gần như không hoạt động, rơi vào trạng thái lờ đờ. Ngủ đông không phải là một giấc ngủ suốt mùa đông dài. Các loài động vật có thể ở trong trạng thái lờ đờ từ vài ngày đến 5 tuần. Sau đó, chúng hồi phục tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể bình thường trong khoảng 24 giờ trước khi tiếp tục trở lại trạng thái lờ đờ. Lý do vì sao có hiện tượng thức dậy giữa quãng vẫn còn là một bí ẩn. Những thay đổi cơ thể trong quá trình ngủ đông này, như ngủ trong 5 tuần hay nhiệt độ cơ thể giảm xuống gần như đóng băng, sẽ là đòn chí tử đối với những loài không có khả năng ngủ đông như con người. Trái với những gì chứng kiến trên phim ảnh, đây có thể là một trở ngại mãi mãi nằm ngoài tầm với của nhân loại. Mỗi năm, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ USD được dành cho việc nghiên cứu tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và cách để chúng ta đặt chân đến một hành tinh xa xôi nào đó. Đó không phải là mong muốn viển vông việc con người đặt chân được đến mặt trăng, chế tạo được những thiết bị máy móc hiện đại như tàu vũ trụ để khám phá sao hỏa, cho thấy những thành tựu trong tiến trình khám phá và chinh phục vũ trụ của chúng ta. Một trong những phương thức quen thuộc trong các phim khoa học viễn tưởng để con người di chuyển vào không gian sâu đến một hành tinh khác là đưa cơ thể về chế độ ngủ đông. Phi hành gia sẽ bước vào trong một thiết bị giống như kén. Sau đó, nhờ các kỹ thuật khoa học, cơ thể liền ngủ một mạch từ vài tháng đến vài năm. Khi tàu đáp xuống hành tinh mới, phi hành gia sẽ tỉnh dậy. Ở trạng thái ngủ giống như ngủ đông này, sự trao đổi chất giảm xuống tới mức tối thiểu và điều quan trọng là tâm trí các phi hành gia cũng không còn cảm giác buồn chán khi phải chờ đợi suốt nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm trời. Trên thực tế, tiền đề để đưa các phi hành gia vào trạng thái ngủ đông có cảm giác như hoàn toàn nằm trong tầm tay, để ngay cả cơ quan vũ trụ châu Âu cũng đang nghiêm túc xem xét tính chất khoa học đằng sau khái niệm này.
Tuy nhiên, điều gì cũng phải nhìn vào thực tế. Các nhà khoa học tại Chile khẳng định rằng đó chỉ là ảo mộng viển vông, chỉ có trong phim. Điểm cốt lõi trong một nghiên cứu mới đây của ba nhà nghiên cứu đến từ Chile đã hé lộ một rào cản toán học trong việc biến giấc ngủ đông của con người thành hiện thực thông qua việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa khối lượng cơ thể và tiêu hao năng lượng ở động vật có vú khi ngủ đông. Trở ngại này thậm chí khiến ý tưởng mãi mãi nằm ngoài tầm với của chúng ta. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mức độ trao đổi chất tối thiểu cho phép các tế bào tồn tại trong điều kiện nhiệt độ thấp và ít oxy là không đủ để đảm bảo. Nói cách khác, đối với những động vật tương đối nặng như chúng ta, khả năng tiết kiệm năng lượng mà chúng ta có thể mong đợi khi bước vào trạng thái ngủ đông hay ngủ sâu sẽ không thực sự đáng kể. Đó là chưa kể tới những tác hại của việc làm suy giảm trao đổi chất của các phi hành gia có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Ở một số loài động vật nhỏ bé, ngay cả trong trạng thái ngủ đông, chúng vẫn có thể mất tới hơn 1/4 trọng lượng cơ thể do đốt cháy năng lượng dự trữ. Đối với con người, con số này thậm chí còn lớn hơn. Từ thực tế này, Roberto S. Nespolo, tác giả chính của nghiên cứu cho rằng chúng ta tốt hơn hết là nên ngủ theo cách thông thường. Khái niệm ngủ đông thường gợi đến hình ảnh một con gấu tự nhốt mình trong hang để ngủ, đợi thời gian trôi qua sau một mùa đông dài. Tuy nhiên, thực tế dù gấu gần như ngừng hoạt động trong vài tháng dài, nhưng mức độ ngủ đông của chúng vẫn không hiệu quả như giấc ngủ đông thực sự của các loài sinh vật nhỏ hơn như sóc đất hay rơi. Ở những động vật này, nhiệt độ cơ thể của chúng giảm mạnh, sự trao đổi chất gần như bằng không, nhịp tim và nhịp thở đều chậm lại. Quá trình này có thể giảm tiêu thụ năng lượng tới 98% trong một số trường hợp, từ đó loại bỏ nhu cầu đi săn hoặc kiếm ăn. Tuy nhiên, như đã nêu trên, đó là một câu chuyện khác với động vật có vú. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc mở rộng mối quan hệ giữa sự trao đổi chất tích cực và khối lượng tạo ra đã đi tới luận điểm mà tại đó, ngủ đông không thực sự tiết kiệm nhiều năng lượng cho những con thú lớn hơn mà mang lại nhiều tác động tiêu cực. Gấu là loài động vật có vú hiếm hoi có thể ngủ đông ở mức hiệu quả. Khi chúng ngủ, nhịp thở của gấu rơi vào khoảng 50 nhịp mỗi phút. Vào lúc lạnh nhất của mùa đông, nhịp thở giảm xuống cực sâu, chỉ còn 4 đến 5 lần mỗi phút. Toàn bộ hoạt động cơ thể của gấu dừng lại, thế mà khi xuân đến, chúng tỉnh dậy và cơ thể vẫn vẹn nguyên. Các nhà khoa học cho rằng nếu con người nằm ngủ ở điều kiện tương tự, ta sẽ mất cả xương và cơ rất nhanh. Có một điều, trước cả khi gấu ngủ đông, chúng cũng đã hoàn thành được một kỳ tích sinh học khác, đó là chúng cần béo lên đến mức cực kỳ nguy hiểm. Đối với con người, nếu béo tới mức đó, cơ thể sẽ bị thương tổn không phục hồi được nữa. Ngoài ra khi ngủ đông, việc làm mát cơ thể, giảm nhịp tim và nhịp thở, cũng như làm suy giảm sự trao đổi chất một cách cưỡng ép, cũng có thể không mang lại một kết quả mà chúng ta mong đợi. Tuy vậy, dù kết quả nghiên cứu hiện tại cho đó là điều không thể, chúng ta hãy vẫn cứ hy vọng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, khi con người đã sở hữu những công nghệ cực kỳ tân tiến, thì có lẽ giấc ngủ đông sẽ không còn là khoa học viễn tưởng nữa, giống như cách mà con người đã đặt chân lên mặt trăng. Trong thời đại của chúng ta, nhân loại đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự gia tăng dân số, sự suy thoái môi trường và những nguy cơ về an ninh toàn cầu đã khiến cho con người phải đối mặt với những bài toán khó khăn để giải quyết. Trong bối cảnh này, việc khám phá và khai thác tài nguyên trên các hành tinh khác đã trở thành một mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu và phát triển khoa học. Đã từ rất lâu, con người luôn ấp ủ ước mơ về việc khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác trong vũ trụ. Đây có thể được xem như một trong những tham vọng lớn nhất của loài người. Với tình yêu và sự tò mò muốn khám phá những điều mới mẻ, con người đã không ngừng nỗ lực và đầu tư mạnh mẽ để có thể chinh phục những hành tinh xa xôi ấy. Đó là khát vọng cao cả mà chúng ta chỉ có thể thực hiện nếu chúng ta đứng vững và đoàn kết với nhau.
Thực tế, để có thể xâm chiếm một hành tinh khác, chúng ta cần phải đạt được những tiến bộ to lớn về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chúng ta cần phải tìm hiểu và hiểu rõ về các điều kiện sống của các hành tinh khác, từ các hành tinh gần nhất cho đến những hành tinh xa xôi nằm bên ngoài Thái Dương hệ. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, con người cần bao lâu để có thể thực hiện được việc này? Con người có thể tới sao hỏa sau vài chục năm, nhưng mất tới hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn năm để đến hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX, muốn có một thành phố triệu dân trên sao hỏa vào năm 2050. Mục tiêu này nghe có vẻ rất tham vọng vì con người chưa từng đặt chân lên bề mặt sao hỏa. Vậy con người sẽ mất bao lâu để xâm chiếm một hành tinh khác? Liệu con người có thể xâm chiếm các thiên thể nằm ngoài hệ mặt trời không? Câu trả lời cho những câu hỏi này tùy thuộc vào đích đến. Với sao hỏa, vài thập kỷ không hẳn là phi thực tế. Theo Serkan Saydam, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vũ trụ Australia, giáo sư tại Đại học New South Wales cho biết, việc thuộc địa hóa sao hỏa có thể khả thi trong vài thập kỷ. Tôi tin rằng, vào năm 2050, chúng ta sẽ có một thuộc địa của con người trên sao hỏa. Theo Saydam, điều quan trọng đầu tiên khi thiết lập thuộc địa sao hỏa là nước và nước có thể chiết xuất từ băng và khoáng chất ngậm nước. Ông cho rằng nước sẽ thúc đẩy nông nghiệp và khả năng trồng thực phẩm trên sao hỏa. Trong khi đó, hydro từ băng và các khoáng chất có thể được dùng làm nguồn năng lượng cho tên lửa. Các nhà khoa học khác không lạc quan như vậy. Kỹ sư du hành vũ trụ Louis Friedman, người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Planetary Society cho rằng việc thuộc địa hóa sao hỏa khó xảy ra trong tương lai gần. Rachel Siler, nhà khoa học thần kinh tại Đại học Florida, người từng làm việc với các phi hành NASA, nghĩ việc này có vẻ viển vông. Tuy nhiên, nhân loại có thể sẽ đến sao hỏa trong vài thập kỷ nữa. Trung Quốc dự định bắt đầu đưa phi hành đoàn tới sao hỏa năm 2033, trong khi mục tiêu của NASA là cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040. Sau khi con người đến hành tinh đỏ, bước tiếp theo có thể là xây dựng thuộc địa. Thuộc địa đòi hỏi mức độ tự cung tự cấp nhất định, nhưng không cần hoàn toàn độc lập với trái đất. Saydam so sánh sao hỏa với một hòn đảo xa xôi và thỉnh thoảng vẫn cần nhập đồ. Ông nói, đa số thiết bị và công cụ sẽ được vận chuyển từ trái đất. Tôi không nghĩ bạn có thể sản xuất một chiếc xe tải trên bề mặt sao hỏa. Thuộc địa sao hỏa sẽ cần triển khai một hoạt động nào đó để duy trì về mặt tài chính. Du lịch vũ trụ là một lựa chọn, nhưng Saydam cho rằng khai thác khoáng sản là chìa khóa để thuộc địa hóa thành công. Dù là lựa chọn thực tế nhất để định cư ngoài trái đất, sao hỏa không hẳn là hành tinh phù hợp nhất với con người. Hơn 95% khí quyển sao hỏa là CO2, khí hậu rất lạnh với nhiệt độ trung bình khoảng âm 60 độ C, tàu vũ trụ từ trái đất phải mất khoảng 8,5 tháng mới tới sao hỏa và còn bị bức xạ tấn công nữa. Gần như chắc chắn sẽ có những ngoại hành tinh bên ngoài hệ mặt trời thân thiện hơn với con người. Vấn đề là chúng quá xa. Con người vẫn chưa thể đưa tàu vũ trụ nào tới ngoại hành tinh. Các tàu hiếm hoi thoát khỏi hệ mặt trời là bộ đôi tàu Voyager 1 và Voyager 2. Chúng lần lượt mất 35 năm và 41 năm để tới vùng không gian liên sao, trong khi đó các ngoại hành tinh ở xa hơn nhiều. Theo nhà vật lý thiên văn hố đen Frederick Marin tại đài quan sát Strasbourg thuộc Đại học Strasbourg cho biết, với công nghệ hiện nay, chúng ta phải mất vài chục nghìn năm mới tiếp cận được ngoại hành tinh gần nhất. Thời gian di chuyển này có thể khiến việc xâm chiếm ngoại hành tinh nghe có vẻ bất khả thi. Nhưng Marin từng chạy mô phỏng máy tính cho việc du hành liên sao và hy vọng thời gian di chuyển sẽ giảm mạnh trong tương lai gần nhờ các tàu vũ trụ nhanh hơn. Marin nói, chúng tôi biết rằng trong khoa học, cứ sau mỗi 100 năm, vận tốc của phương tiện đẩy có thể tăng gấp 10 lần. Như vậy, thời gian di chuyển đến các ngoại hành tinh có thể giảm dần từ hàng chục nghìn năm xuống còn hàng nghìn năm, sau đó là hàng trăm năm. Marin đưa ra kịch bản giả định về việc tiếp cận một ngoại hành tinh ở được với con người trong vòng 500 năm. Hành trình kéo dài hàng thế kỷ này vẫn đòi hỏi nhiều thế hệ người điều khiển tàu vũ trụ, hầu hết sẽ không kịp thấy ngoại hành tinh bị thuộc địa hóa này. Các mô phỏng của Marin cho thấy khoảng 500 người là dân số khởi đầu phù hợp cho một con tàu đa thế hệ như vậy. Tuy nhiên, phi hành đoàn sẽ đối phó với việc sống suốt đời trên tàu như thế nào, con cháu của họ sẽ sống ra sao khi sinh ra và lớn lên trong tàu du hành liên sao. Điều này cũng dẫn đến những lo ngại về đạo đức. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và những thách thức khác trên trái đất có nguy cơ đẩy loài người đến tình trạng tuyệt chủng trước khi kịp du hành liên sao và xâm chiếm các ngoại hành tinh.
Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn bởi trong thế giới hiện đại của chúng ta, những khám phá và công nghệ mới được phát triển liên tục, mang đến cho con người những cơ hội vô tận để tìm hiểu và khám phá các hành tinh xa xôi khác trong vũ trụ. Với mục tiêu lớn lao và tham vọng xâm chiếm hành tinh khác, con người đã đưa ra những dự đoán và ước tính về thời gian cần thiết để có thể hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, việc xâm chiếm hành tinh khác không chỉ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và kinh tế, mà còn đòi hỏi sự đoàn kết của toàn bộ nhân loại. Việc xâm chiếm hành tinh khác đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những quyết định cân bằng và đúng đắn. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các hậu quả của hành động mà mình thực hiện và có một kế hoạch rõ ràng và chi tiết để đảm bảo sự an toàn và thành công trong quá trình này. Cùng với những thách thức và rủi ro, việc xâm chiếm hành tinh khác cũng mang lại những hy vọng và tiềm năng to lớn cho tương lai của loài người. Việc khám phá và tìm hiểu về các hành tinh xa xôi khác có thể mang lại cho chúng ta vô vàn những kiến thức mới về vũ trụ và giúp mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại. Và trong tương lai, nếu chúng ta có đủ nghiêm túc và quyết tâm, không có gì là không thể. Con người có thể khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác, mở ra những cánh cửa mới trong việc khám phá vũ trụ, tìm ra những giải pháp cho các vấn đề lớn của nhân loại. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ tất cả những gì tuyệt vời nhất của thế giới này để con người có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trong tương lai. Sự sống trên trái đất tồn tại nhờ quá trình quang hợp, một quá trình đã 2,3 tỷ năm tuổi. Phản ứng vô cùng hấp dẫn và vẫn chưa được hiểu đầy đủ này cho phép thực vật và các sinh vật khác thu được ánh sáng mặt trời, nước và carbon dioxide, trong khi chuyển đổi chúng thành oxy và năng lượng ở dạng đường. Quang hợp là một phần không thể thiếu trong hoạt động của trái đất mà chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi chúng ta nhìn xa hơn hành tinh của mình để tìm những nơi để khám phá và định cư, thì rõ ràng là quá trình này hiếm và có giá trị đến như thế nào. Những tiến bộ gần đây trong việc tạo ra quá trình quang hợp nhân tạo có thể là chìa khóa để con người tồn tại và xâm chiếm các thế giới ngoài trái đất. Nhu cầu của con người về oxy làm cho việc du hành không gian trở nên khó khăn. Hạn chế về nhiên liệu giới hạn lượng oxy chúng ta có thể mang theo, đặc biệt là nếu chúng ta muốn thực hiện các chuyến đi xa tới mặt trăng và sao hỏa. Một chuyến đi một chiều tới sao hỏa thường mất khoảng 2 năm, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dễ dàng gửi các nguồn tài nguyên từ trái đất. Hiện đã có các phương pháp để sản xuất oxy bằng cách tái chế carbon dioxide trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Hầu hết oxy trên trạm vũ trụ quốc tế được tạo ra từ quá trình gọi là phân giải điện ly, sử dụng điện từ các tấm pin mặt trời của trạm để phân tách nước thành khí hydro và khí oxy mà các nhà du hành hít thở. Ngoài ra, trạm vũ trụ quốc tế cũng có một hệ thống riêng biệt để chuyển đổi carbon dioxide mà các nhà du hành thở ra thành nước và methane. Nhưng những công nghệ này không đáng tin cậy, không hiệu quả, nặng nề và khó bảo trì. Ví dụ, quá trình sản xuất oxy yêu cầu khoảng 1/3 tổng năng lượng cần thiết để vận hành toàn bộ hệ thống hỗ trợ kiểm soát môi trường và hỗ trợ sinh hoạt trên trạm vũ trụ quốc tế. Do đó, việc tìm kiếm các hệ thống thay thế có thể được sử dụng trên mặt trăng và trên các chuyến đi tới sao hỏa đang diễn ra. Một khả năng là sử dụng năng lượng mặt trời rất phong phú trong không gian và sử dụng trực tiếp nó để sản xuất oxy và tái chế carbon dioxide chỉ trong một thiết bị duy nhất. Thiết bị như vậy chỉ cần nước làm nguồn đầu và duy nhất, tương tự quá trình quang hợp đang diễn ra trong tự nhiên, điều đó sẽ loại bỏ các thiết lập phức tạp nơi hai quá trình thu hoạch ánh sáng và sản xuất hóa học được tách biệt, như trên trạm vũ trụ quốc tế. Điều này thật thú vị vì nó có thể làm giảm trọng lượng và khối lượng của hệ thống, hai tiêu chí chính để khám phá không gian. Nhưng nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta có thể sử dụng nhiệt lượng bổ sung được giải phóng trong quá trình thu năng lượng mặt trời trực tiếp để kích hoạt các phản ứng hóa học, từ đó làm tăng tốc chúng. Hơn nữa, việc dây điện phức tạp và bảo trì có thể được giảm thiểu đáng kể. Các nhà khoa học đã tạo ra một khung lý thuyết để phân tích và dự đoán hiệu suất của các thiết bị quang hợp nhân tạo tích hợp như vậy cho các ứng dụng trên mặt trăng và sao hỏa. Thay vì chất diệp lục, chất chịu trách nhiệm hấp thụ ánh sáng ở thực vật và tảo, các thiết bị này sử dụng vật liệu bán dẫn có thể được phủ trực tiếp bằng chất xúc tác kim loại đơn giản
hỗ trợ phản ứng hóa học mong muốn. Phân tích của các nhà khoa học cho thấy rằng các thiết bị như vậy thực sự có thể được sử dụng để bổ sung các công nghệ hỗ trợ sự sống hiện có, chẳng hạn như thiết bị sản xuất oxy được sử dụng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Điều này đặc biệt đúng khi kết hợp với các thiết bị tập trung năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho các phản ứng, về cơ bản là những tấm gương lớn tập trung ánh sáng mặt trời tới. Có cách tiếp cận khác nữa, ví dụ chúng ta có thể sản xuất oxy trực tiếp từ đất mặt trăng, nhưng điều này yêu cầu nhiệt độ cao để hoạt động. Mặt khác, các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể hoạt động ở nhiệt độ phòng, với áp suất được tìm thấy trên sao hỏa và mặt trăng. Điều đó có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trực tiếp trong môi trường sống và sử dụng nước làm nguồn tài nguyên chính. Điều này đặc biệt thú vị với sự hiện diện của nước đá trong miệng núi lửa Shackleton trên mặt trăng. Đây là địa điểm hạ cánh dự kiến trong các sứ mệnh trên mặt trăng trong tương lai. Trên sao hỏa, khí quyển chiếm gần 96% carbon dioxide, dường như lý tưởng cho một thiết bị quang hợp nhân tạo. Nhưng cường độ ánh sáng trên hành tinh đỏ yếu hơn so với trái đất do khoảng cách lớn hơn tới mặt trời. Vì vậy, điều này sẽ đặt ra một vấn đề. Các nhà khoa học đã thực sự tính toán được cường độ ánh sáng mặt trời có sẵn trên sao hỏa và chứng minh rằng chúng ta có thể sử dụng các thiết bị như vậy ở đó, mặc dù gương mặt trời trở nên càng quan trọng hơn. Việc sản xuất oxy và các hóa chất khác một cách hiệu quả và đáng tin cậy, cũng như tái chế carbon dioxide trên tàu vũ trụ và trong các môi trường sống, là một thách thức to lớn mà chúng ta cần phải nắm vững cho các sứ mệnh không gian dài hạn. Các hệ thống phân giải điện ly hiện có hoạt động ở nhiệt độ cao, đòi hỏi một lượng lớn năng lượng đầu vào, và các thiết bị chuyển đổi carbon dioxide thành oxy trên sao hỏa vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, cho dù chúng có dựa trên quá trình quang hợp hay không. Vì vậy, một vài năm nghiên cứu chuyên sâu là cần thiết để có thể sử dụng công nghệ này trong không gian. Sao chép những phần cơ bản từ quang hợp tự nhiên có thể mang lại cho chúng ta một số lợi thế, giúp chúng ta hiện thực hóa chúng trong tương lai. Với công nghệ này, lợi nhuận sẽ là rất lớn. Ví dụ, chúng ta thực sự có thể tạo ra bầu khí quyển nhân tạo trong không gian và sản xuất các chất hóa học mà chúng ta cần cho các nhiệm vụ dài hạn, chẳng hạn như phân bón, polymer hoặc dược phẩm. Ngoài ra, những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta có được từ việc thiết kế và chế tạo các thiết bị này có thể giúp chúng ta đáp ứng thách thức về năng lượng xanh trên trái đất. Chúng ta đủ may mắn để có thực vật và tảo để sản xuất oxy, nhưng các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu dựa trên hydro hoặc carbon, mở ra một phương pháp xanh để sản xuất các chất hóa học giàu năng lượng mà chúng ta có thể lưu trữ và sử dụng trong vận chuyển. Việc khám phá không gian và nền kinh tế năng lượng trong tương lai của chúng ta có một mục tiêu dài hạn rất giống nhau, đó là tính bền vững. Và các thiết bị quang hợp nhân tạo cũng có thể trở thành một phần quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này. Với những nghiên cứu và phát triển tiếp theo, hy vọng rằng chúng ta có thể khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ quang hợp nhân tạo, góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho con người và hành tinh chúng ta. Sự tìm kiếm và phát triển công nghệ quang hợp nhân tạo không chỉ đơn thuần là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật, mà còn là một bước tiến vượt bậc trong việc đảm bảo cuộc sống và sự tồn tại của chúng ta trên các hành tinh khác và trên trái đất. Việc tạo ra không khí nhân tạo và sản xuất các chất hóa học cần thiết trong không gian mở ra những cơ hội không gian mới mà trước đây chúng ta chỉ có thể ước mơ. Chúng ta có thể khám phá và thăm dò những hành tinh xa xôi, loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ trái đất và định cư ở những nơi trước đây được coi là không thể. Ngoài ra, công nghệ quang hợp nhân tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng trên trái đất. Chúng ta đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên, và việc tìm kiếm nguồn năng lượng sạch và bền vững là vô cùng quan trọng. Bằng cách sử dụng công nghệ quang hợp nhân tạo, chúng ta có thể tạo ra các nguồn năng lượng xanh và các chất hóa học từ ánh sáng mặt trời, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Như các bạn đã biết, khoảng cách giữa các ngôi sao cũng như khoảng cách giữa các thiên hà với nhau là vô cùng lớn.
Nếu như loài người muốn trở thành sinh vật liên sao hay liên ngân hà, hiển nhiên ta sẽ phải tự di chuyển quãng đường rất xa, hàng năm ánh sáng, thậm chí là hàng triệu năm ánh sáng, để tới được một hành tinh có thể hỗ trợ sự sống ở một thái dương hệ khác hay một thiên hà xa xôi nào đó. Và mới đây, các nhà thiên văn học đã đưa hệ sao Proxima Centauri thành ứng cử viên sáng giá nhất cho công cuộc du hành liên sao đầu tiên của loài người. Vậy, cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên đường sang hệ sao Proxima Centauri? Proxima Centauri là một sao lùn đỏ nằm cách hệ mặt trời, xấp xỉ 4,25 ánh sáng trong chòm sao bán nhân mã, và đây là ngôi sao gần hệ mặt trời nhất từng được phát hiện. Trong hệ sao Proxima Centauri, có vài ngoại hành tinh có tiềm năng trở thành trái đất thứ hai, đặc biệt là hành tinh Proxima Centauri B với quãng đường 4,25 ánh sáng. Nếu chúng ta sử dụng tàu Apollo 11, thứ đã đưa con người lên mặt trăng, bay với tốc độ 40.000 km/h, bằng vận tốc này, ta sẽ tới được Proxima Centauri trong vòng hơn 100.000 năm. Nhưng may mắn thay, tàu vũ trụ đã nhanh hơn trước nhiều. Đơn cử, thiết bị thăm dò mặt trời, tàu Parker Solar Probe được phóng vào ngày 12 tháng 8 năm 2018. Trong tương lai có thể bay với tốc độ hơn 700.000 km/h, khoảng 0,067% tốc độ ánh sáng. Với tốc độ này, một chuyến hành trình liên sao tới hành tinh Proxima Centauri B vẫn sẽ mất 6.300 năm. Vậy rốt cuộc cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên hành trình dài như vậy? Nếu tính tuổi trung bình của con người là 70 tuổi, 6.300 năm sẽ tương đương với 90 thế hệ người. Nhưng không dễ để chọn ra được phi hành đoàn đầu tiên trên chuyến hành trình lịch sử này. Những yếu tố quan trọng bao gồm lượng nam giới và phụ nữ có trong đoàn, độ tuổi và tuổi thọ của họ, tỷ lệ có con thành công và sức chứa của con tàu, và nhiều hơn nữa. Các yếu tố khác bao gồm độ tuổi sinh sản, một cặp đôi có ý định có con sẽ gần huyết thống tới giới hạn nào, số lượng con mà họ có thể có là bao nhiêu. Sau khi tính toán được những yếu tố trên, các nhà nghiên cứu sử dụng thuật toán có tên Heritage để tiến hành giả lập một sứ mệnh du hành liên sao với nhiều thế hệ người. Đầu tiên, thuật toán sẽ tạo ra một phi hành đoàn với chất lượng như đã nêu ở dữ liệu đầu vào, rồi sẽ cho tiến hành thử nghiệm trên lý thuyết. Quá trình này đã bao gồm cả việc qua đời tự nhiên, lẫn chết vì tai nạn mỗi năm để xem số lượng phi hành đoàn cần là bao nhiêu để có thể tiếp tục sinh sản thế hệ mới. Trong số thành viên phi hành đoàn, thuật toán sẽ chọn hai người ngẫu nhiên thuộc hai giới tính khác nhau và tính toán tỷ lệ có con của họ. Và dựa trên khả năng sinh sản của mỗi người và các giới hạn liên quan tới quan hệ cận huyết. Nếu như tỷ lệ có thai là cao, thuật toán sẽ tạo ra một thành viên phi hành đoàn mới và lặp lại vòng này cho tới khi phi hành đoàn chết hẳn hoặc tới được hệ sao Proxima Centauri sau 6.300 năm. Mỗi một lần chạy sứ mệnh lịch sử này, thuật toán sẽ đưa thêm vào một sự kiện thảm họa gì đó, như một dịch bệnh bí ẩn, một cú va chạm với thiên thể vũ trụ hoặc một tai nạn bất kỳ, nhằm để giảm số lượng thành viên của phi hành đoàn đi 1/3. Thuật toán sẽ cho chạy mỗi sứ mệnh 100 lần để tìm ra tỷ lệ phi hành đoàn với số lượng người nhất định sống sót được suốt 6.300 năm. Và theo thuật toán Heritage, tỷ lệ thành công không chạm mốc 100% cho tới khi phi hành đoàn có tổng cộng 98 người, tức là 49 cặp đôi. Lúc này ta có thể khẳng định rằng, dưới các yếu tố có trong thử nghiệm, một phi hành đoàn với 98 người sẽ là điều kiện tối thiểu để đi hết chuyến hành trình 6.300 năm tới hành tinh Proxima Centauri B. Có thể coi đây là bài giả lập làm nền móng cho các bài thử chi tiết hơn sau này. Đầu tiên, tỷ lệ có con thành công sẽ khác biệt trong môi trường vũ trụ. Tỷ lệ để một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ thấp hơn do những ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ. Tỷ lệ xảy ra những thảm họa sẽ còn thấp hơn những xung đột xã hội có thể có khi cộng đồng cả trăm người sống cùng nhau trong một con tàu vũ trụ. Một thuật toán Heritage tiên tiến hơn có thể sẽ khắc phục những yếu tố này, chạy lại một loạt những thử nghiệm mới để ta có những con số chính xác hơn. Lần đầu tiên, phát hiện ánh sáng có thể từ vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo Space, các nhà thiên văn học có thể đã lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng từ hai hố đen va chạm. Các hố đen vũ trụ hoàn toàn tối và do đó không thể quan sát bằng các kính thiên văn phát hiện ánh sáng. Cho đến nay, cách duy nhất để các nhà thiên văn có thể quan sát các hố đen va chạm là nghiên cứu các sóng hấp dẫn thu được.
Sóng hấp dẫn là những dao động trong cấu trúc thời gian không gian, được tạo ra bởi những va chạm mạnh giữa các thiên thể có khối lượng lớn nhất như hố đen và neutron. Kể từ lần đầu tiên phát hiện sóng hấp dẫn vào năm 2015, các nhà khoa học đã quan sát sóng hấp dẫn, tìm hiểu nguồn gốc và các vật thể va chạm có thể đã tạo ra chúng. Vì các hố đen có lực hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra, nên chúng rất khó quan sát và các nhà thiên văn học vẫn chưa xác định được bằng mắt thường về một vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo một tuyên bố từ NASA, trong khi các hố đen hoàn toàn tối, có những giả thuyết cho rằng các vụ va chạm hoặc hợp nhất giữa các hố đen có thể tạo ra tín hiệu ánh sáng xuyên qua một vật chất bao quanh chúng bằng cách khiến vật chất phát xạ. Một nhóm các nhà thiên văn học sử dụng cơ sở Zwicky Chanzen, gọi tắt là ZTF, tại đài quan sát Palma ở California cho rằng họ có thể đã phát hiện ra một tín hiệu ánh sáng như vậy. Sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự hợp nhất giữa các hố đen được các nhà khoa học phát hiện vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 bằng cách sử dụng hai thiết bị dò sóng hấp dẫn khác nhau. Sóng hấp dẫn mà họ phát hiện bắt nguồn từ một sự kiện va chạm được đặt tên là GW19052-1G. Các nhà khoa học cho rằng GW19052-1G có thể là vụ va chạm giữa hai hố đen. Các nhà thiên văn học đã sử dụng ZTF để quan sát vũ trụ và tìm kiếm tín hiệu ánh sáng từ vụ va chạm này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên ánh sáng được sử dụng để làm bằng chứng về việc hai hố đen va chạm và tạo ra sóng hấp dẫn. Thí nghiệm thuyết tương đối trên một ngôi sao gần siêu hố đen, một lần nữa Einstein lại đúng. Bằng cách phân tích lực hấp dẫn của một hố đen khổng lồ nằm ở trung tâm giải ngân hà lên một ngôi sao gần đó, các nhà thiên văn học đã cho thấy lý thuyết về không gian và thời gian mô tả lực hấp dẫn của Einstein vẫn chính xác. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, lực hấp dẫn bắt nguồn từ sự uốn cong của không gian và thời gian. Khối lượng vật thể càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh. Các nhà khoa học kiểm chứng phần lớn thuyết tương đối rộng trong các trường hấp dẫn yếu, chẳng hạn như trái đất hay hệ mặt trời. Trong các trường hấp dẫn mạnh hơn như siêu hố đen, nằm trong tâm hầu hết thiên hà lớn, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự tham gia của thuyết tương đối rộng có thể đưa ra lý thuyết mới, giúp giải thích những bí ẩn của vũ trụ như vật chất tối và năng lượng tối. Theo giáo sư thiên văn học Andrea Ghez tại Đại học California, Los Angeles và đồng tác giả nghiên cứu cho biết, Einstein vẫn đúng, ít nhất là đến lúc này. Những quan sát của chúng tôi đều tương đồng với thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, thuyết của ông vẫn có nhược điểm. Nó chưa thể giải thích hoàn toàn lực hấp dẫn trong một hố đen. Đến lúc nào đó, chúng ta phải tìm ra một thuyết mới về lực hấp dẫn để giải thích rõ hơn hố đen là gì. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà thiên văn học chọn hố đen siêu lớn là Sagittarius A sao nằm tại trung tâm giải ngân hà, nặng hơn mặt trời 4 triệu lần với đường kính khoảng 23,6 triệu km. Các nhà khoa học theo dõi sao S02 từ năm 2018, thời điểm nó nằm gần Sagittarius A sao nhất trong quỹ đạo 16 năm ánh sáng. Khoảng cách gần nhất từ ngôi sao đến hố đen là 120 đơn vị thiên văn, một đơn vị thiên văn tương đương khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời, khoảng 150 triệu km. Sử dụng đài thiên văn Keck, đài thiên văn Rimini và kính viễn vọng Subaru ở Hawaii, các nhà thiên văn học đã theo dõi quỹ đạo hoàn chỉnh của S02 trong không gian 3 chiều, kết hợp chúng với các phép đo đạc trong 24 năm. Các nhà nghiên cứu kiểm tra một dự đoán của thuyết tương đối rộng gọi là dịch chuyển đỏ do hấp dẫn, gravitation recessive, sự dịch chuyển màu của quang phổ ánh sáng theo xu hướng đỏ hơn dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Kết quả cho thấy, quang phổ ánh sáng từ sao S02 dịch chuyển sang đỏ khi đi qua lực hấp dẫn từ hố đen Sagittarius A sao, phù hợp với thuyết tương đối. Theo Tuấn Đỗ, nhà vật lý thiên văn học, Đại học California, Los Angeles cho biết, những thí nghiệm này mở ra cánh cửa cho khả năng kiểm tra bản chất của lực hấp dẫn bằng cách tận dụng quỹ đạo các ngôi sao xung quanh những siêu hố đen nằm ở trung tâm thiên hà. Khả năng này từng được đề cập từ lâu trong lý thuyết, nhưng cuối cùng chúng ta đã làm được. Nghiên cứu trên sao S02 là nghiên cứu đầu tiên trong nhiều nghiên cứu về thuyết tương đối, dự tính thực hiện trên các ngôi sao gần siêu hố đen Sagittarius A sao. Một trong những ngôi sao khác cũng nằm trong kế hoạch thí nghiệm là S0102, với quỹ đạo ngắn nhất trong số gần 3.000 ngôi sao nằm gần hố đen siêu lớn, tương đương 11,5 năm.
bên trong tàu vũ trụ, phi hành gia hẹn giờ và tự khóa mình bên trong khoang lạnh và chìm vào một giấc ngủ sâu sẽ đưa họ vượt hàng trăm năm mà không hề già đi. Một cảnh quen thuộc trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng liệu việc này có trở thành hiện thực? Các nhà nghiên cứu quan tâm đến câu hỏi này đã bắt đầu với thế giới động vật, nơi mà ngủ đông khá phổ biến, xảy ra trên 200 loài. Quá trình ngủ đông diễn ra từ hàng triệu năm trước. Cả ba nhóm động vật có vú chính đều phát triển khả năng này và chúng tiến hóa riêng rẽ cách đây hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, dường như con người đã đánh mất những yếu tố quan trọng nhất để có thể ngủ đông. Ví dụ, trái tim con người không thể hoạt động nếu thân nhiệt quá thấp. Nhịp tim được kiểm soát bởi lượng canxi, nếu có quá nhiều canxi, tim sẽ ngừng hoạt động. Dưới một ngưỡng nhiệt nhất định, trái tim con người không thể loại bỏ lượng canxi thừa, gây ra hiện tượng trụy tim. Vậy tại sao những động vật này lại ngủ đông? Ngủ đông là rất cần thiết, đó là thủ thuật để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khi sự khan hiếm thức ăn và nước đe dọa tới sự sinh tồn. Trước đây, các chuyên gia tin rằng ngủ đông chỉ xảy ra ở môi trường hàn và ôn đới. Gần đây, họ đã khám phá ra những loài động vật ngủ đông ngay cả ở hoang mạc khô cằn và rừng nhiệt đới. Ngay khi quá trình ngủ đông bắt đầu, nhịp tim của các loài động vật giảm còn 1-3% so với thông thường, như là loài vượn cáo. Nhịp tim thông thường từ xấp xỉ 180 nhịp mỗi phút xuống còn khoảng 4 nhịp mỗi phút. Nhịp thở cũng giảm xuống chỉ 1 nhịp mỗi 10-21 phút. Và ở hầu hết động vật ngủ đông, không thải chất thải trong suốt quá trình ngủ. Theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, ngủ đông nhằm giảm tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể. Khi ngủ đông, não gần như không hoạt động, rơi vào trạng thái lờ đờ. Ngủ đông không phải là một giấc ngủ suốt mùa đông dài. Các loài động vật có thể ở trong trạng thái lờ đờ từ vài ngày đến 5 tuần. Sau đó, chúng hồi phục tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể bình thường trong khoảng 24 giờ trước khi tiếp tục trở lại trạng thái lờ đờ. Lý do vì sao có hiện tượng thức dậy giữa quãng vẫn còn là một bí ẩn. Những thay đổi cơ thể trong quá trình ngủ đông này, như ngủ trong 5 tuần hay nhiệt độ cơ thể giảm xuống gần như đóng băng, sẽ là đòn chí tử đối với những loài không có khả năng ngủ đông như con người. Trái với những gì chứng kiến trên phim ảnh, đây có thể là một trở ngại mãi mãi nằm ngoài tầm với của nhân loại. Mỗi năm, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ USD được dành cho việc nghiên cứu tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và cách để chúng ta đặt chân đến một hành tinh xa xôi nào đó. Đó không phải là mong muốn viển vông việc con người đặt chân được đến mặt trăng, chế tạo được những thiết bị máy móc hiện đại như tàu vũ trụ để khám phá sao hỏa, cho thấy những thành tựu trong tiến trình khám phá và chinh phục vũ trụ của chúng ta. Một trong những phương thức quen thuộc trong các phim khoa học viễn tưởng để con người di chuyển vào không gian sâu đến một hành tinh khác là đưa cơ thể về chế độ ngủ đông. Phi hành gia sẽ bước vào trong một thiết bị giống như kén. Sau đó, nhờ các kỹ thuật khoa học, cơ thể liền ngủ một mạch từ vài tháng đến vài năm. Khi tàu đáp xuống hành tinh mới, phi hành gia sẽ tỉnh dậy. Ở trạng thái ngủ giống như ngủ đông này, sự trao đổi chất giảm xuống tới mức tối thiểu và điều quan trọng là tâm trí các phi hành gia cũng không còn cảm giác buồn chán khi phải chờ đợi suốt nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm trời. Trên thực tế, tiền đề để đưa các phi hành gia vào trạng thái ngủ đông có cảm giác như hoàn toàn nằm trong tầm tay, để ngay cả cơ quan vũ trụ châu Âu cũng đang nghiêm túc xem xét tính chất khoa học đằng sau khái niệm này. Tuy nhiên, điều gì cũng phải nhìn vào thực tế. Các nhà khoa học tại Chile khẳng định rằng đó chỉ là ảo mộng viển vông chỉ có trong phim. Điểm cốt lõi trong một nghiên cứu mới đây của ba nhà nghiên cứu đến từ Chile đã hé lộ một rào cản toán học trong việc biến giấc ngủ đông của con người thành hiện thực thông qua việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa khối lượng cơ thể và tiêu hao năng lượng ở động vật có vú khi ngủ đông. Trở ngại này thậm chí khiến ý tưởng mãi mãi nằm ngoài tầm với của chúng ta. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mức độ trao đổi chất tối thiểu cho phép các tế bào tồn tại trong điều kiện nhiệt độ thấp và ít oxy là không đủ để đảm bảo. Nói cách khác, đối với những động vật tương đối nặng như chúng ta, khả năng tiết kiệm năng lượng mà chúng ta có thể mong đợi khi bước vào trạng thái ngủ đông hay ngủ sâu sẽ không thực sự đáng kể. Đó là chưa kể tới những tác hại của việc làm suy giảm trao đổi chất của các phi hành gia có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Ở một số loài động vật nhỏ bé, ngay cả trong trạng thái ngủ đông, chúng vẫn có thể mất tới hơn 1/4 trọng lượng cơ thể do đốt cháy năng lượng dự trữ.
đối với con người, con số này thậm chí còn lớn hơn. Từ thực tế này, Roberto S. Nespolo, tác giả chính của nghiên cứu cho rằng chúng ta tốt hơn hết là nên ngủ theo cách thông thường. Khái niệm ngủ đông thường gợi đến hình ảnh một con gấu tự nhốt mình trong hang để ngủ, đợi thời gian trôi qua sau một mùa đông dài. Tuy nhiên, thực tế dù gấu gần như ngừng hoạt động trong vài tháng dài, nhưng mức độ ngủ đông của chúng vẫn không hiệu quả như giấc ngủ đông thực sự của các loài sinh vật nhỏ hơn như sóc đất hay rơi. Ở những động vật này, nhiệt độ cơ thể của chúng giảm mạnh, sự trao đổi chất gần như bằng không, nhịp tim và nhịp thở đều chậm lại. Quá trình này có thể giảm tiêu thụ năng lượng tới 98% trong một số trường hợp, từ đó loại bỏ nhu cầu đi săn hoặc kiếm ăn. Tuy nhiên, như đã nêu trên, đó là một câu chuyện khác với động vật có vú. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc mở rộng mối quan hệ giữa sự trao đổi chất tích cực và khối lượng tạo ra đã đi tới luận điểm mà tại đó, ngủ đông không thực sự tiết kiệm nhiều năng lượng cho những con thú lớn hơn mà mang lại nhiều tác động tiêu cực. Gấu là loài động vật có vú hiếm hoi có thể ngủ đông ở mức hiệu quả. Khi chúng ngủ, nhịp thở của gấu rơi vào khoảng 50 nhịp mỗi phút. Vào lúc lạnh nhất của mùa đông, nhịp thở giảm xuống cực sâu, chỉ còn 4 đến 5 lần mỗi phút. Toàn bộ hoạt động cơ thể của gấu dừng lại, thế mà khi xuân đến, chúng tỉnh dậy và cơ thể vẫn vẹn nguyên. Các nhà khoa học cho rằng, nếu con người nằm ngủ ở điều kiện tương tự, ta sẽ mất cả xương và cơ rất nhanh. Có một điều, trước cả khi gấu ngủ đông, chúng cũng đã hoàn thành được một kỳ tích sinh học khác, đó là chúng cần béo lên đến mức cực kỳ nguy hiểm. Đối với con người, nếu béo tới mức đó, cơ thể sẽ bị thương tổn không phục hồi được nữa. Ngoài ra khi ngủ đông, việc làm mát cơ thể, giảm nhịp tim và nhịp thở, cũng như làm suy giảm sự trao đổi chất một cách cưỡng ép, cũng có thể không mang lại một kết quả mà chúng ta mong đợi. Tuy vậy, dù kết quả nghiên cứu hiện tại cho đó là điều không thể, chúng ta hãy vẫn cứ hy vọng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, khi con người đã sở hữu những công nghệ cực kỳ tân tiến, thì có lẽ giấc ngủ đông sẽ không còn là khoa học viễn tưởng nữa, giống như cách mà con người đã đặt chân lên mặt trăng. Trong thời đại của chúng ta, nhân loại đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự gia tăng dân số, sự suy thoái môi trường và những nguy cơ về an ninh toàn cầu đã khiến cho con người phải đối mặt với những bài toán khó khăn để giải quyết. Trong bối cảnh này, việc khám phá và khai thác tài nguyên trên các hành tinh khác đã trở thành một mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu và phát triển khoa học. Đã từ rất lâu, con người luôn ấp ủ ước mơ về việc khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác trong vũ trụ. Đây có thể được xem như một trong những tham vọng lớn nhất của loài người. Với tình yêu và sự tò mò muốn khám phá những điều mới mẻ, con người đã không ngừng nỗ lực và đầu tư mạnh mẽ để có thể chinh phục những hành tinh xa xôi ấy. Đó là khát vọng cao cả mà chúng ta chỉ có thể thực hiện nếu chúng ta đứng vững và đoàn kết với nhau. Thực tế, để có thể xâm chiếm một hành tinh khác, chúng ta cần phải đạt được những tiến bộ to lớn về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chúng ta cần phải tìm hiểu và hiểu rõ về các điều kiện sống của các hành tinh khác, từ các hành tinh gần nhất cho đến những hành tinh xa xôi nằm bên ngoài Thái Dương hệ. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, con người cần bao lâu để có thể thực hiện được việc này? Con người có thể tới sao hỏa sau vài chục năm, nhưng mất tới hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn năm để đến hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX, muốn có một thành phố triệu dân trên sao hỏa vào năm 2050. Mục tiêu này nghe có vẻ rất tham vọng vì con người chưa từng đặt chân lên bề mặt sao hỏa. Vậy con người sẽ mất bao lâu để xâm chiếm một hành tinh khác? Liệu con người có thể xâm chiếm các thiên thể nằm ngoài hệ mặt trời không? Câu trả lời cho những câu hỏi này tùy thuộc vào đích đến. Với sao hỏa, vài thập kỷ không hẳn là phi thực tế. Theo Sir Can Saydam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vũ trụ Australia, giáo sư tại Đại học New South Wales cho biết, việc thuộc địa hóa sao hỏa có thể khả thi trong vài thập kỷ. Tôi tin rằng, vào năm 2050, chúng ta sẽ có một thuộc địa của con người trên sao hỏa. Theo Saydam, điều quan trọng đầu tiên khi thiết lập thuộc địa sao hỏa
là nước, và nước có thể chiết xuất từ băng và khoáng chất ngậm nước. Ông cho rằng nước sẽ thúc đẩy nông nghiệp và khả năng trồng thực phẩm trên sao Hỏa. Trong khi đó, hydro từ băng và các khoáng chất có thể được dùng làm nguồn năng lượng cho tên lửa. Các nhà khoa học khác không lạc quan như vậy. Kỹ sư du hành vũ trụ Louis Friedman, người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Planetary Society, cho rằng việc thuộc địa hóa sao Hỏa khó xảy ra trong tương lai gần. Rachel Siler, nhà khoa học thần kinh tại Đại học Florida, người từng làm việc với các phi hành NASA, nghĩ việc này có vẻ viển vông. Tuy nhiên, nhân loại có thể sẽ đến sao Hỏa trong vài thập kỷ nữa. Trung Quốc dự định bắt đầu đưa phi hành đoàn tới sao Hỏa năm 2033, trong khi mục tiêu của NASA là cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040. Sau khi con người đến hành tinh đỏ, bước tiếp theo có thể là xây dựng thuộc địa. Thuộc địa đòi hỏi mức độ tự cung tự cấp nhất định, nhưng không cần hoàn toàn độc lập với trái đất. Saidam so sánh sao Hỏa với một hòn đảo xa xôi và thỉnh thoảng vẫn cần nhập đồ. Ông nói, đa số thiết bị và công cụ sẽ được vận chuyển từ trái đất. Tôi không nghĩ bạn có thể sản xuất một chiếc xe tải trên bề mặt sao Hỏa. Thuộc địa sao Hỏa sẽ cần triển khai một hoạt động nào đó để duy trì về mặt tài chính. Du lịch vũ trụ là một lựa chọn, nhưng Saidam cho rằng khai thác khoáng sản là chìa khóa để thuộc địa hóa thành công. Dù là lựa chọn thực tế nhất để định cư ngoài trái đất, sao Hỏa không hẳn là hành tinh phù hợp nhất với con người. Hơn 95% khí quyển sao Hỏa là CO2, khí hậu rất lạnh với nhiệt độ trung bình khoảng âm 60 độ C. Tàu vũ trụ từ trái đất phải mất khoảng 8,5 tháng mới tới sao Hỏa và còn bị bức xạ tấn công nữa. Gần như chắc chắn sẽ có những ngoại hành tinh bên ngoài hệ mặt trời thân thiện hơn với con người. Vấn đề là chúng quá xa. Con người vẫn chưa thể đưa tàu vũ trụ nào tới ngoại hành tinh. Các tàu hiếm hoi thoát khỏi hệ mặt trời là bộ đôi tàu Voyager 1 và Voyager 2. Chúng lần lượt mất 35 năm và 41 năm để tới vùng không gian liên sao, trong khi đó, các ngoại hành tinh ở xa hơn nhiều. Theo nhà vật lý thiên văn hố đen Frederick Marin tại đài quan sát Strasbourg thuộc Đại học Strasbourg cho biết, với công nghệ hiện nay, chúng ta phải mất vài chục nghìn năm mới tiếp cận được ngoại hành tinh gần nhất. Thời gian di chuyển này có thể khiến việc xâm chiếm ngoại hành tinh nghe có vẻ bất khả thi. Nhưng Marin từng chạy mô phỏng máy tính cho việc du hành liên sao và hy vọng thời gian di chuyển sẽ giảm mạnh trong tương lai gần nhờ các tàu vũ trụ nhanh hơn. Marin nói, chúng tôi biết rằng trong khoa học, cứ sau mỗi 100 năm, vận tốc của phương tiện đẩy có thể tăng gấp 10 lần. Như vậy, thời gian di chuyển đến các ngoại hành tinh có thể giảm dần từ hàng chục nghìn năm xuống còn hàng nghìn năm, sau đó là hàng trăm năm. Marin đưa ra kịch bản giả định về việc tiếp cận một ngoại hành tinh ở được với con người trong vòng 500 năm. Hành trình kéo dài hàng thế kỷ này vẫn đòi hỏi nhiều thế hệ người điều khiển tàu vũ trụ, hầu hết sẽ không kịp thấy ngoại hành tinh bị thuộc địa hóa này. Các mô phỏng của Marin cho thấy khoảng 500 người là dân số khởi đầu phù hợp cho một con tàu đa thế hệ như vậy. Tuy nhiên, phi hành đoàn sẽ đối phó với việc sống suốt đời trên tàu như thế nào, con cháu của họ sẽ sống ra sao khi sinh ra và lớn lên trong tàu du hành liên sao. Điều này cũng dẫn đến những lo ngại về đạo đức. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và những thách thức khác trên trái đất có nguy cơ đẩy loài người đến tình trạng tuyệt chủng trước khi kịp du hành liên sao và xâm chiếm các ngoại hành tinh. Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn bởi trong thế giới hiện đại của chúng ta, những khám phá và công nghệ mới được phát triển liên tục mang đến cho con người những cơ hội vô tận để tìm hiểu và khám phá các hành tinh xa xôi khác trong vũ trụ. Với mục tiêu lớn lao và tham vọng xâm chiếm hành tinh khác, con người đã đưa ra những dự đoán và ước tính về thời gian cần thiết để có thể hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, việc xâm chiếm hành tinh khác không chỉ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và kinh tế, mà còn đòi hỏi sự đoàn kết của toàn bộ nhân loại. Việc xâm chiếm hành tinh khác đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những quyết định cân bằng và đúng đắn. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các hậu quả của hành động mà mình thực hiện và có một kế hoạch rõ ràng và chi tiết để đảm bảo sự an toàn và thành công trong quá trình này. Cùng với những thách thức và rủi ro, việc xâm chiếm hành tinh khác cũng mang lại những hy vọng và tiềm năng to lớn cho tương lai của loài người. Việc khám phá và tìm hiểu về các hành tinh xa xôi khác có thể mang lại cho chúng ta vô vàn những kiến thức mới về vũ trụ và giúp mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại. Và trong tương lai, nếu chúng ta có đủ nghiêm túc và quyết tâm, không có gì là không thể.
con người có thể khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác, mở ra những cánh cửa mới trong việc khám phá vũ trụ, tìm ra những giải pháp cho các vấn đề lớn của nhân loại. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ tất cả những gì tuyệt vời nhất của thế giới này để con người có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trong tương lai. Sự sống trên trái đất tồn tại nhờ quá trình quang hợp, một quá trình đã 2,3 tỷ năm tuổi. Phản ứng vô cùng hấp dẫn và vẫn chưa được hiểu đầy đủ này cho phép thực vật và các sinh vật khác thu được ánh sáng mặt trời, nước và carbon dioxide, trong khi chuyển đổi chúng thành oxy và năng lượng ở dạng đường. Quang hợp là một phần không thể thiếu trong hoạt động của trái đất mà chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi chúng ta nhìn xa hơn hành tinh của mình để tìm những nơi để khám phá và định cư, thì rõ ràng là quá trình này hiếm và có giá trị đến như thế nào. Những tiến bộ gần đây trong việc tạo ra quá trình quang hợp nhân tạo có thể là chìa khóa để con người tồn tại và xâm chiếm các thế giới ngoài trái đất. Nhu cầu của con người về oxy làm cho việc du hành không gian trở nên khó khăn. Hạn chế về nhiên liệu giới hạn lượng oxy chúng ta có thể mang theo, đặc biệt là nếu chúng ta muốn thực hiện các chuyến đi xa tới mặt trăng và sao hỏa. Một chuyến đi một chiều tới sao hỏa thường mất khoảng 2 năm, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dễ dàng gửi các nguồn tài nguyên từ trái đất. Hiện đã có các phương pháp để sản xuất oxy bằng cách tái chế carbon dioxide trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Hầu hết oxy trên trạm vũ trụ quốc tế được tạo ra từ quá trình gọi là phân giải điện ly, sử dụng điện từ các tấm pin mặt trời của trạm để phân tách nước thành khí hydro và khí oxy mà các nhà du hành hít thở. Ngoài ra, trạm vũ trụ quốc tế cũng có một hệ thống riêng biệt để chuyển đổi carbon dioxide mà các nhà du hành thở ra thành nước và methane. Nhưng những công nghệ này không đáng tin cậy, không hiệu quả, nặng nề và khó bảo trì. Ví dụ, quá trình sản xuất oxy yêu cầu khoảng 1/3 tổng năng lượng cần thiết để vận hành toàn bộ hệ thống hỗ trợ kiểm soát môi trường và hỗ trợ sinh hoạt trên trạm vũ trụ quốc tế. Do đó, việc tìm kiếm các hệ thống thay thế có thể được sử dụng trên mặt trăng và trên các chuyến đi tới sao hỏa đang diễn ra. Một khả năng là sử dụng năng lượng mặt trời rất phong phú trong không gian và sử dụng trực tiếp nó để sản xuất oxy và tái chế carbon dioxide chỉ trong một thiết bị duy nhất. Thiết bị như vậy chỉ cần nước làm nguồn đầu và duy nhất, tương tự quá trình quang hợp đang diễn ra trong tự nhiên. Điều đó sẽ loại bỏ các thiết lập phức tạp nơi hai quá trình thu hoạch ánh sáng và sản xuất hóa học được tách biệt, như trên trạm vũ trụ quốc tế. Điều này thật thú vị vì nó có thể làm giảm trọng lượng và khối lượng của hệ thống, hai tiêu chí chính để khám phá không gian. Nhưng nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta có thể sử dụng nhiệt lượng bổ sung được giải phóng trong quá trình thu năng lượng mặt trời trực tiếp để kích hoạt các phản ứng hóa học, từ đó làm tăng tốc chúng. Hơn nữa, việc dây điện phức tạp và bảo trì có thể được giảm thiểu đáng kể. Các nhà khoa học đã tạo ra một khung lý thuyết để phân tích và dự đoán hiệu suất của các thiết bị quang hợp nhân tạo tích hợp như vậy cho các ứng dụng trên mặt trăng và sao hỏa. Thay vì chất diệp lục, chất chịu trách nhiệm hấp thụ ánh sáng ở thực vật và tảo, các thiết bị này sử dụng vật liệu bán dẫn có thể được phủ trực tiếp bằng chất xúc tác kim loại đơn giản, hỗ trợ phản ứng hóa học mong muốn. Phân tích của các nhà khoa học cho thấy rằng các thiết bị như vậy thực sự có thể được sử dụng để bổ sung các công nghệ hỗ trợ sự sống hiện có, chẳng hạn như thiết bị sản xuất oxy được sử dụng trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Điều này đặc biệt đúng khi kết hợp với các thiết bị tập trung năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho các phản ứng, về cơ bản là những tấm gương lớn tập trung ánh sáng mặt trời tới. Có cách tiếp cận khác nữa, ví dụ chúng ta có thể sản xuất oxy trực tiếp từ đất mặt trăng, nhưng điều này yêu cầu nhiệt độ cao để hoạt động. Mặt khác, các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể hoạt động ở nhiệt độ phòng, với áp suất được tìm thấy trên sao hỏa và mặt trăng. Điều đó có nghĩa là chúng có thể được sử dụng trực tiếp trong môi trường sống và sử dụng nước làm nguồn tài nguyên chính. Điều này đặc biệt thú vị với sự hiện diện của nước đá trong miệng núi lửa Shackleton trên mặt trăng. Đây là địa điểm hạ cánh dự kiến trong các sứ mệnh trên mặt trăng trong tương lai. Trên sao hỏa, khí quyển chiếm gần 96% carbon dioxide, dường như lý tưởng cho một thiết bị quang hợp nhân tạo. Nhưng cường độ ánh sáng trên hành tinh đỏ yếu hơn so với trái đất do khoảng cách lớn hơn tới mặt trời.
Vì vậy, điều này sẽ đặt ra một vấn đề. Các nhà khoa học đã thực sự tính toán được cường độ ánh sáng mặt trời có sẵn trên sao Hỏa và chứng minh rằng chúng ta có thể sử dụng các thiết bị như vậy ở đó, mặc dù gương mặt trời trở nên càng quan trọng hơn. Việc sản xuất oxy và các hóa chất khác một cách hiệu quả và đáng tin cậy, cũng như tái chế carbon dioxide trên tàu vũ trụ và trong các môi trường sống, là một thách thức to lớn mà chúng ta cần phải nắm vững cho các sứ mệnh không gian dài hạn. Các hệ thống phân giải điện ly hiện có hoạt động ở nhiệt độ cao, đòi hỏi một lượng lớn năng lượng đầu vào, và các thiết bị chuyển đổi carbon dioxide thành oxy trên sao Hỏa vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, cho dù chúng có dựa trên quá trình quang hợp hay không. Vì vậy, một vài năm nghiên cứu chuyên sâu là cần thiết để có thể sử dụng công nghệ này trong không gian. Sao chép những phần cơ bản từ quang hợp tự nhiên có thể mang lại cho chúng ta một số lợi thế, giúp chúng ta hiện thực hóa chúng trong tương lai. Với công nghệ này, lợi nhuận sẽ là rất lớn. Ví dụ, chúng ta thực sự có thể tạo ra bầu khí quyển nhân tạo trong không gian và sản xuất các chất hóa học mà chúng ta cần cho các nhiệm vụ dài hạn, chẳng hạn như phân bón, polymer hoặc dược phẩm. Ngoài ra, những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta có được từ việc thiết kế và chế tạo các thiết bị này có thể giúp chúng ta đáp ứng thách thức về năng lượng xanh trên trái đất. Chúng ta đủ may mắn để có thực vật và tảo để sản xuất oxy, nhưng các thiết bị quang hợp nhân tạo có thể được sử dụng để sản xuất nhiên liệu dựa trên hydro hoặc carbon, mở ra một phương pháp xanh để sản xuất các chất hóa học giàu năng lượng mà chúng ta có thể lưu trữ và sử dụng trong vận chuyển. Việc khám phá không gian và nền kinh tế năng lượng trong tương lai của chúng ta có một mục tiêu dài hạn rất giống nhau, đó là tính bền vững. Và các thiết bị quang hợp nhân tạo cũng có thể trở thành một phần quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này. Với những nghiên cứu và phát triển tiếp theo, hy vọng rằng chúng ta có thể khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ quang hợp nhân tạo, góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho con người và hành tinh chúng ta. Sự tìm kiếm và phát triển công nghệ quang hợp nhân tạo không chỉ đơn thuần là một sự tiến bộ khoa học và kỹ thuật, mà còn là một bước tiến vượt bậc trong việc đảm bảo cuộc sống và sự tồn tại của chúng ta trên các hành tinh khác và trên trái đất. Việc tạo ra không khí nhân tạo và sản xuất các chất hóa học cần thiết trong không gian mở ra những cơ hội không gian mới mà trước đây chúng ta chỉ có thể ước mơ. Chúng ta có thể khám phá và thăm dò những hành tinh xa xôi, loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ trái đất và định cư ở những nơi trước đây được coi là không thể. Ngoài ra, công nghệ quang hợp nhân tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng năng lượng trên trái đất. Chúng ta đang đối mặt với các thách thức nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên, và việc tìm kiếm nguồn năng lượng sạch và bền vững là vô cùng quan trọng. Bằng cách sử dụng công nghệ quang hợp nhân tạo, chúng ta có thể tạo ra các nguồn năng lượng xanh và các chất hóa học từ ánh sáng mặt trời, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Như các bạn đã biết, khoảng cách giữa các ngôi sao cũng như khoảng cách giữa các thiên hà với nhau là vô cùng lớn. Nếu như loài người muốn trở thành sinh vật liên sao hay liên ngân hà, hiển nhiên ta sẽ phải tự di chuyển quãng đường rất xa, hàng năm ánh sáng, thậm chí là hàng triệu năm ánh sáng, để tới được một hành tinh có thể hỗ trợ sự sống ở một thái dương hệ khác hay một thiên hà xa xôi nào đó. Và mới đây, các nhà thiên văn học đã đưa hệ sao Proxima Centauri thành ứng cử viên sáng giá nhất cho công cuộc du hành liên sao đầu tiên của loài người. Vậy, cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên đường sang hệ sao Proxima Centauri? Proxima Centauri là một sao lùn đỏ nằm cách hệ mặt trời, xấp xỉ 4,25 ánh sáng trong chòm sao bán nhân mã, và đây là ngôi sao gần hệ mặt trời nhất từng được phát hiện. Trong hệ sao Proxima Centauri, có vài ngoại hành tinh có tiềm năng trở thành trái đất thứ hai, đặc biệt là hành tinh Proxima Centauri B với quãng đường 4,25 ánh sáng. Nếu chúng ta sử dụng tàu Apollo 11, thứ đã đưa con người lên mặt trăng, bay với tốc độ 40.000 km/h, bằng vận tốc này, ta sẽ tới được Proxima Centauri trong vòng hơn 100.000 năm.
Nhưng may mắn thay, tàu vũ trụ đã nhanh hơn trước nhiều. Đơn cử, thiết bị thăm dò mặt trời, tàu Parker Solar Probe được phóng vào ngày 12 tháng 8 năm 2018. Trong tương lai có thể bay với tốc độ hơn 700.000 km/h, khoảng 0,067% tốc độ ánh sáng. Với tốc độ này, một chuyến hành trình liên sao tới hành tinh Proxima Centauri B vẫn sẽ mất 6.300 năm. Vậy rốt cuộc cần phi hành đoàn bao nhiêu người mới đủ để sống sót trên hành trình dài như vậy? Nếu tính tuổi trung bình của con người là 70 tuổi, 6.300 năm sẽ tương đương với 90 thế hệ người. Nhưng không dễ để chọn ra được phi hành đoàn đầu tiên trên chuyến hành trình lịch sử này. Những yếu tố quan trọng bao gồm lượng nam giới và phụ nữ có trong đoàn, độ tuổi và tuổi thọ của họ, tỷ lệ có con thành công và sức chứa của con tàu và nhiều hơn nữa. Các yếu tố khác bao gồm độ tuổi sinh sản, một cặp đôi có ý định có con sẽ gần huyết thống tới giới hạn nào, số lượng con mà họ có thể có là bao nhiêu. Sau khi tính toán được những yếu tố trên, các nhà nghiên cứu sử dụng thuật toán có tên Heritage để tiến hành giả lập một sứ mệnh du hành liên sao với nhiều thế hệ người. Đầu tiên, thuật toán sẽ tạo ra một phi hành đoàn với chất lượng như đã nêu ở dữ liệu đầu vào, rồi sẽ cho tiến hành thử nghiệm trên lý thuyết. Quá trình này đã bao gồm cả việc qua đời tự nhiên, lẫn chết vì tai nạn mỗi năm để xem số lượng phi hành đoàn cần là bao nhiêu để có thể tiếp tục sinh sản thế hệ mới. Trong số thành viên phi hành đoàn, thuật toán sẽ chọn hai người ngẫu nhiên thuộc hai giới tính khác nhau và tính toán tỷ lệ có con của họ. Và dựa trên khả năng sinh sản của mỗi người và các giới hạn liên quan tới quan hệ cận huyết. Nếu như tỷ lệ có thai là cao, thuật toán sẽ tạo ra một thành viên phi hành đoàn mới và lặp lại vòng này cho tới khi phi hành đoàn chết hẳn hoặc tới được hệ sao Proxima Centauri sau 6.300 năm. Mỗi một lần chạy sứ mệnh lịch sử này, thuật toán sẽ đưa thêm vào một sự kiện thảm họa gì đó, như một dịch bệnh bí ẩn, một cú va chạm với thiên thể vũ trụ hoặc một tai nạn bất kỳ, nhằm để giảm số lượng thành viên của phi hành đoàn đi 1/3. Thuật toán sẽ cho chạy mỗi sứ mệnh 100 lần để tìm ra tỷ lệ phi hành đoàn với số lượng người nhất định sống sót được suốt 6.300 năm. Và theo thuật toán Heritage, tỷ lệ thành công không chạm mốc 100% cho tới khi phi hành đoàn có tổng cộng 98 người, tức là 49 cặp đôi. Lúc này ta có thể khẳng định rằng, dưới các yếu tố có trong thử nghiệm, một phi hành đoàn với 98 người sẽ là điều kiện tối thiểu để đi hết chuyến hành trình 6.300 năm tới hành tinh Proxima Centauri B. Có thể coi đây là bài giả lập làm nền móng cho các bài thử chi tiết hơn sau này. Đầu tiên, tỷ lệ có con thành công sẽ khác biệt trong môi trường vũ trụ, tỷ lệ để một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ thấp hơn do những ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ. Tỷ lệ xảy ra những thảm họa sẽ còn thấp hơn, những xung đột xã hội có thể có khi cộng đồng cả trăm người sống cùng nhau trong một con tàu vũ trụ. Một thuật toán Heritage tiên tiến hơn có thể sẽ khắc phục những yếu tố này, chạy lại một loạt những thử nghiệm mới để ta có những con số chính xác hơn. Lần đầu tiên, phát hiện ánh sáng có thể từ vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo Space, các nhà thiên văn học có thể đã lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng từ hai hố đen va chạm. Các hố đen vũ trụ hoàn toàn tối và do đó không thể quan sát bằng các kính thiên văn phát hiện ánh sáng. Cho đến nay, cách duy nhất để các nhà thiên văn có thể quan sát các hố đen va chạm là nghiên cứu các sóng hấp dẫn thu được. Sóng hấp dẫn là những dao động trong cấu trúc thời gian không gian được tạo ra bởi những va chạm mạnh giữa các thiên thể có khối lượng lớn nhất như hố đen và neutron. Kể từ lần đầu tiên phát hiện sóng hấp dẫn vào năm 2015, các nhà khoa học đã quan sát sóng hấp dẫn, tìm hiểu nguồn gốc và các vật thể va chạm có thể đã tạo ra chúng. Vì các hố đen có lực hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra, nên chúng rất khó quan sát và các nhà thiên văn học vẫn chưa xác định được bằng mắt thường về một vụ va chạm giữa hai hố đen. Theo một tuyên bố từ NASA, trong khi các hố đen hoàn toàn tối, có những giả thuyết cho rằng các vụ va chạm hoặc hợp nhất giữa các hố đen có thể tạo ra tín hiệu ánh sáng xuyên qua một vật chất bao quanh chúng bằng cách khiến vật chất phát xạ. Một nhóm các nhà thiên văn học sử dụng cơ sở Zwicky Chanzen, gọi tắt là ZTF, tại đài quan sát Palma ở California cho rằng họ có thể đã phát hiện ra một tín hiệu ánh sáng như vậy. Sóng hấp dẫn được tạo ra bởi sự hợp nhất giữa các hố đen được các nhà khoa học phát hiện vào ngày 21 tháng 5 năm 2019 bằng cách sử dụng hai thiết bị dò sóng hấp dẫn khác nhau.
sóng hấp dẫn mà họ phát hiện bắt nguồn từ một sự kiện va chạm được đặt tên là GW190521G. Các nhà khoa học cho rằng GW190521G có thể là vụ va chạm giữa hai hố đen. Các nhà thiên văn học đã sử dụng ZTF để quan sát vũ trụ và tìm kiếm tín hiệu ánh sáng từ vụ va chạm này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên ánh sáng được sử dụng để làm bằng chứng về việc hai hố đen va chạm và tạo ra sóng hấp dẫn. Thí nghiệm thuyết tương đối trên một ngôi sao gần siêu hố đen, một lần nữa Einstein lại đúng. Bằng cách phân tích lực hấp dẫn của một hố đen khổng lồ nằm ở trung tâm giải ngân hà lên một ngôi sao gần đó, các nhà thiên văn học đã cho thấy lý thuyết về không gian và thời gian mô tả lực hấp dẫn của Einstein vẫn chính xác. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, lực hấp dẫn bắt nguồn từ sự uốn cong của không gian và thời gian. Khối lượng vật thể càng lớn thì lực hấp dẫn càng mạnh. Các nhà khoa học kiểm chứng phần lớn thuyết tương đối rộng trong các trường hấp dẫn yếu, chẳng hạn như trái đất hay hệ mặt trời. Trong các trường hấp dẫn mạnh hơn như siêu hố đen nằm trong tâm hầu hết thiên hà lớn, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự tham gia của thuyết tương đối rộng có thể đưa ra lý thuyết mới, giúp giải thích những bí ẩn của vũ trụ như vật chất tối và năng lượng tối. Theo giáo sư thiên văn học Andrea Ghez tại Đại học California, Los Angeles và đồng tác giả nghiên cứu cho biết, Einstein vẫn đúng, ít nhất là đến lúc này. Những quan sát của chúng tôi đều tương đồng với thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, thuyết của ông vẫn có nhược điểm. Nó chưa thể giải thích hoàn toàn lực hấp dẫn trong một hố đen. Đến lúc nào đó, chúng ta phải tìm ra một thuyết mới về lực hấp dẫn để giải thích rõ hơn hố đen là gì. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà thiên văn học chọn hố đen siêu lớn là Sagittarius A sao nằm tại trung tâm giải ngân hà, nặng hơn mặt trời 4 triệu lần với đường kính khoảng 23,6 triệu km. Các nhà khoa học theo dõi sao S02 từ năm 2018, thời điểm nó nằm gần Sagittarius A sao nhất trong quỹ đạo 16 năm ánh sáng. Khoảng cách gần nhất từ ngôi sao đến hố đen là 120 đơn vị thiên văn, một đơn vị thiên văn tương đương khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời, khoảng 150 triệu km. Sử dụng đài thiên văn Keck, đài thiên văn Rimini và kính viễn vọng Subaru ở Hawaii, các nhà thiên văn học đã theo dõi quỹ đạo hoàn chỉnh của S02 trong không gian 3 chiều, kết hợp chúng với các phép đo đạc trong 24 năm. Các nhà nghiên cứu kiểm tra một dự đoán của thuyết tương đối rộng gọi là dịch chuyển đỏ do hấp dẫn, gravitation recessive, sự dịch chuyển màu của quang phổ ánh sáng theo xu hướng đỏ hơn dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Kết quả cho thấy, quang phổ ánh sáng từ sao S02 dịch chuyển sang đỏ khi đi qua lực hấp dẫn từ hố đen Sagittarius A sao, phù hợp với thuyết tương đối. Theo Tuấn Đỗ, nhà vật lý thiên văn học, Đại học California, Los Angeles cho biết, những thí nghiệm này mở ra cánh cửa cho khả năng kiểm tra bản chất của lực hấp dẫn bằng cách tận dụng quỹ đạo các ngôi sao xung quanh những siêu hố đen nằm ở trung tâm thiên hà. Khả năng này từng được đề cập từ lâu trong lý thuyết, nhưng cuối cùng chúng ta đã làm được. Nghiên cứu trên sao S02 là nghiên cứu đầu tiên trong nhiều nghiên cứu về thuyết tương đối, dự tính thực hiện trên các ngôi sao gần siêu hố đen Sagittarius A sao. Một trong những ngôi sao khác cũng nằm trong kế hoạch thí nghiệm là S0102, với quỹ đạo ngắn nhất trong số gần 3.000 ngôi sao nằm gần hố đen siêu lớn, tương đương 11,5 năm. Bên trong tàu vũ trụ, phi hành gia hẹn giờ và tự khóa mình bên trong khoang lạnh và chìm vào một giấc ngủ sâu sẽ đưa họ vượt hàng trăm năm mà không hề già đi. Một cảnh quen thuộc trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng liệu việc này có trở thành hiện thực? Các nhà nghiên cứu quan tâm đến câu hỏi này đã bắt đầu với thế giới động vật, nơi mà ngủ đông khá phổ biến, xảy ra trên 200 loài. Quá trình ngủ đông diễn ra từ hàng triệu năm trước. Cả ba nhóm động vật có vú chính đều phát triển khả năng này và chúng tiến hóa riêng rẽ cách đây hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, dường như con người đã đánh mất những yếu tố quan trọng nhất để có thể ngủ đông. Ví dụ, trái tim con người không thể hoạt động nếu thân nhiệt quá thấp. Nhịp tim được kiểm soát bởi lượng canxi. Nếu có quá nhiều canxi, tim sẽ ngừng hoạt động. Dưới một ngưỡng nhiệt nhất định, trái tim con người không thể loại bỏ lượng canxi thừa, gây ra hiện tượng trụy tim. Vậy tại sao những động vật này lại ngủ đông?
ngủ đông là rất cần thiết, đó là thủ thuật để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khi sự khan hiếm thức ăn và nước đe dọa tới sự sinh tồn. Trước đây, các chuyên gia tin rằng ngủ đông chỉ xảy ra ở môi trường hàn và ôn đới. Gần đây, họ đã khám phá ra những loài động vật ngủ đông ngay cả ở hoang mạc khô cằn và rừng nhiệt đới. Ngay khi quá trình ngủ đông bắt đầu, nhịp tim của các loài động vật giảm còn 1-3% so với thông thường, như là loài vượn cáo. Nhịp tim thông thường từ xấp xỉ 180 nhịp mỗi phút xuống còn khoảng 4 nhịp mỗi phút. Nhịp thở cũng giảm xuống chỉ 1 nhịp mỗi 10-21 phút. Và ở hầu hết động vật ngủ đông, không thải chất thải trong suốt quá trình ngủ. Theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, ngủ đông nhằm giảm tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể. Khi ngủ đông, não gần như không hoạt động, rơi vào trạng thái lờ đờ. Ngủ đông không phải là một giấc ngủ suốt mùa đông dài. Các loài động vật có thể ở trong trạng thái lờ đờ từ vài ngày đến 5 tuần. Sau đó, chúng hồi phục tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể bình thường trong khoảng 24 giờ trước khi tiếp tục trở lại trạng thái lờ đờ. Lý do vì sao có hiện tượng thức dậy giữa quãng vẫn còn là một bí ẩn. Những thay đổi cơ thể trong quá trình ngủ đông này, như ngủ trong 5 tuần hay nhiệt độ cơ thể giảm xuống gần như đóng băng, sẽ là đòn chí tử đối với những loài không có khả năng ngủ đông như con người. Trái với những gì chứng kiến trên phim ảnh, đây có thể là một trở ngại mãi mãi nằm ngoài tầm với của nhân loại. Mỗi năm, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ USD được dành cho việc nghiên cứu tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và cách để chúng ta đặt chân đến một hành tinh xa xôi nào đó. Đó không phải là mong muốn viển vông việc con người đặt chân được đến mặt trăng, chế tạo được những thiết bị máy móc hiện đại như tàu vũ trụ để khám phá sao hỏa, cho thấy những thành tựu trong tiến trình khám phá và chinh phục vũ trụ của chúng ta. Một trong những phương thức quen thuộc trong các phim khoa học viễn tưởng để con người di chuyển vào không gian sâu đến một hành tinh khác là đưa cơ thể về chế độ ngủ đông. Phi hành gia sẽ bước vào trong một thiết bị giống như kén. Sau đó, nhờ các kỹ thuật khoa học, cơ thể liền ngủ một mạch từ vài tháng đến vài năm. Khi tàu đáp xuống hành tinh mới, phi hành gia sẽ tỉnh dậy. Ở trạng thái ngủ giống như ngủ đông này, sự trao đổi chất giảm xuống tới mức tối thiểu và điều quan trọng là tâm trí các phi hành gia cũng không còn cảm giác buồn chán khi phải chờ đợi suốt nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm trời. Trên thực tế, tiền đề để đưa các phi hành gia vào trạng thái ngủ đông có cảm giác như hoàn toàn nằm trong tầm tay, để ngay cả cơ quan vũ trụ châu Âu cũng đang nghiêm túc xem xét tính chất khoa học đằng sau khái niệm này. Tuy nhiên, điều gì cũng phải nhìn vào thực tế. Các nhà khoa học tại Chile khẳng định rằng đó chỉ là ảo mộng viển vông chỉ có trong phim. Điểm cốt lõi trong một nghiên cứu mới đây của ba nhà nghiên cứu đến từ Chile đã hé lộ một rào cản toán học trong việc biến giấc ngủ đông của con người thành hiện thực thông qua việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa khối lượng cơ thể và tiêu hao năng lượng ở động vật có vú khi ngủ đông. Trở ngại này thậm chí khiến ý tưởng mãi mãi nằm ngoài tầm với của chúng ta. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mức độ trao đổi chất tối thiểu cho phép các tế bào tồn tại trong điều kiện nhiệt độ thấp và ít oxy là không đủ để đảm bảo. Nói cách khác, đối với những động vật tương đối nặng như chúng ta, khả năng tiết kiệm năng lượng mà chúng ta có thể mong đợi khi bước vào trạng thái ngủ đông hay ngủ sâu sẽ không thực sự đáng kể. Đó là chưa kể tới những tác hại của việc làm suy giảm trao đổi chất của các phi hành gia có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Ở một số loài động vật nhỏ bé, ngay cả trong trạng thái ngủ đông, chúng vẫn có thể mất tới hơn 1/4 trọng lượng cơ thể do đốt cháy năng lượng dự trữ. Đối với con người, con số này thậm chí còn lớn hơn. Từ thực tế này, Roberto S. Nespolo, tác giả chính của nghiên cứu cho rằng chúng ta tốt hơn hết là nên ngủ theo cách thông thường. Khái niệm ngủ đông thường gợi đến hình ảnh một con gấu tự nhốt mình trong hang để ngủ, đợi thời gian trôi qua sau một mùa đông dài. Tuy nhiên, thực tế dù gấu gần như ngừng hoạt động trong vài tháng dài, nhưng mức độ ngủ đông của chúng vẫn không hiệu quả như giấc ngủ đông thực sự của các loài sinh vật nhỏ hơn như sóc đất hay rơi. Ở những động vật này, nhiệt độ cơ thể của chúng giảm mạnh, sự trao đổi chất gần như bằng không, nhịp tim và nhịp thở đều chậm lại. Quá trình này có thể giảm tiêu thụ năng lượng tới 98% trong một số trường hợp, từ đó loại bỏ nhu cầu đi săn hoặc kiếm ăn. Tuy nhiên, như đã nêu trên, đó là một câu chuyện khác với động vật có vú.
Các nhà nghiên cứu cho rằng việc mở rộng mối quan hệ giữa sự trao đổi chất tích cực và khối lượng tạo ra đã đi tới luận điểm mà tại đó, ngủ đông không thực sự tiết kiệm nhiều năng lượng cho những con thú lớn hơn mà mang lại nhiều tác động tiêu cực. Gấu là loài động vật có vú hiếm hoi có thể ngủ đông ở mức hiệu quả. Khi chúng ngủ, nhịp thở của gấu rơi vào khoảng 50 nhịp mỗi phút. Vào lúc lạnh nhất của mùa đông, nhịp thở giảm xuống cực sâu, chỉ còn 4 đến 5 lần mỗi phút. Toàn bộ hoạt động cơ thể của gấu dừng lại, thế mà khi xuân đến, chúng tỉnh dậy và cơ thể vẫn vẹn nguyên. Các nhà khoa học cho rằng nếu con người nằm ngủ ở điều kiện tương tự, ta sẽ mất cả xương và cơ rất nhanh. Có một điều, trước cả khi gấu ngủ đông, chúng cũng đã hoàn thành được một kỳ tích sinh học khác, đó là chúng cần béo lên đến mức cực kỳ nguy hiểm. Đối với con người, nếu béo tới mức đó, cơ thể sẽ bị thương tổn không phục hồi được nữa. Ngoài ra khi ngủ đông, việc làm mát cơ thể, giảm nhịp tim và nhịp thở, cũng như làm suy giảm sự trao đổi chất một cách cưỡng ép, cũng có thể không mang lại một kết quả mà chúng ta mong đợi. Tuy vậy, dù kết quả nghiên cứu hiện tại cho đó là điều không thể, chúng ta hãy vẫn cứ hy vọng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, khi con người đã sở hữu những công nghệ cực kỳ tân tiến, thì có lẽ giấc ngủ đông sẽ không còn là khoa học viễn tưởng nữa, giống như cách mà con người đã đặt chân lên mặt trăng. Trong thời đại của chúng ta, nhân loại đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Sự gia tăng dân số, sự suy thoái môi trường và những nguy cơ về an ninh toàn cầu đã khiến cho con người phải đối mặt với những bài toán khó khăn để giải quyết. Trong bối cảnh này, việc khám phá và khai thác tài nguyên trên các hành tinh khác đã trở thành một mục tiêu quan trọng trong nghiên cứu và phát triển khoa học. Đã từ rất lâu, con người luôn ấp ủ ước mơ về việc khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác trong vũ trụ. Đây có thể được xem như một trong những tham vọng lớn nhất của loài người. Với tình yêu và sự tò mò muốn khám phá những điều mới mẻ, con người đã không ngừng nỗ lực và đầu tư mạnh mẽ để có thể chinh phục những hành tinh xa xôi ấy. Đó là khát vọng cao cả mà chúng ta chỉ có thể thực hiện nếu chúng ta đứng vững và đoàn kết với nhau. Thực tế, để có thể xâm chiếm một hành tinh khác, chúng ta cần phải đạt được những tiến bộ to lớn về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Chúng ta cần phải tìm hiểu và hiểu rõ về các điều kiện sống của các hành tinh khác, từ các hành tinh gần nhất cho đến những hành tinh xa xôi nằm bên ngoài Thái Dương hệ. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, con người cần bao lâu để có thể thực hiện được việc này? Con người có thể tới sao hỏa sau vài chục năm, nhưng mất tới hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn năm để đến hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX, muốn có một thành phố triệu dân trên sao hỏa vào năm 2050. Mục tiêu này nghe có vẻ rất tham vọng vì con người chưa từng đặt chân lên bề mặt sao hỏa. Vậy con người sẽ mất bao lâu để xâm chiếm một hành tinh khác? Liệu con người có thể xâm chiếm các thiên thể nằm ngoài hệ mặt trời không? Câu trả lời cho những câu hỏi này tùy thuộc vào đích đến. Với sao hỏa, vài thập kỷ không hẳn là phi thực tế. Theo Sir Can Saydam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Vũ trụ Australia, giáo sư tại Đại học New South Wales cho biết, việc thuộc địa hóa sao hỏa có thể khả thi trong vài thập kỷ. Tôi tin rằng, vào năm 2050, chúng ta sẽ có một thuộc địa của con người trên sao hỏa. Theo Saydam, điều quan trọng đầu tiên khi thiết lập thuộc địa sao hỏa là nước và nước có thể chiết xuất từ băng và khoáng chất ngậm nước. Ông cho rằng nước sẽ thúc đẩy nông nghiệp và khả năng trồng thực phẩm trên sao hỏa. Trong khi đó, hydro từ băng và các khoáng chất có thể được dùng làm nguồn năng lượng cho tên lửa. Các nhà khoa học khác không lạc quan như vậy. Kỹ sư du hành vũ trụ Louis Friedman, người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận The Planetary Society cho rằng việc thuộc địa hóa sao hỏa khó xảy ra trong tương lai gần. Rachel Siler, nhà khoa học thần kinh tại Đại học Florida, người từng làm việc với các phi hành NASA, nghĩ việc này có vẻ viển vông. Tuy nhiên, nhân loại có thể sẽ đến sao hỏa trong vài thập kỷ nữa. Trung Quốc dự định bắt đầu đưa phi hành đoàn tới sao hỏa năm 2033, trong khi mục tiêu của NASA là cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040. Sau khi con người đến hành tinh đỏ, bước tiếp theo có thể là xây dựng thuộc địa.
thuộc địa đòi hỏi mức độ tự cung tự cấp nhất định, nhưng không cần hoàn toàn độc lập với trái đất. Saidam so sánh sao hỏa với một hòn đảo xa xôi và thỉnh thoảng vẫn cần nhập đồ. Ông nói, đa số thiết bị và công cụ sẽ được vận chuyển từ trái đất. Tôi không nghĩ bạn có thể sản xuất một chiếc xe tải trên bề mặt sao hỏa. Thuộc địa sao hỏa sẽ cần triển khai một hoạt động nào đó để duy trì về mặt tài chính. Du lịch vũ trụ là một lựa chọn, nhưng Saidam cho rằng khai thác khoáng sản là chìa khóa để thuộc địa hóa thành công. Dù là lựa chọn thực tế nhất để định cư ngoài trái đất, sao hỏa không hẳn là hành tinh phù hợp nhất với con người. Hơn 95% khí quyển sao hỏa là CO2, khí hậu rất lạnh với nhiệt độ trung bình khoảng âm 60 độ C. Tàu vũ trụ từ trái đất phải mất khoảng 8,5 tháng mới tới sao hỏa và còn bị bức xạ tấn công nữa. Gần như chắc chắn sẽ có những ngoại hành tinh bên ngoài hệ mặt trời thân thiện hơn với con người. Vấn đề là chúng quá xa. Con người vẫn chưa thể đưa tàu vũ trụ nào tới ngoại hành tinh. Các tàu hiếm hoi thoát khỏi hệ mặt trời là bộ đôi tàu Voyager 1 và Voyager 2. Chúng lần lượt mất 35 năm và 41 năm để tới vùng không gian liên sao, trong khi đó, các ngoại hành tinh ở xa hơn nhiều. Theo nhà vật lý thiên văn hố đen Frederick Marin tại đài quan sát Strasbourg thuộc Đại học Strasbourg cho biết, với công nghệ hiện nay, chúng ta phải mất vài chục nghìn năm mới tiếp cận được ngoại hành tinh gần nhất. Thời gian di chuyển này có thể khiến việc xâm chiếm ngoại hành tinh nghe có vẻ bất khả thi. Nhưng Marin từng chạy mô phỏng máy tính cho việc du hành liên sao và hy vọng thời gian di chuyển sẽ giảm mạnh trong tương lai gần nhờ các tàu vũ trụ nhanh hơn. Marin nói, chúng tôi biết rằng trong khoa học, cứ sau mỗi 100 năm, vận tốc của phương tiện đẩy có thể tăng gấp 10 lần. Như vậy, thời gian di chuyển đến các ngoại hành tinh có thể giảm dần từ hàng chục nghìn năm xuống còn hàng nghìn năm, sau đó là hàng trăm năm. Marin đưa ra kịch bản giả định về việc tiếp cận một ngoại hành tinh ở được với con người trong vòng 500 năm. Hành trình kéo dài hàng thế kỷ này vẫn đòi hỏi nhiều thế hệ người điều khiển tàu vũ trụ, hầu hết sẽ không kịp thấy ngoại hành tinh bị thuộc địa hóa này. Các mô phỏng của Marin cho thấy khoảng 500 người là dân số khởi đầu phù hợp cho một con tàu đa thế hệ như vậy. Tuy nhiên, phi hành đoàn sẽ đối phó với việc sống suốt đời trên tàu như thế nào? Con cháu của họ sẽ sống ra sao khi sinh ra và lớn lên trong tàu du hành liên sao? Điều này cũng dẫn đến những lo ngại về đạo đức. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu và những thách thức khác trên trái đất có nguy cơ đẩy loài người đến tình trạng tuyệt chủng trước khi kịp du hành liên sao và xâm chiếm các ngoại hành tinh. Tuy nhiên, chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn bởi trong thế giới hiện đại của chúng ta, những khám phá và công nghệ mới được phát triển liên tục mang đến cho con người những cơ hội vô tận để tìm hiểu và khám phá các hành tinh xa xôi khác trong vũ trụ. Với mục tiêu lớn lao và tham vọng xâm chiếm hành tinh khác, con người đã đưa ra những dự đoán và ước tính về thời gian cần thiết để có thể hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, việc xâm chiếm hành tinh khác không chỉ đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và kinh tế, mà còn đòi hỏi sự đoàn kết của toàn bộ nhân loại. Việc xâm chiếm hành tinh khác đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những quyết định cân bằng và đúng đắn. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về các hậu quả của hành động mà mình thực hiện và có một kế hoạch rõ ràng và chi tiết để đảm bảo sự an toàn và thành công trong quá trình này. Cùng với những thách thức và rủi ro, việc xâm chiếm hành tinh khác cũng mang lại những hy vọng và tiềm năng to lớn cho tương lai của loài người. Việc khám phá và tìm hiểu về các hành tinh xa xôi khác có thể mang lại cho chúng ta vô vàn những kiến thức mới về vũ trụ và giúp mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại. Và trong tương lai, nếu chúng ta có đủ nghiêm túc và quyết tâm, không có gì là không thể. Con người có thể khám phá và xâm chiếm các hành tinh khác, mở ra những cánh cửa mới trong việc khám phá vũ trụ, tìm ra những giải pháp cho các vấn đề lớn của nhân loại. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ tất cả những gì tuyệt vời nhất của thế giới này để con người có thể tiếp tục tồn tại và phát triển trong tương lai.